Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 52. Trong không trung, ba thân ảnh đứng đấy, một cỗ khí tức đáng sợ từ trên người ba người bọn hắn tản ra, trấn áp khiến tu sĩ không dám vọng động. Cầm đầu là một nam tử trung niên chừng 50 tuổi, hắn mặc một bộ trường bào màu vàng óng, cặp lông mày như đao cắm vào tóc mây, con người đen nhánh, mái tóc dài vàng óng tung bay trong gió, vô hình lộ ra một loại khí thế cuồng bá. Dưới khí thế này, cho dù là Diệp Thệ Thủy cũng có chút không bằng. Bái kiến đại trưởng lão. Diệp Thệ Thủy chắp tay hơi thi lễ. Bái kiến đại trưởng lão. Gia chủ cùng lão tổ gia tộc khác tất cả cũng đều cung kính thi lễ, không có bất cứ tâm tư phản kháng nào, bọn hắn biết rất rõ thân phận của người tới. Về phần những tu sĩ chiến đế cảnh cùng chiến hoàng cảnh, trừ một số ít người ngẩng đầu, những người khác đều cúi đầu hết xuống, thân thể hơi run run. Không phải bọn hắn không dám ngẩng đầu, mà là dưới cỗ khí thế cường đại kia, căn bản không ngẩng được đầu lên. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, những người này thật quá bá đạo, vậy mà muốn tất cả mọi người ở đây phải khuất phục. Công tử, người này là đại trưởng lão phân bộ chiến thần điện ở Vô Song Thánh Thành, chiến cuồng tôn, tu vi hắn là chiến thánh trung kỳ. Thanh âm Diệp Phong truyền vào tai Tiêu Phàm, trong giọng nói hơi có ý tứ kiêng dè. Chiến cuồng tôn. Tiêu Phàm cau mày một cái, phải rồi, trước đó ngươi nói, chỉ có chiến thần điện mới có cường giả chiến thánh cảnh trung kỳ, tại sao vậy? Diệp Phong hơi do dự một chút, nói thứ nhất, đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ vô cùng gian nan. Thứ hai, Phàm là người đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ đều sẽ bị chiến thần điện điều động đưa tới một nơi khác. Nơi nào vậy? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Thần kiếp chi địa. Diệp Phong hết sức trịnh trọng nói ra bốn chữ. Thần kiếp chi địa, sao quen vậy nhỉ? Tinh thần Tiêu Phàm khẽ run, sau đó tra tìm trong tu la truyền thừa. Sau một lát, liền tra được không ít tin tức có liên quan tới thần kiếp chi địa. Nghe đồn, thần kiếp chi địa đã từng ẩn giấu vô số chiến thần cảnh, chính là nơi tạo ra chiến thần cảnh, cho nên mới có thể xưng là thần kiếp chi địa, nó còn có một cách xưng hô khác là táng thần chi địa. Phàm là người đột phá chiến thánh trung kỳ đều sẽ bị chiến thần điện điều động mang đến thần kiếp chi địa, cho tới bây giờ không ai dám cự tuyệt, cho nên tu sĩ chiến thánh cảnh trung kỳ ở chiến hồn đại lục là vô cùng ít, chiến thánh sơ kỳ đã là nhân vật hàng đầu. Diệp Phong sau khi nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm, lại giải thích, đương nhiên, tam đại tổ chức sát thủ không bị hạn chế bởi cái này, nhất là tu la điện. Câu nói sau cùng, Diệp Phong hiển nhiên là sợ Tiêu Phàm tức giận mới bổ sung thêm vào. Tiêu Phàm cũng không nói gì nhiều, nếu như là tu la điện ngàn năm trước, tất nhiên dám đấu tranh cùng chiến thần điện. Nhưng mà hiện tại, đừng nói chiến thần điện, dù là phân điện chiến hồn điện ở Vô Song Thánh Thành cũng đủ để diệt hắn. Lần trước tiến vào Long Hồn Cốc, Tiêu Phàm rõ ràng cảm ứng được, bốn phía Long Hồn Cốc có không ít cường giả chiến thánh cảnh âm thầm thủ hộ. Nơi này còn quá xa xôi với ta, trước tiên không nói đến cái này. Tiêu Phàm lắc đầu. Lúc này, thanh âm như sấm kéo tâm thần Tiêu Phàm trở về, chỉ thấy chiến cuồng tôn lạnh như băng liếc nhìn phía dưới nói, thập đại gia tộc các ngươi muốn hủy Vô Song Thánh Thành sao? Không dám, đám người Diệp Thệ Thủy vội vàng cúi thấp đầu, bọn hắn cũng không dám phản bác lời chiến cuồng tôn. Mặc dù bọn họ đều là chiến thánh cảnh, nhưng là trước mặt chiến cuồng tôn lại không có bất kỳ tâm tư phản kháng nào. Đột phá chiến thánh cảnh, chênh lệch giữa mỗi một tiểu cảnh giới đều quá lớn. Người có thể vượt giai chiến đấu quá mức thưa thớt. Các ngươi tại sao lại tàn sát lẫn nhau? Chiến cuồng tôn rất hài lòng với thái độ của đám người, về phần những người đã chết kia, hắn cũng không có bất luận vẻ tiếc hận gì. Chiến hồn đại lục cho tới bây giờ không hề thiếu cảnh chém giết, chỉ là quy mô lớn hay nhỏ mà thôi. Chiến cuồng tôn đột phá đến chiến thánh trung kỳ, sớm đã quen thuộc tất cả những thứ này. Đám người không dám nói chuyện, hồi lâu. Sở Tam Sinh đột nhiên hít sâu một hơi nói, hồi bẩm đại trưởng lão, chúng ta là vì muốn giết một sát thủ huyết lâu, người này tâm địa ngoan độc, sát tâm cực nặng, ai ai cũng có thể chu diệt. Nhưng mà, Diệp gia chủ cùng mấy đại gia chủ khác lại cùng cấu kết với sát thủ huyết lâu kia, ngăn cản chúng ta. Đám người Diệp Thệ Thủy nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chiến thần điện mặc dù sẽ không chủ động ứng phó tam đại tổ chức sát thủ, nhưng cũng sẽ không ủng hộ. Nghĩ vậy, Diệp Thệ Thủy không chút do dự mở miệng phản bác, đại trưởng lão. Thệ Thủy à!
Nhưng mà Diệp Thệ Thủy vừa mới mở miệng, Chiến Cuồng Tôn liền nói, quy củ Chiến Hồn Điện cũng đừng quên, việc này Chiến Hồn Điện không muốn tham dự. Chiến Cuồng Tôn bộ dáng như ông cụ non, có điều nói đi cũng phải nói lại, bất luận là địa vị hay là tuổi tác, Diệp Thệ Thủy quả thực kém hơn hắn nhiều. Thần sắc Diệp Thệ Thủy rằng có một hồi, Tiêu Phàm mặc dù có quan hệ cùng Huyết Lâu, nhưng người khác không có chứng cứ gì, Chiến Cuồng Tôn tại sao như thế liền nhận định Tiêu Phàm là người Huyết Lâu chứ? Đang lúc Diệp Thệ Thủy trầm tư, bên tai hắn lại truyền đến thanh âm Tiêu Phàm, nhạc phụ đại nhân, giúp ta bảo vệ tốt cho tiểu ma nữ, những người này, liền giao cho ta. Nghe được bốn chữ, nhạc phụ đại nhân, này, trong lòng Diệp Thệ Thủy liền vui vẻ, bởi vì khúc mắc của Tiêu Phàm đối với hắn rốt cục biến mất, hoàn toàn tán thành hắn. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Diệp gia cùng Úy Chỉ gia tộc sắp bị ép rút đi, trong lòng hắn liền khó nghĩ, Tiêu Phàm không phải đối thủ của ngũ đại gia tộc. Nhìn thấy Diệp Thệ Thủy còn đang do dự, thanh âm Chiến Cuồng Tôn không thích vang lên, nghe rõ chưa? Vậy Giang gia thì sao? Diệp Thệ Thủy hít sâu một hơi nói. Hồi bẩm đại trưởng lão, Tiêu Phàm cùng Giang gia ta có thù không đội trời chung, khẩn cầu đại trưởng lão thành toàn. Giang Thiên Vân thấy thế, trực tiếp quỳ gối xuống. Đây là việc tư của Giang gia, bản tọa không quản được. Chiến Cuồng Tôn lắc lắc đầu nói. Vâng, đại trưởng lão. Giang Thiên Vân nghe vậy, thần sắc vui vẻ, vội vàng cung kính nói, Chiến Cuồng Tôn không quản được, không phải chính là nói hắn có thể đối phó Tiêu Phàm sao? Sắc mặt Diệp Thệ Thủy ngày càng khó coi, Lăng Thừa Đạo, Tô Cổ Tông cùng Úy Chỉ Cuồng Sinh cũng cau mày, Chiến Cuồng Tôn này rõ ràng là đang làm khó Tiêu Phàm. Chiến Cuồng Tôn phải không? Cũng đúng lúc này, thanh âm Tiêu Phàm vang lên. Đám người Diệp Thệ Thủy nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Đây chính là đại trưởng lão Chiến Thần Điện, vậy mà Tiêu Phàm gọi thẳng tên Húy, quả thực là tự tìm cái chết. Tiêu Phàm, còn không xin lỗi đại trưởng lão. Diệp Thệ Thủy phẫn nộ quát, nhìn có vẻ như rất phẫn nộ, nhưng thực tế lại là đang bảo vệ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thật đúng là quá cuồng, dám gọi thẳng tên của đại trưởng lão, lần này, hắn nhất định chết chắc. Đám người Sở Tam Sinh đầu tiên là giật mình, sau đó nhìn có chút hả hê. Giết chết Tiêu Phàm. Căn bản không cần Chiến Cuồng Tôn động thủ, có lẽ chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn là được. Dù sao, Chiến Thánh Cảnh Trung Kỳ dùng công kích linh hồn, Tiêu Phàm khó có thể tiếp nhận được. Hỗn xược, dám gọi thẳng tên đại trưởng lão, đáng chém. Chiến Cuồng Tôn lông mày nhíu lại, không đợi hắn mở miệng, một nam tử trung niên phía sau hắn liền phẫn nộ kêu lên, khí thế Chiến Thánh Cảnh xông thẳng đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đứng đó thần sắc bình tĩnh, căn bản bất phi sở động. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Sở Tam Sinh nói một câu ta là người Huyết Lâu, ngươi liền tin ngay. Giang Thiên Vân nói một câu có thù không đội trời chung với ta, ngươi cũng tin. Ngươi chẳng phải muốn Tiêu Phàm ta chết sao? Nói thẳng ra là được, quanh co lòng vòng như thế làm gì? Thậm chí, ngươi có thể trực tiếp động thủ với ta, không cần thiết bày ra bộ dáng cao cao tại thượng thế kia. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, ngươi giả bộ cho ai xem? Giết, lời nói cứng rắn của Tiêu Phàm thốt ra, nam tử trung niên sau lưng Chiến Cuồng Tôn gầm thét một tiếng, cũng không nhịn được nữa, tức giận đánh về hướng Tiêu Phàm. Đám người sớm đã bị lời nói của Tiêu Phàm chấn kinh đến mức không biết làm sao. Tiêu Phàm sớm đã nổi danh là phách lối cùng cuồng vọng, thật không nghĩ đến vậy mà hắn cuồng vọng đến cấp độ này. Đây chính là đại trưởng lão Chiến Thần Điện, Tiêu Phàm cũng dám nhục mạ hắn là kỹ nữ, đây là ăn gan hùm sao. Chẳng lẽ Tiêu Phàm tự cảm thấy không có cách nào chạy thoát khỏi tay ngũ đại gia tộc, cho nên mới cố ý khiêu khích Chiến Cuồng Tôn, sau đó có thể được chết thoải mái một chút. Rất nhiều người lắc đầu, Chiến Cuồng Tôn không chỉ là đại trưởng lão Chiến Thần Điện, hắn còn là cường giả Chiến Thánh Cảnh Trung Kỳ, đâu thể bị một tu sĩ Chiến Đế Cảnh vũ nhục chứ. Tiêu Phàm đừng nói là được chết thoải mái, đoán chừng muốn chết còn không được, Chiến Cuồng Tôn nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, một nam tử trung niên sau lưng Chiến Cuồng Tôn cũng đã đánh tới hướng Tiêu Phàm, rất nhanh liền tới gần Tiêu Phàm. Nam tử trung niên này nghĩ rằng, diệt sát một tu sĩ Chiến Đế Cảnh hậu kỳ thật sự là quá đơn giản. Giết Tiêu Phàm, có thể thể hiện thực lực bản thân chấn nhiếp các đại gia tộc ở đây một chút, lại có thể nịnh nọt Chiến Cuồng Tôn, chuyện dạng này hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy Tiêu Phàm đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Nam tử trung niên còn tưởng rằng Tiêu Phàm bị dọa sợ rồi.
Đám người cũng không kìm được nhắm hai mắt lại, bọn hắn đã đoán được kết cục của Tiêu Phàm, nam tử trung niên đánh ra một quyền, đầu Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ nổ tung. Dừng tay, ba người Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất cùng Lăng Phong kêu to, không chút do dự đạp không mà lên. Sắc mặt Lăng Thừa Đạo hoàn toàn thay đổi, hắn muốn giữ chặt Lăng Phong, nhưng mà căn bản không làm được. Lúc này ra mặt giúp Tiêu Phàm, nhất định chính là tự tìm cái chết, thậm chí có thể sẽ liên lụy tới gia tộc bọn họ. Diệp Thệ Thủy, Tô Cổ Tông cùng Úy Chỉ Cuồng Sinh ba người chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà cuối cùng vẫn ngừng bước, bởi vì bên tai bọn hắn vang lên một thanh âm, đa tạ mấy vị xuất thủ cứu giúp, bắt đầu từ bây giờ chính là việc của Tiêu Mỗ ta. Không sai, lời này là Tiêu Phàm nói với ba người, Tiêu Phàm không muốn liên lụy tam đại gia tộc bọn hắn. Dù sao không có người nào dám mạo phạm uy nghiêm của Chiến Thần Điện. Ba người Diệp Thệ Thủy lắc đầu thở dài, không đành lòng nhắm hai mắt lại. Người khác nghĩ, Tiêu Phàm khiêu khích Chiến Cuồng Tôn có lẽ là cuồng vọng, nhưng ở trong mắt bọn Diệp Thệ Thủy, đó là Tiêu Phàm ngông nghênh cương trực, không sợ tất cả. Người như vậy nếu không chết, tương lai chắc chắn ngạo thế thiên hạ, trở thành bá chủ hùng bá một phương. Thời khắc thấy một quyền sắp đập trúng Tiêu Phàm, nam tử trung niên nhếch miệng lên một cười lạnh. Oanh, một quyền nện xuống, hồn lực ba động đáng sợ dập dờn về bốn phương tám hướng mà ra, nhấc lên một hồi gợn sóng hồn lực, sóng gió cuồn cuộn đáng sợ, che khuất bầu trời. Tiêu Phàm thực không nên đắc tội đại trưởng lão Chiến Thần Điện. Đám người mở hai mắt ra, đã thấy không rõ tất cả bên trong, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Tiêu Phàm mặc dù có thể chiến một trận cùng chiến thánh cảnh sơ kỳ, nhưng hắn cũng phải phản kháng chứ, đứng ở đó không nhúc nhích thì làm sao có thể sống sót được. À đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế từ trong biển hồn lực kia truyền ra, trực tiếp mở ra hồn lực phong bão ngăn cản, truyền vào lỗ tai tất cả mọi người ở đây. Dám nhục mạ đại trưởng lão, liền tra tấn hắn cho tốt. Sở Tam Sinh nhếch miệng cười nói. Đây có vẻ như không phải thanh âm của Tiêu Phàm. Có người mở miệng. Nụ cười trên mặt Sở Tam Sinh cứng đờ, sắc mặt đỏ bừng, thật giống như bị người ta hung hăng tát một cái. Cũng đúng lúc này, hồn lực phong bạo biến mất không còn gì nữa, con người đám người rung động kịch liệt, kinh hãi nhìn qua nơi xa. Giữa trận, một tay Tiêu Phàm gắt gao bắt lấy nắm đấm của nam tử trung niên Chiến Thần Điện kia, cố chấp chặt cánh tay phải của hắn, mảnh xương đều lộ rõ ra, nhìn qua thấy toàn máu me. Mọi người hít một hơi lạnh. Tiêu Phàm làm sao có thể mạnh như vậy, coi như Tiêu Phàm có thể giết chết chiến thánh cảnh Công Tôn Ngạn cũng không thể dễ dàng nghiền ép chiến thánh cảnh như thế chứ. Lúc này, đám người mới phát hiện, bên người Tiêu Phàm còn một thân ảnh đang đứng. Lúc nhìn thấy thân ảnh này, đám người kinh ngạc không thôi. Hai Tiêu Phàm, đám người mắt trợn tròn, hai Tiêu Phàm kia vậy mà giống nhau như đúc, chẳng lẽ là huynh đệ sinh đôi với Tiêu Phàm. Thế nhưng, vừa rồi rõ ràng không thấy ai xuất hiện. Một Tiêu Phàm khác xuất hiện như thế nào vậy? Hơn nữa, Tiêu Phàm này cường đại như thế, thậm chí ngay cả tu sĩ chiến thánh cảnh sơ kỳ đều không có sức phản kháng trên tay hắn, vậy há không phải tu vi hắn là chiến thánh? Hồn điêu, ánh mắt Tô Mạch Huyên sáng lên, kinh ngạc nhìn U Linh Nhất Hào, hắn biết rõ, Tiêu Phàm là một hồn điêu sư, vậy người giống Tiêu Phàm như đúc cũng không phải là huynh đệ sinh đôi gì của hắn, mà là hồn điêu căn cứ theo hình dáng Tiêu Phàm mà điêu khắc ra. Nhưng mà nếu có thể tùy tiện chặt được cánh tay cường giả chiến thánh cảnh sơ kỳ, hồn điêu này thật sự không đơn giản, đoán chừng đã đạt tới cấp độ cửu giai trung kỳ. Ba người bàn tử, Quan Tiểu Thất cùng Lăng Phong chạy tới trước mặt Tiêu Phàm, nhìn thấy nam tử trung niên Chiến Thần Điện kia bị phế một cánh tay, bọn hắn cũng buông lỏng một hơi. Chỉ cần Tiêu Phàm bình yên vô sự, vậy liền yên tâm, về phần U Linh Nhất Hào cường đại thế nào, bọn hắn lại không chấn kinh lắm. Ngươi muốn giết ta, Tiêu Phàm không để ý tới ba người bọn Lăng Phong, còn ngươi lạnh như băng nhìn chằm chằm nam tử trung niên kia, tia giết sạch bắn ra bốn phía. Ta nam tử trung niên ấp úng, đau đến nhe răng trợn mắt, mồ hôi lớn bằng hạt đậu lăn xuống, thân thể hoàn toàn không động đậy được. Hắn vất vả quay đầu, muốn cầu cứu Chiến Cuồng Tôn. Chiến Cuồng Tôn sắc mặt lạnh lùng, mí mắt không ngừng giật giật, hắn cũng bị thực lực U Linh Nhất Hào chấn kinh. Chiến Cuồng Tôn rốt cục biết rõ, tại sao Tiêu Phàm dám nói chuyện cùng hắn như thế, bởi vì Tiêu Phàm có cái để hắn ỷ vào. Tiểu tử, nếu ngươi giết hắn, vậy chính là kẻ địch của Chiến Thần Điện ta.
Chiến Cuồng Tôn từ giữa hàm răng rít ra một câu. Đừng tâng bốc ta như vậy, tiểu gia ta nhìn không vừa mắt ngươi mà thôi, ngươi muốn ta chết, ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Tiêu Phàm phì bãi nước bọt, cười lạnh nói, về phần người muốn giết ta, cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng bỏ qua, làm thịt cho ta. Vừa dứt lời, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, U Linh Nhất Hào một tay bấm cổ nam tử trung niên chiến thần điện kia, dùng sức uốn éo, đường đường chiến thánh cảnh mà lại chết ngoèo tại chỗ. Đám người thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh, trong lòng rung động mãnh liệt. Tiêu Phàm thật đúng là quá hung ác. Thậm chí ngay cả người chiến thần điện đều dám giết, chẳng lẽ hắn thực sự muốn là kẻ địch với chiến thần điện sao? Tiêu Phàm không quan tâm những cái này, như hắn nói, Chiến Cuồng Tôn muốn hắn chết, Tiêu Phàm cũng sẽ khiến hắn không được yên thân. Thế giới này chính là tàn nhẫn như vậy, quyền lợi nói chuyện đều nằm trong tay cường giả. Nếu như Tiêu Phàm là chiến thánh trung kỳ thì đâu cần phải nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp diệt Chiến Cuồng Tôn, chiến thần điện có thể làm gì được hắn? Ngươi thật đúng là tự tìm cái chết, ngươi cho rằng huyết lâu ngươi vẫn là huyết lâu trước đây sao? Giết ngươi, liền đơn giản như bóp chết một con kiến. Sắc mặt Chiến Cuồng Tôn lạnh lùng, rất hiển nhiên hắn đã biết rõ thân phận Tiêu Phàm. Sau đó con ngươi lạnh lẽo của Chiến Cuồng Tôn nhìn bọn Sở Tam Sinh một cái, nói, bản tọa cho phép các ngươi giết hắn. Ai dám bảo vệ hắn, kẻ đó chính là địch của chiến thần điện. Rõ, đại trưởng lão. Sở Tam Sinh đám người nghe vậy, tâm tình kích động tới cực điểm, bọn hắn biết rõ, Chiến Cuồng Tôn muốn đích thân xuất thủ. Mà bọn Diệp Thệ Thủy, mặc dù vô cùng sốt ruột, thế nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, hậu quả đắc tội chiến thần điện, tuyệt đối không phải những gia tộc bọn hắn có thể tiếp nhận. Các huynh đệ, là ta liên lụy các ngươi. Tiêu Phàm tựa như không nghe được lời nói của Chiến Cuồng Tôn, ngược lại nhìn về ba người Lăng Phong, Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất phía sau nói. Ngươi nói nhảm cái gì vậy, huynh đệ không sinh được cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng một ngày. Bàn Tử một tay đập trên vai Tiêu Phàm, tức giận nói. Tam ca, ta và ngươi giết những tên cẩu tạp chủng này. Quan Tiểu Thất cũng không sợ hãi chút nào. Huynh đệ với nhau không cần nói nhiều. Ngữ khí Lăng Phong rất bình tĩnh, trên mặt hiện lên một nụ cười. Nghe vậy, Tiêu Phàm cười, nhìn ba người nói, là ta nghĩ nhiều rồi. Không nghĩ tới ngày huynh đệ chúng ta tụ hợp, liền có thể kề vai chiến đấu. Hôm nay, liền giết bọn cho xả láng. Dứt lời, Tiêu Phàm hai tay chộp vào trên người Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất, năng lượng đá trắng điên cuồng tràn vào trong cơ thể hai người, thương thế trên người hai người lập tức khôi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Mấy phút sau, khí thế hai người đạt tới đỉnh phong, tất cả bệnh tật đều biến mất hết, hai người kinh dị nhìn Tiêu Phàm, không nghĩ tới Tiêu Phàm còn thủ đoạn này. Lão Tam, Lão Nhị, không biết vị huynh đệ kia xưng hô thế nào. Lăng Phong nhìn Quan Tiểu Thất cười hỏi, không có cảm giác gì là đang đối mặt với tử vong giác ngộ, ngược lại vô cùng điềm đạm. Những năm này, Lăng Phong cũng không còn là tu sĩ chiến tôn cảnh năm đó, bây giờ tu vi của hắn cũng đột phá đến chiến đế hậu kỳ. Tiểu Ngũ, vị này chính là đại ca Lăng Phong của chúng ta. Tiêu Phàm kéo Quan Tiểu Thất tới, cười nói, Lão Đại, đây là Quan Tiểu Thất. Là huynh đệ đồng sinh cộng tử của ta. Huynh đệ ngươi, vậy tất nhiên cũng là huynh đệ của ta. Hôm nay huynh đệ chúng ta liền giết cho thoải mái. Lăng Phong sang sảng cười một tiếng, sau đó duỗi một tay ra. Ba mấy tiếng giòn vang truyền ra, cánh tay bốn người Tiêu Phàm xếp ở cùng một chỗ, khí thế đắc ý, bộ dáng bế nghệ thiên hạ. Còn có ta. Cũng đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ truyền ra. Lại thấy một thân ảnh tịnh lệ đạp không mà tới, một bộ váy trắng hơn tuyết, phong hoa tuyệt đại, ngoài tiểu ma nữ còn có thể là ai? Ba, không đợi bọn Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, tiểu ma nữ cũng đã đáp xuống bên người Tiêu Phàm, tay nắm lấy tay Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Ha ha, năm huynh muội chúng ta rốt cục tề tựu, vậy liền giết cho xoay chuyển càn khôn, giết cho máu nhuộm thanh thiên. Bàn Tử cất tiếng cười to. Trên đài đấu võ, trên mặt Diệp Thệ Thủy lộ ra vẻ lo lắng, tiểu ma nữ là hy vọng của Diệp gia, hắn không muốn tiểu ma nữ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lúc sốt ruột, hắn không khỏi giận dữ nhìn Diệp Lâm Trần một cái, có mấy phần ý tứ trách cứ, hắn tin là Diệp Lâm Trần là có thể ngăn tiểu ma nữ lại. Nhưng mà thần sắc Diệp Lâm Trần rất đạm nhiên, đột nhiên đạp không mà lên, bay đi về giữa sân.
Mặt khác, trên võ trường, còn có một người một thú cũng tới gần Tiêu Phàm, chính là Sở Khinh Cuồng cùng Tử Tinh Lôi Thú. Các ngươi, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Diệp Lâm Trần, hắn không nghĩ tới, vậy mà Diệp Lâm Trần cũng ra trợ giúp bản thân. Còn Sở Khinh Cuồng cùng Tử Tinh Lôi Thú, Tiêu Phàm lại không hề bất ngờ. Diệp Lâm Trần không để ý tới Tiêu Phàm, mà nhìn tiểu ma nữ, trong mắt lóe qua một tia yêu chiều, nói tiểu muội, ca không có gì tặng muội, chỉ có thể dùng máu tươi cùng đầu người, chúc muội có thể thu hoạch được tân sinh, cũng chúc các ngươi hạnh phúc. Ca, tiểu ma nữ sốt ruột nhìn Diệp Lâm Trần, nàng không muốn Diệp Lâm Trần tham dự vào việc này, dù sao, đây chính là đắc tội chiến thần điện. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Diệp Lâm Trần, khúc mắc trong lòng đối với Diệp Lâm Trần cũng hoàn toàn biến mất, hai cánh tay hắn dựng trên người Tử Tinh Lôi Thú cùng Sở Khinh Cuồng, sau một lát, hai thân thể bọn hắn cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Diệp Thệ Thủy, Lăng Thừa Đạo, nhi nữ các ngươi sinh ra cũng giỏi lắm, đây là muốn phản chiến thần điện sao? Chiến Cuồng Tôn giận tím mặt, lạnh lùng quét nhìn Diệp Thệ Thủy cùng Lăng Thừa Đạo một cái. Hai người Diệp Thệ Thủy cùng Lăng Thừa Đạo nhìn nhau, ánh mắt lộ ra nụ cười khổ. Đột nhiên, trên võ trường truyền đến hai tiếng quát như sấm. Lăng Phong ta rời khỏi Lăng gia, cùng Lăng gia không còn bất cứ quan hệ gì. Ta Diệp Thi Vũ cùng Diệp Lâm Trần rời khỏi Diệp gia, cùng Diệp gia ân đoạn nghĩa tuyệt. Lăng Phong cùng tiểu ma nữ quát to, vì không muốn liên lụy Lăng gia cùng Diệp gia, bọn hắn không thể không lựa chọn như vậy, rời khỏi đại gia tộc của mình. Lăng Thừa Đạo cùng Diệp Thệ Thủy không nói thêm gì nữa, bọn hắn lúc này mới phát hiện quá xem thường con gái của mình, bọn chúng đã lớn, đã có một khoảng trời độc lập của riêng mình. Tốt, 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 Chiến Cuồng Tôn hoàn toàn tức giận, liên tục nói ra ba chữ tốt. Nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ tức giận như thế, bị mấy tiểu bối chiến đế cảnh khiêu khích, nỗi lòng bình tĩnh nhiều năm lần đầu tiên nổi lên gợn sóng. Bản tọa rất lâu không tức giận như thế. Ngươi giỏi lắm, trong đám tiểu bối, ngươi là người đầu tiên dám kích động đến lửa giận của ta, ngươi không sợ gia tộc của ngươi chịu liên lụy vì ngươi sao? Chiến Cuồng Tôn sát khí nặng nề nói. Hắn sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm, thậm chí ngay cả gia tộc Tiêu Phàm hắn cũng không bỏ qua, nói như thế, nhất định chính là Trần Trụi uy hiếp. Đại trưởng lão, việc này chỉ có quan hệ tới Tiêu Phàm. Trong đám người Chiến Thiên Long vội vàng kêu lên. Tiêu Phàm đắc tội chiến thần điện cố nhiên đáng chết, nhưng cũng không nên liên lụy đến Tiêu gia. Thiên Long, ngươi không cần phải xin giúp bọn hắn vốn đáng chết. Chiến Cuồng Tôn quả quyết cự tuyệt, hắn nhất định phải dùng Tiêu Phàm để lập uy, nói cho thế nhân biết, Phàm là người dám khiêu chiến quyền uy chiến thần điện đều phải chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng bình tĩnh, coi thường Chiến Cuồng Tôn. Ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra một câu, nam nhi ở đời phải tự cường, nhuộm máu thanh thiên có làm sao? Nam nhi ở đời phải tự cường, nhuộm máu thanh thiên có làm sao? Lời nói của Tiêu Phàm vang vọng thật lâu trong hư không, hắn không sợ hãi, thần sắc không vui không buồn. Đám người bốn phía nghe vậy, trong lòng run lên bần bật, tựa như nhận phải xúc động cực lớn. Nam nhi ở đời phải tự cường, nhuộm máu thanh thiên có làm sao? Tu sĩ chúng ta vốn là nghịch thiên mà đi, há lại e ngại bất cứ hiểm trở gì. Tiêu Phàm tốt lắm, cho dù chết ở Vô Song Thánh Thành, cái tên Tiêu Phàm cũng nhất định khắc họa sử sách. Chiến thần điện có gì là giỏi sao? Muốn đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết, không cần thiết phải quanh co lòng vòng. Rất nhiều người bí mật truyền âm, có điều bọn hắn vẫn không dám bại lộ bản thân, sợ bị chiến thần điện truy cứu. Có điều, hầu hết tu sĩ chỉ cảm giác nhiệt huyết bành trướng. Tựa như đối địch với Chiến Cuồng Tôn là bọn hắn, rất nhiều người còn cảm giác bản thân rơi vào kỳ cảnh, đối với Tiêu Phàm cũng càng kính nể hơn. Dám trắng trợn đối địch với người Chiến Hồn Điện, Tiêu Phàm tuyệt đối là người đầu tiên. Còn ngây ra đó làm gì, giết bọn chúng. Chiến Cuồng Tôn nhìn thấy quần chúng xúc động phẫn nộ, lập tức gầm thét một tiếng, tự hắn dẫn đầu đánh tới hướng Tiêu Phàm. Ngăn hắn lại, Tiêu Phàm thò ra một ngón tay. U Linh Nhất Hào không chút do dự phóng lên tận trời, nhìn chăm chú gia chủ Sở gia cùng mấy đại gia tộc, sát khí nặng nề nói các ngươi có thể lăn tới nhận cái chết. Tiện tay phóng ra một chiêu, cửu U Ma Hổ xuất hiện, một cỗ khí tức cuồng bá phóng lên tận trời. Giết, tu sĩ ngũ đại gia tộc gào thét, tất cả đều đánh tới hướng bọn Tiêu Phàm,
trong đó không thiếu cường giả chiến thánh. Lão nhị, tiểu lôi, tiểu ngũ và sở khinh cuồng, bốn người các ngươi một tổ. Tiểu ma nữ, lão đại và Diệp Lâm Trần một tổ. Tiêu Phàm không chút do dự nói. Bàn tử bọn hắn lại có cảm giác quay lại hơn một năm trước đây, lúc ấy chiến đấu chính là Tiêu Phàm sắp xếp kế hoạch tác chiến, bọn hắn chấp hành. Được. Đám người không phản bác, mấy người một tổ, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tam ca, một mình ngươi. Quan Tiểu Thất lo lắng nói. Yên tâm, lão tam một người là đủ, huống chi hắn còn có cửu u ma hổ. Bàn tử tràn ngập tự tin đối với thực lực Tiêu Phàm, chiến thánh sơ kỳ bình thường đến hắn còn không sợ, huống chi là Tiêu Phàm. Giết, khóe miệng Tiêu Phàm dương lên, dẫn đầu đạp không mà lên, cùng hồn điêu thú cửu u ma hổ nhào về phía những cường giả chiến thánh cảnh kia. Đang lúc bọn Tiêu Phàm cùng ngũ đại gia tộc kịch liệt chém giết, bên bờ một vách núi, một thân ảnh ngồi còng xuống, đó là một lão giả hắc bào. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy khẳng định sẽ nhận ra, lão giả cũng không phải ai khác mà chính là Lô Chiến. Giờ phút này, trên người Lô Chiến tràn ngập khí huyết tinh nồng đậm, tản ra mùi vị mục nát. Hắn xếp bằng ở bên bờ vách núi, tựa như một tượng thạch điêu, con người đục ngầu nhìn chằm chằm vào một tiểu viện u nhã nơi xa. Biệt viện dựa vào núi, ở cạnh sông, đẹp không sao tả xiết, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thanh lịch, phong cách đặc biệt, trước cửa tiểu viện kia trưng bày một ngọc thạch bạch sắc, lóe ra huỳnh quang yếu ớt. Ngọc thạch bạch sắc đung đưa trên không, nhưng mà con ngươi Lô Chiến lại rơi ở phía trên đó, trong con ngươi hắn, dường như có một thân ảnh tịnh lệ đang đón gió phất phới, như hoa như điệp, hắn say mê nhìn. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến. Con người đục ngầu của Lô Chiến hơi rung động một cái, từng tia hơi nước tràn ngập sâu trong hốc mắt hắn, có điều trong nháy mắt lại bốc hơi sạch. Ngươi đến bây giờ vẫn không muốn gặp ta sao? Trên mặt Lô Chiến lộ ra vẻ khổ sở, sau đó thở dài một hơi thật sâu, thôi, thời gian của ta cũng không còn nhiều lắm. Để lại một câu nói, Lô Chiến đột nhiên quỷ dị biến mất tại chỗ, tựa như chưa từng xuất hiện. Một trận gió mát thổi qua. Trong không khí sợi khí huyết tinh cũng biến mất không còn, chỉ có vách núi cao ngạo vẫn vậy, cô đơn mà thê lương. Ngay sau khi Lô Chiến biến mất, bên trong tiểu viện lại có một thân ảnh bạch sắc đi ra, một bộ váy trắng, mái đầu bạc trắng, nhìn không ra độ tuổi bao nhiêu, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía vách núi, bất động thật lâu. Vị trí Diệp gia phủ đệ, tiếng va chạm kịch liệt như sấm sét bên tai không dứt, tám người bọn Tiêu Phàm đại sát tứ phương. Trên người mấy người đều nhiễm rất nhiều vết máu. Mặt đất máu chảy thành sông, vô số tay chân bị chặt, nhìn qua vô cùng thê lương, so với hỗn chiến thập đại gia tộc trước đây cũng không thua kém bao nhiêu. Tiêu Phàm mang theo cửu U Ma Hổ cùng Sở Tam Sinh và Hoàng Phủ Danh Hiên chiến đấu cùng một chỗ, độc chiến hai đại cường giả chiến thánh. Toàn thân hắn nhuốm máu, chỉ là chút máu tươi này cũng không phải là của hắn, mà là của tu sĩ Sở gia cùng Hoàng Phủ gia tộc. Tiêu Phàm, người quả thực kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc, người vẫn chỉ là chiến đế cảnh mà thôi. Thiên tài chưa từng trưởng thành cũng không được tính là thiên tài chân chính. Hôm nay người nhất định phải chết, chỉ là không nghĩ tới còn có nhiều đồ ngốc bồi người chết như vậy. Sở Tam Sinh cười lạnh nói. Giết, thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, Tu La kiếm rung động, đại khai đại hợp, không thèm nói nhảm với hắn, trong lòng hắn luôn do dự, có nên để Lôi ra tham dự lần chiến đấu này. Lôi Cửu đi tới Diêm La Phủ rất gần, tương lai Tiêu Phàm còn hy vọng mượn nhờ Lôi Cửu với những hiểu biết về Diêm La Phủ sẽ ứng phó với Diêm La Phủ. Nhưng mà hiện tại nếu như Lôi gia không xuất thủ, bọn hắn đoán chừng muốn lưu ở chỗ này cũng không thể. Thôi bỏ đi, Lôi Cửu giết độc cô địch liền đã bại lộ ra một vài thứ, người khác nếu cố tình tra, khẳng định có thể tra ra được. Mặc dù Lôi gia có tham gia vào vẫn không có bất kỳ phần thắng nào, nhưng nếu như liều mạng, cũng có thể tạo thành đả kích lớn đối với bọn hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vốn dĩ đám người Lôi Cửu Lôi ra còn đang đợi tham gia trận chiến, đột nhiên tất cả đều đạp không mà lên, gia nhập chiến đoàn, đụng đâm vào cùng một chỗ với ngũ đại gia tộc. Một màn này, khiến mọi người ngạc nhiên vô cùng, Lôi ra trước đó đơn phương giết địch bọn hắn đã nghi hoặc không hiểu. Hiện tại Lôi ra lại mặc kệ nguy cơ đắc tội chiến thần điện, đi trợ giúp Tiêu Phàm. Đám người Diệp Thệ Thủy, Tô Cổ Tông, Lăng Thừa Đạo cùng Úy Chỉ Cuồng Sinh lại do dự, một khi bọn hắn xuất thủ,
cũng liền đại biểu bọn hắn hoàn toàn đối địch với chiến thần điện. Bọn hắn biết rõ chiến thần điện rất cường đại, dù bọn hắn trợ giúp bọn Tiêu Phàm đánh thắng, vậy có tính là gì? Hậu quả đắc tội chiến thần điện, chính là ở Vô Song Thánh Thành sẽ không có chỗ cho bọn hắn sống yên ổn. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm không cho bọn hắn xuất thủ. Mấy người cuối cùng quyết định không ra tay, bởi vì dù bọn hắn lựa chọn ra tay, người gia tộc bọn họ lúc này cũng chưa chắc nghe theo bọn hắn sai khiến. Biết là phải chết, ai lại muốn đi chịu chết chứ? Nơi xa, tiếng kêu thảm thiết không dứt, Lôi Gia gia nhập, trận chiến cũng càng thêm điên cuồng, trên trăm tu sĩ chiến đế cảnh Lôi Gia, tựa như liều chết, hoàn toàn là đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Lôi Cửu, người điên à, Lôi Gia các ngươi đều điên. Có người gào thét, gầm thét, Lôi Cửu thế nhưng là chiến thánh cảnh, hắn liều chết đánh lên, cho dù tu sĩ cùng giai cũng không chịu được. Nội tâm Lôi Cửu cũng là khó xử vô cùng, hắn đâu muốn tham dự trận chiến này, đáng tiếc hắn căn bản không khống chế được thân thể của mình, Tiêu Phàm đang thao túng tất cả những thứ này. Giờ phút này, trong lòng Lôi Cửu vô cùng hối hận, sớm biết liền không nên đắc tội Tiêu Phàm. Sau ngày hôm nay, Vô Song Thánh Thành đoán chừng không còn Lôi Gia. Bất luận là ngũ đại gia tộc, hay là chiến thần điện, đều sẽ không cho phép Lôi Gia tồn tại. Mà hết thảy những thứ này, đều là bởi vì một tu sĩ từ bên ngoài đến. Bởi vì Tiêu Phàm đến, yên tĩnh của Vô Song Thánh Thành hoàn toàn bị phá vỡ, rất nhiều gia tộc đều bị hủy diệt ở đây. A lại một cường giả chiến thánh cảnh bị chém giết, đồng thời, đối phương cũng xuyên qua thân thể Lôi Cửu, cuối cùng hai người đồng quy vu tận. Cái chết của Lôi Cửu giúp Tiêu Phàm thanh trừ được hai tu sĩ chiến thánh sơ kỳ, đối với Tiêu Phàm như vậy đã đủ. Trong đám người Diệp Phong chưa từng xuất thủ, trong lòng giật mình một cái, hắn thấy may mắn vì Tiêu Phàm có nhiệm vụ khác giao cho hắn, bằng không, giờ phút này tất nhiên bị Tiêu Phàm dùng như pháo hôi. Trên không trung, vô số thi thể rơi xuống phía dưới, thực lực Lôi Gia mặc dù không ra gì, nhưng bọn hắn mạnh ở chỗ đang vô cùng điên cuồng. Người yếu nhất cũng có thể kéo hai tu sĩ cùng giai làm đệm lưng, có người một mạng đổi 4-5 người. Chiến đấu dạng này, cho dù ngũ đại gia tộc cũng không chịu nổi. Đám người Sở Tam Sinh cùng Hoàng Phủ Danh Hiên nhìn người tộc mình tử thương thảm trọng, mấy người rốt cuộc chịu đựng không nổi. Nếu như tiếp tục như vậy, đoán chừng ngũ đại gia tộc cho dù có thắng, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Dù sao, về sau bọn hắn còn phải đối mặt với Diệp gia, Lăng gia cùng Tô gia. Ngô lão quỷ, người cùng Hoàng Phủ huynh ngăn Tiêu Phàm lại, ta cùng những người khác trước tiên giải quyết người Lôi Gia. Sở Tam Sinh gào thét một tiếng, để lại một câu nói liền nhào về phía tu sĩ Lôi Gia. Chạy đi đâu, một tiếng quát nhẹ truyền ra, Tiêu Phàm đột nhiên ngăn đường đi Sở Tam Sinh lại, toàn thân phóng thích ra sát phạt chi ý vô cùng vô tận. Giờ khắc này, kiếm khí lăng thiên, răng đầy hư không, truyền ra từng tiếng kêu to. Tu La huyết mạch của Tiêu Phàm cũng hoàn toàn sôi trào lên. Nơi này giao cho ta là được. Hoàng Phủ Danh Hiên thoáng hiện, một trường quét ngang ra, một cỗ hàn băng chi lực tản ra từ trên người hắn, trong nháy mắt bốn phía biến thành băng thiên tuyết địa. Thánh vực, đây là địa bàn đặc thù của cường giả chiến thánh cảnh. Tiêu Phàm không chút do dự thi triển bất hủ kiếm giới, ngăn cản hàn băng chi lực kia ở bên ngoài. Tiêu Phàm, chờ ta diệt Lôi ra. Lại giết huynh đệ ngươi cùng nữ nhân của ngươi, ta muốn khiến ngươi chết đi trong hối hận cùng tuyệt vọng vô tận, ha ha. Sở Tam Sinh giữ tợn che mặt, lách mình nhào về phía người Lôi Gia. Cút ngay, Tiêu Phàm gào thét, một kiếm chém thẳng hướng Hoàng Phủ Danh Hiên, nhưng mà lại bị một trưởng của Hoàng Phủ Danh Hiên đẩy lui, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Không thi triển Tu La Thần Dực, tốc độ của hắn vẫn có chênh lệch không nhỏ so với chiến thánh cảnh. Hoàng Phủ Danh Hiên, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, cơ hồ phẫn nộ quát ra từng chữ, hai mắt hắn đỏ bừng, huyết quang nồng đậm nở rộ ra, sau một khắc, một tiếng long ngâm vang thấu bầu trời. Tiếng long ngâm quanh quẩn trong hư không, một cỗ long uy không thể địch nổi từ trên người Tiêu Phàm nở rộ ra, trên đỉnh đầu hắn lơ lửng một con như sư tử, lại mọc ra một hư ảnh con rồng to lớn. Long ngao, đám người kinh hô, trong mắt đều là vẻ khó tin. Thần phẩm chiến hồn long ngao không phải trên người Hoàng Phủ Thiên Thần, làm sao lại xuất hiện ở trên người Tiêu Phàm. Hoàng Phủ Danh Hiên hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ nói, chiến hồn con ta, tại sao lại ở trên người ngươi? Chiến hồn xích diễm vân giao của ta nuốt long ngao của hắn,
liền biến dị thành bộ dáng hiện tại. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, trong nụ cười lộ ra máu lạnh cùng vô tình. Cho dù là phẫn nộ tới cực điểm, Tiêu Phàm cũng còn duy trì một tia lý trí, tùy tiện lấy một cái cớ, hắn cũng không dám nói là bởi vì do tỏa hồn châu. Còn ta đâu, Hoàng Phủ Danh Hiên thiếu chút nữa thì bạo tẩu, một quyền đánh về phía Tiêu Phàm. Không phải ta đã nói cho ngươi biết, hắn đi tới một thế giới khác rồi sao? Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, chiến hồn long ngao ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó trong nháy mắt biến mất, dung nhập bên trong huyết mạch Tiêu Phàm. Trong chớp mắt, Tiêu Phàm cảm giác lực lượng bản thân cường đại gấp bội, vậy mà không hề kém hơn so với bất diệt kim thân. Có điều, bất diệt kim thân vẫn có chỗ hơn so với long ngao chiến hồn, đó chính là năng lực khôi phục, chỉ là thời gian sử dụng bất diệt kim thân có hạn, Tiêu Phàm tạm thời còn chưa muốn sử dụng. Ngươi quả nhiên đã giết nó. Hoàng Phủ Danh Hiên hoàn toàn phát hiện ra, bên trong ánh mắt hiện ra sát ý lạnh như băng. Yên tâm, ta rất nhanh liền để cho hai người phụ tử các ngươi được đoàn tụ. Tiêu Phàm đôi mắt lạnh lùng vô tình, bước chân đột nhiên di chuyển, sát ý ngập trời. Thần phẩm chiến hồn phát ra thần uy, thực quá đáng sợ, đến hư không cũng rung động một cái, Hoàng Phủ Danh Hiên suýt chút đứng không vững, có điều rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Băng phong vạn lý, Hoàng Phủ Danh Hiên quát một tiếng như sấm, phạm vi xung quanh mấy ngàn trượng trong nháy mắt đông kết thành băng điêu, một cỗ hàn ý thấu xương lượn lờ quanh thân Tiêu Phàm. Cũng may bất hủ kiếm giới ngăn cản tất cả những cái hàn ý kia ở bên ngoài, nhưng mà lúc này vô số băng chi lợi kiếm từ bốn phương tám hướng kích xạ đến. Không thể không nói, thực lực Hoàng Phủ Danh Hiên mạnh hơn so với Công Tôn Ngạn quá nhiều. Mấy phút sau, kiếm giới bị vô số băng chi lợi kiếm công phá. Tiêu Phàm chân đạp kiếm bộ trốn tránh, nhưng vẫn bị xuyên qua thân thể, máu tươi bay vụt. Ngươi thật sự cho rằng giết được Công Tôn Ngạn liền có thể là đối thủ của chúng ta sao? Công Tôn Ngạn vừa mới đột phá chiến thánh cảnh mà thôi. Nhìn thấy trên tay Tiêu Phàm, Hoàng Phủ Danh Hiên cười lạnh một tiếng, lần nữa xuất thủ. Sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm, hắn cũng phát hiện ra vấn đề này, Công Tôn Ngạn quả thực không phải đối thủ của Hoàng Phủ Danh Hiên. Đương nhiên, Hoàng Phủ Danh Hiên có thể tùy tiện làm Tiêu Phàm bị thương, cũng là do Tiêu Phàm chưa thi triển Tu La Thần Dực. A, thương thế của ta, Tiêu Phàm đột nhiên suýt chút kêu lên sợ hãi, hắn quỷ dị phát hiện, vết thương mới vừa rồi bị băng chi lợi kiếm xuyên thủng, vậy mà nhanh chóng kết vảy, tất cả tổn thương đều biến mất hết. Năng lực khôi phục thật đáng sợ, trong lòng Tiêu Phàm giật mình, nếu như thi triển bất diệt kim thân, thương thế khôi phục nhanh thì cũng thôi, hiện tại mới chỉ cho Long Ngao hòa vào huyết mạch mà thôi, chẳng lẽ Long Ngao chiến hồn có năng lực chữa trị? Tiêu Phàm lắc đầu. Long ngao chiến hồn có thể cường hóa cơ bắp, cũng có một chút năng lực chữa trị, nhưng tuyệt đối không nhanh như vậy. Nếu như không phải long ngao chiến hồn, vậy thì là cái gì? Huyết mạch, Tiêu Phàm giật mình, hắn phát hiện, huyết dịch trong cơ thể hắn đang sôi trào, sát phạt chi ý đáng sợ đang gầm thét, trong lòng hắn trầm ngâm nói, chẳng lẽ thực sự là lực lượng huyết mạch? Không đợi hắn làm rõ chuyện gì xảy ra, Hoàng Phủ Danh Hiên xuất hiện ở cách hắn không xa, từng trưởng oanh ra. Thần sắc xúc động phẫn nộ không thôi, dám không thèm nhìn ta. Ta muốn lấy mạng ngươi. Tiêu Phàm tỉnh táo lại, vung ra từng kiếm, từng đạo trưởng cương nổ nát vụn, nhưng vẫn bị một hàn băng chi trưởng to lớn vỗ trúng ngực, lục phủ ngũ tạng run lên bần bật, lại phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra mấy trăm trượng mới đứng vững. Lão Tam, một tiếng hét dài từ nơi không xa truyền đến, chỉ thấy một hỏa phượng hắc sắc bay vụt tới, toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu đen. Người tới chính là Lăng Phong. Tiêu Phàm, ngươi nhìn cho kỹ, huynh đệ ngươi chết thế nào? Hoàng Phủ Danh Hiên giữ tợn cười một tiếng, địa bàn băng thiên tuyết địa trong nháy mắt bao phủ Lăng Phong lại. Khi hắn nghe được Tiêu Phàm giết con trai Hoàng Phủ Thiên Trần của hắn, hắn liền thề, phải để Tiêu Phàm hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Lão đại, đừng tới! Tiêu Phàm kêu to, nhưng mà đã không kịp, Lăng Phong bị mấy đạo hàn băng chi trưởng bao phủ. Không thể trốn đi đâu được. Tiêu Phàm chân đạp thiên lý đằng quang thuật, hóa thân thiểm điện, trong nháy mắt hiện ra trước người Lăng Phong, thời khắc Tu La kiếm trong tay rung động, mấy đạo lợi mang thoáng hiện. Phốc phốc, hàn băng chi trưởng vỡ nát, nhưng mà vẫn có hai đạo từ phía sau đánh tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lăng Phong một cước quét ngang ra, cùng hai đạo hàn băng chi trưởng đụng đâm vào cùng một chỗ.
hỏa diễm hắc sắc đốt cháy hai đạo hàn băng chi trưởng kia, trong nháy mắt bốc hơi không còn một mảnh. Lão Tam, ngươi không có việc gì thì tốt, cẩn thận một chút. Lăng Phong để lại một câu nói liền biến mất tại chỗ. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra nụ cười sán lạn, nhìn qua bóng lưng Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất và Bàn Tử nơi xa đang giận chiến, chậm chạp nói, xem ra là ta xem thường thực lực các huynh đệ rồi. Cho tới nay, Tiêu Phàm đều cố gắng bảo hộ Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất, lại không thực sự biết thực lực của Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất. Nhất là Lăng Phong, thời gian 2 năm không gặp, thực lực Lăng Phong đã khó lường, cũng không yến hơn so với Thánh Thành Bát Tuấn bao nhiêu, chỉ là luôn không có cơ hội cho hắn biểu hiện mà thôi. Tiếp đi, trường kiếm Tiêu Phàm rung động, lần nữa nhào về phía Hoàng Phủ Danh Hiên. Hừ, sâu kiến cuối cùng cũng chỉ là sâu kiến, còn muốn rạng rỡ như nhật nguyệt sao? Hoàng Phủ Danh Hiên hừ lạnh một tiếng, thanh âm khinh thường. Cùng Tiêu Phàm giao chiến lâu như vậy, hắn luôn ở thế thượng phong, mặc dù trong thời gian ngắn không giết chết Tiêu Phàm, nhưng hắn tự tin sớm muộn sẽ mài chết Tiêu Phàm. Sự thật cũng là như thế, Hoàng Phủ Danh Hiên một mực áp chế Tiêu Phàm, hàn băng chi trường, hàn băng chi kiếm không ngừng đánh vào trên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đã máu me đầm đìa, thân thể lung lay sắp đổ, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Tiếp đi, Tiêu Phàm quát nhẹ, con người sáng tới cực điểm, từng đạo lợi kiếm đáng sợ nở rộ từ trên người hắn, so với trước đó, khí thế không hề giảm đi, ngược lại cho người ta một loại ảo giác ngày càng mạnh. Hoàng Phủ Danh Hiên lông mày nhíu lại, Tiêu Phàm tựa như tiểu cường giết mãi không chết, cái mạng nhỏ nhưng cứng chắc, điều này khiến trong lòng hắn dâng lên một loại bất an. Ý nghĩ này của hắn quả thực không sai, bởi vì bên ngoài Tiêu Phàm đã vết thương chồng chất, nhưng thân thể lại không có gì đáng ngại, chỉ là tổn hao một chút máu tươi, nhìn qua hơi tái nhợt mà thôi. Kỳ thật trong lòng Tiêu Phàm cũng cực kỳ không bình tĩnh, bởi vì thân thể hắn lại đang hấp thu tất cả tổn thương Hoàng Phủ Danh Hiên mang cho hắn. Thân thể có thể hấp thu tổn thương, Tiêu Phàm không thể nào hiểu được thân thể bản thân tại sao lại trở nên mạnh như vậy, nhưng với hắn như vậy thật là một chuyện tốt. Giao chiến cùng Hoàng Phủ Danh Hiên lâu như vậy, Tiêu Phàm phát hiện năng lực hồi phục thân thể của mình đạt tới một cấp độ đáng sợ. Thậm chí Tiêu Phàm còn có một tia minh ngộ với tứ trọng bất hủ ý chí, bất cứ lúc nào đều có thể chạm tới cảnh giới kia. Lần này, ta nhất định một kích tất sát, trên mặt Hoàng Phủ Danh Hiên lộ ra một tia tàn nhẫn. Khí thế của hắn cấp tốc tăng lên, lúc đạt tới mức cực điểm, Hoàng Phủ Danh Hiên hét lớn một tiếng, cực băng đệ thất thức. Băng phong tuyệt đối. Theo lời nói Hoàng Phủ Danh Hiên phát ra, một cỗ khí băng hàn bạch sắc phun ra như là chùm sáng, trong nháy mắt bao phủ xung quanh. Chỉ một thoáng, xung quanh mấy trăm trượng đông kết thành hàn băng, xa xa nhìn lại, lấy Hoàng Phủ Danh Hiên làm trung tâm, mấy trăm trượng đều ngưng tụ thành một quả cầu băng tinh to lớn. Trong quả cầu băng tinh là vô số hàn băng lợi kiếm giao nhau, răng đầy mỗi tấc trong không gian, phàm là tu sĩ ở trong phạm vi này. Toàn bộ đều bị hàn băng lợi kiếm xuyên thủng, không ai ngoại lệ. Chiến kỹ này ngoài Hoàng Phủ Danh Hiên ra, đối với những người khác nhất định chính là công kích. Số lưu manh, một tiếng kêu khẽ từ đằng xa truyền đến, quanh thân tiểu ma nữ xuất hiện vô số sợi đằng ngân sắc, như là vô số lợi kiếm xuyên thủng hư không, chui vào trong quả cầu băng tinh. Nhìn sơ một chút, còn tưởng rằng đây là bát phẩm chiến hồn ngân hoàng đằng, có điều đã có người nhận ra. Con người run lên bần bật. Hư không thần đằng, lại là một thần phẩm chiến hồn. Nàng có 2 thần phẩm chiến hồn. Sao có thể xuất hiện thần phẩm song sinh chiến hồn trong truyền thuyết? Đây là muốn nghịch thiên sao? Một thần phẩm chiến hồn đã có thể đột phá chiến thần cảnh trong truyền thuyết. Thần phẩm song sinh chiến hồn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thi Vũ 8-9 phần có thể đột phá chiến thần cảnh. Đoán chừng lần này Diệp gia ngồi không yên. Dù là Diệp gia giờ phút này đối địch với chiến thần điện đoán chừng cũng không dám làm khó Diệp gia. Song sinh thần phẩm chiến hồn, cho dù chiến hồn đại lục cũng cực kỳ hiếm có. Đúng vậy, nếu như bị những lão bất tử chiến thần điện biết rõ, đoán chừng đều sẽ tranh cướp nhận nàng làm đồ đệ. Đám người kinh hô, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, hoàn toàn bị chiến hồn của tiểu ma nữ dọa cho ngây ngốc. Hư không thần đằng này tất nhiên là kiệt tác của Tiêu Phàm. Tiêu tốn gần 3.000 vạn cực phẩm hồn thạch, không chỉ giúp tiểu ma nữ thức tỉnh hồn tộc huyết mạch và đột phá chiến đế đỉnh phong. Trong đó còn có một tác dụng khác chính là mượn nhờ lực lượng đá trắng,
khiến chiến hồn bát phẩm Ngân Hoàng Đằng thăng cấp lên cửu phẩm. Lúc ấy Tiêu Phàm cho là hồn tộc huyết mạch đã thức tỉnh, liền lần nữa đưa chiến hồn bát phẩm Ngân Hoàng Đằng vào trong cơ thể tiểu ma nữ, trong quá trình tiến giai lại phát sinh ngoài ý muốn. Có thể là bởi vì duyên cớ phong ấn chi môn xuất hiện, bát phẩm Ngân Hoàng Đằng không chỉ đột phá cửu phẩm, mà còn bước vào thần phẩm trong truyền thuyết, lúc ấy Tiêu Phàm cũng khiếp sợ vô cùng. Thần phẩm song sinh chiến hồn, con người Diệp Thệ Thủy bỗng nhiên co rụt lại, sau đó hét lớn một tiếng, Diệp ra tất cả mọi người nghe lệnh, bất luận như thế nào, bảo vệ Thi Vũ an toàn. Thiên phú của tiểu ma nữ đã đủ để Diệp ra dốc ra toàn lực, dù là diệt tộc cũng sẽ không hối tiếc. Thời khắc chiến cuồng tôn nhìn thấy hư không thần đằng liền biến sắc, nghe được tiếng nghị luận của đám người, càng là kinh ngạc không thôi, trong lòng trầm giọng nói, thần phẩm song sinh chiến hồn, nếu để cấp trên biết, tất nhiên sẽ có lão quái vật thu nàng làm đồ, đến lúc đó người gặp xui xẻo chính là ta. Nghĩ vậy, chiến cuồng tôn dùng hết toàn lực đẩy lui U Linh Nhất Hào, lách mình đánh tới hướng tiểu ma nữ. Chỉ có bây giờ thừa dịp giết tiểu ma nữ, cấp trên cho dù biết nàng nắm giữ thần phẩm song sinh chiến hồn, cũng sẽ không đưa chiến cuồng tôn hắn vào chỗ chết. Không thể không nói, chiến cuồng tôn tương đối âm hiểm, cũng vô cùng nhạy bén, tại thời khắc mấu chốt này điều đầu tiên nghĩ đến chính là giết chết tiểu ma nữ. À ngay lúc đó, trong quả cầu băng tinh truyền đến một tiếng hét thảm, ngay sau đó, quả cầu băng tinh trong nháy mắt vỡ nát, hai thân thể đẫm máu lộ ra. Trong đó một người chính là Hoàng Phủ Danh Hiên, hắn máu me khắp người, trên lồng ngực còn có mấy lỗ máu lớn, sắc mặt hắn trắng bệch, nửa quỳ tại hư không, trong miệng không ngừng phun ra máu, sự sống trong cơ thể hắn nhanh chóng trôi qua. Là ai? Hoàng Phủ Danh Hiên kìm nén một hơi cuối cùng phun ra hai chữ, hắn hoàn toàn không biết là ai giết hắn. Vừa dứt lời, trong nháy mắt Hoàng Phủ Danh Hiên rốt cuộc không dậy nổi nữa, hắn đến chết cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà sẽ chết trong mơ hồ, đến kẻ địch còn không biết, chết thực quá oan uổng. Đám người chỉ có thể thầm than Hoàng Phủ Danh Hiên không may, đường đường gia chủ một đời, cường giả chiến thánh cảnh vậy mà liền bị một tu sĩ chiến đế đỉnh phong giết chết như vậy. Sau đó, mọi người rất nhanh lấy lại tinh thần, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào một thân ảnh khác phía trên. Người kia chính là Tiêu Phàm so với Hoàng Phủ Danh Hiên càng chẳng tốt đẹp gì, toàn thân hắn còn cắm vô số băng tinh chi kiếm, cả người hoàn toàn bị đánh thành cái mẹt. Trên người hắn đã không có bất kỳ sự sống nào, cả người ngốc trệ phiêu giật ở hư không, quả thực là vô cùng quỷ dị. Tiêu Phàm rõ ràng đã là một người chết, làm sao lại nổi bồng bềnh giữa không trung chứ? Rất nhiều người lấy hồn lực điều tra thân thể Tiêu Phàm, rốt cuộc không cảm ứng được bất kỳ sự sống nào. Tiêu Phàm chết thật, trong lòng đám người cực kỳ không bình tĩnh, người thiếu niên gây tai họa cho cả tòa Vô Song Thánh Thành rốt cục đã chết sao? Ha ha, rốt cục chết. Sở Tam Sinh nơi xa cất tiếng cười to, hắn chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm để báo thù cho con trai của hắn, về phần cái khác, hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Trên mặt lão tổ Ngô gia, Công Tôn Chiến Thiên cũng hiện lên một nụ cười, Tiêu Phàm rốt cục chết, đại thù của bọn hắn rốt cuộc đã được báo. Số lưu manh, tiểu ma nữ khe kêu, hai mắt trong nháy mắt tràn ngập nước mắt, nhanh chóng bay tới vị trí Tiêu Phàm. Cẩn thận, nhưng cũng đúng lúc này, hai vệt lưu quang xẹt qua chân trời, sau đó đụng đâm vào sau lưng tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ bị một cỗ đại lực hất tung bay, thời khắc nhìn lại, máu tươi nóng hổi phun ra trên mặt nàng. Con người tiểu ma nữ kịch liệt run rẩy, cả người tựa như muốn phát điên, ôm đầu thống khổ chu lên. Ở trước mặt nàng không phải ai khác, chính là ca ca của nàng Diệp Lâm Trần. Chỉ là lồng ngực Diệp Lâm Trần bị một quyền của chiến cuồng tôn xuyên thủng, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt nàng. Tiểu muội, phải sống sót. Diệp Lâm Trần quay đầu nhìn về phía tiểu ma nữ, tựa như chỉ muốn nhìn người thân duy nhất trong lòng hắn một lần cuối cùng, dùng hết khí lực cuối cùng nói ra mấy chữ. Mặt nạ hình thoi trên mặt hắn bị phá vỡ, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn phi phàm khiến nữ nhân đều phải hâm mộ. Cùng lúc đó, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười trắng bệch vô cùng, nhưng không nghi ngờ đây chính là một lần trong đời mà Diệp Lâm Trần cười rực rỡ nhất. Từ khi mẫu thân của Diệp Lâm Trần cùng Diệp Thi Vũ qua đời, Diệp Lâm Trần cơ hồ cho tới bây giờ còn chưa từng cười, chỉ là lúc nhìn thấy Diệp Thi Vũ mới miễn cưỡng lộ ra vài phần ý cười, bởi vì đeo mặt nạ, cười thậm chí có chút đáng sợ. Đến tận lúc sắp chết,
Diệp Lâm Trần mới cười phát ra từ nội tâm, bởi vì hắn thành công dùng thân thể mình bảo vệ tính mệnh người thân duy nhất trong lòng hắn. Nếu như không có Diệp Lâm Trần, vừa rồi người phải chết chính là tiểu ma nữ. Trảm Thiên, một tiếng quát nhẹ, Diệp Lâm Trần đột nhiên tụ tập tinh khí thần toàn thân, rút ra trường kiếm bên hông, một đạo chớp lóe xẹt qua chân trời, chớp lóe rất nhanh, nhanh đến chiến thánh cảnh dường như cũng bắt không kịp. Phốc một tiếng, ngực chiến cuồng tôn máu tươi chảy ra, áo bào trên người nát tan tành, lộ ra một nhuyễn giáp kim sắc, bộ này hiển nhiên là một hồn binh phòng ngự bất phàm. Đột nhiên, nhuyễn giáp bị phá vỡ, ngực chiến cuồng tôn hiện ra một vết máu thật sâu, nếu như không phải có kim sắc nhuyễn giáp ngăn trở một kiếm kia, vừa rồi khả năng hắn liền bị một kiếm của Diệp Lâm Trần giết chết. Phải biết hắn là chiến thánh trung kỳ, Diệp Lâm Trần chỉ là chiến đế hậu kỳ mà thôi. Một đại cảnh giới chính là chênh lệch 4 tiểu cảnh giới, vậy mà hắn kém chút bị giết. Nghĩ vậy, chiến cuồng tôn hít một hơi lạnh, phẫn nộ nhìn Diệp Lâm Trần, khuôn mặt dữ tợn nói, hay cho một chiêu Trảm Thiên kiếm thuật. Nhưng mà, Diệp Lâm Trần đã không có bất kỳ hồi âm nào nữa, hắn vẫn giữ y nguyên động tác xuất kiếm, nhưng một kiếm vung ra ngoài kia lại rốt cuộc không có thu hồi lại. Đối với người tu luyện Trảm Thiên kiếm thuật mà nói, bảo kiếm ra khỏi vỏ, lại không trở vào bao, vậy liền đại biểu cho cái chết, đây là kết cục chú định của người thừa kế Trảm Thiên kiếm thuật. Đám người thật lâu vẫn không cách nào bình tĩnh lại, chẳng ai ngờ rằng Diệp Lâm Trần đáng sợ như thế, một kiếm kinh tài tuyệt diễm vừa rồi khắc sâu trong đầu tất cả mọi người. Cho dù Diệp Lâm Trần đã chết, nhưng Trảm Thiên kiếm thuật này lại trở thành ấn ký vĩnh viễn không cách nào xóa bỏ được trong lòng tu sĩ ở đây. Thần sắc chiến cuồng tôn lạnh lẽo nhìn Diệp Lâm Trần một cái, rút nắm đấm nộ sát mà ra, hắn đến cả thi thể Diệp Lâm Trần cũng không định buông tha. Oanh, nhưng mà lại một thân ảnh nhanh hơn, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh chiến cuồng tôn, một quyền nổ tung oanh ra. Chiến cuồng tôn theo bản năng đánh một quyền tới hướng bên cạnh mình, bị động phòng ngự, hắn căn bản là không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, thân thể bị một cỗ lực lượng đánh bay. Cùng lúc đó, thân ảnh kia phản ứng cực nhanh, ôm thi thể Diệp Lâm Trần hướng một bên bay đi, cứu thi thể Diệp Lâm Trần, chính là U Linh Nhất Hào. A tiếng hét lớn bén nhọn vang vọng đất trời, chỉ thấy tiểu ma nữ ôm đầu gầm thét, trên người tản ra một cỗ hồn lực ba động cực kỳ đáng sợ, tựa như muốn tẩu hỏa nhập ma. Nam nhân nàng yêu mến đã chết, ca ca thương yêu nhất của nàng cũng chết, tâm tiểu ma nữ đụng phải đả kích nghiêm trọng, đã sắp đến bên bờ sụp đổ. Chiến cuồng tôn, Diệp gia ta liều chết với ngươi. Diệp Thệ Thủy gầm thét, hắn muốn phát cuồng. Mặc dù những năm gần đây, hắn không có đặt tâm tư gì trên người Diệp Thi Vũ cùng Diệp Lâm Trần, nhưng bất luận như thế nào, hai người đều là con hắn. Bây giờ Diệp Lâm Trần chết, hắn mới phát hiện, những năm này bản thân cho hai đứa bé này quá ít. Liều chết, Diệp gia ngươi dựa vào cái gì mà liều chết với ta? Chiến cuồng tôn mặt coi thường, phẫn nộ nhìn U Linh Nhất Hào, khóe miệng khẽ nhếch nói, ta còn tưởng rằng thực sự là chiến thánh cảnh trung kỳ, hóa ra chỉ là một hồn điêu mà thôi, chờ hồn thạch trong cơ thể ngươi tiêu hao hết, ngươi còn có ích gì? Chiến cuồng tôn dù sao cũng là đại trưởng lão chiến thần điện vô song thánh thành, tầm mắt hắn tất nhiên không phải những người khác có thể so sánh, giao chiến cùng U Linh Nhất Hào, đã nhận ra U Linh Nhất Hào chỉ là một hồn điêu. Lòng hắn vốn khẩn trương lập tức lại buông lỏng không ít, một vài chiến thánh cảnh sơ kỳ, hắn còn không thèm đặt ở trong lòng. Về phần chiến đế cảnh như bọn bàn tử, hắn còn không thèm nhìn, nếu như không phải người lôi ra máu liều, đoán chừng bọn bàn tử đã sớm bỏ mình, làm sao có thể sống đến hiện tại. Chiến cuồng tôn chỉ muốn thấy Tiêu Phàm chết, vậy là đủ. Diệp gia chủ, ta kiên trì không được bao lâu, chủ nhân chưa chết, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế bảo vệ hắn. U Linh Nhất Hào truyền âm cho Diệp Thệ Thủy. Hồn điêu không phải chỉ cần hồn thạch liền có thể chiến đấu à, ta ở đây có đủ hồn thạch. Trong lòng Diệp Thệ Thủy ngưng tụ, không có U Linh Nhất Hào, những người như bọn hắn chưa chắc có thể ngăn chiến cuồng tôn lại. Vô dụng, ta vốn đang ở cửu giai sơ kỳ mà thôi, thời gian dài phát huy thực lực cửu giai trung kỳ đã khiến ta bị thương căn cơ, hơn nữa, chiến cuồng tôn cũng sẽ không cho ta cơ hội. Thanh âm U Linh Nhất Hào vô cùng trầm thấp. Nếu để Tiêu Phàm biết, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn vẫn cho là U Linh Nhất Hào chính là hồn điêu cửu giai trung kỳ, thậm chí cửu giai hậu kỳ. Thi Vũ, tỉnh lại, ta là cha con.
Diệp Thệ Thủy đi tới bên người tiểu ma nữ, bắt lấy cánh tay nàng, dùng sức quát, bên trong tiếng quát này, ẩn chứa hồn lực ba động, có thể trấn áp thần hồn. Nhưng mà Diệp Thệ Thủy gọi vô số lần, tiểu ma nữ căn bản bất phi sở động. Lúc này, Bàn Tử, Quan Tiểu Thất, Lăng Phong, Tử Tinh Lôi Thú cùng Sở Khinh Cuồng cũng tất cả đều dựa tới, thủ hộ bên người Tiêu Phàm, mấy người trên người máu me đầm đìa, cánh tay trái Sở Khinh Cuồng còn bị gãy, sắc mặt trắng bệch. Tiểu ma nữ, Lão Tam không chết, Diệp Lâm Trần cũng không chết, bọn hắn sống lại. Bàn Tử cách khoảng mấy chục trượng lớn tiếng kêu lên, toàn thân tiểu ma nữ run rẩy dữ dội, con người đục ngầu chậm rãi khôi phục một tia sáng, khi nàng nhìn thấy U Linh Nhất Hào liền trực tiếp nhào đi lên. Nhưng mà, U Linh Nhất Hào lại lui ra phía sau mấy bước, vội vàng nói, ta không phải chủ nhân ở đó, người yên tâm, hắn chưa chết. Số lưu manh không chết. Tiểu ma nữ kinh ngạc, nín khóc mỉm cười, sau đó bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lại nói ca ca đâu. Thì Vũ, người có nhớ lời nói cuối cùng của ca ca ngươi không? Diệp Thệ Thủy trịnh trọng mở miệng nói, phải sống sót, như vậy Lâm Trần mới không chết vô ích. Trong mắt tiểu ma nữ hai hàng nước mắt chảy dài, nức nở gật gật đầu, sau đó phẫn nộ nhìn Chiến Cuồng Tôn, ta muốn giết hắn, báo thù cho ca ca. Giết ta, chỉ bằng đám rác rưởi các ngươi. Yên tâm, các ngươi đều sẽ chết, vây quanh bọn hắn, ai cũng đừng hòng chạy. Chiến Cuồng Tôn cười lạnh, phẫn nộ quát. Sở Tam Sinh, Ngô gia lão tổ cùng Công Tôn Chiến Thiên tất nhiên là không chút do dự, vây người Diệp gia và bọn Tiêu Phàm vào giữa. Diệp Thiên Tài Diệp gia ta, Chiến Cuồng Tôn ngươi không sợ gia chủ Diệp gia ta nổi giận sao? Chuyện tới bây giờ, Diệp Thệ Thủy cũng không cần thiết nén giận. Thiên Tài Diệp gia ở đâu? Chiến Cuồng Tôn khóe miệng dương lên, cười nói a, tuyệt thế thiên tài thần phẩm song sinh chiến hồn có đúng không? Các ngươi có thấy không? Nói đến đây, Chiến Cuồng Tôn quay đầu nhìn về phía tu sĩ toàn trường, bộ dáng vênh váo hung hăng. Không thấy, thần phẩm song sinh chiến hồn, không phải chỉ có trong truyền thuyết sao? Vô Song Thánh Thành làm sao có tuyệt thế thiên tài nắm giữ thần phẩm song sinh chiến hồn trong truyền thuyết? Gia tộc Sở gia ngươi một lời ta một câu. Không ngừng phụ họa. Đám người vây xem tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng Chiến Cuồng Tôn, rất nhiều người trong lòng thầm than, không chỉ Tiêu Phàm bọn hắn phải chết, đoán chừng Diệp gia cũng xui xẻo theo. Sắc mặt Diệp Thệ Thủy đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, quả thực là một chữ cũng nói không ra. Người ở đây, có ai dám phản kháng Chiến Cuồng Tôn chứ? Một khi Diệp gia bị hủy diệt, Diệp Thi Vũ chết, Chiến Cuồng Tôn tùy tiện mượn cớ liền có thể bỏ qua. Cái gì tuyệt thế thiên tài thần phẩm song sinh chiến hồn, căn bản sẽ không tồn tại. Thế giới này chính là mạnh được yếu thua, kẻ yếu không có quyền lợi nói chuyện, cũng sẽ không có ai vì một người chết tranh luận cái gì. Khẩn trương tức giận tràn ngập hư không, khiến cho người ta có loại cảm giác ngạt thở. Lúc lâu sau, Chiến Cuồng Tôn tiến lên một bước, cười lạnh nói, hồn thạch trong cơ thể ngươi cũng tiêu hao kha khá rồi, bây giờ bản tọa xem ngươi còn bảo vệ được bọn hắn thế nào. Tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm, ngũ đại gia tộc gồm gia tộc Sở gia, Hoàng phủ, lại cười lạnh, bọn hắn tử thương vô số, hôm nay bất luận thế nào cũng phải tiêu diệt bọn Tiêu Phàm. U Linh Nhất Hào thở dài một hơi cực kỳ giống người, tựa như chuẩn bị liều mạng một lần. Trở thành cửu giai hồn điêu, hắn đã sơ bộ nắm giữ linh trí bản thân. Các ngươi nhất định phải chờ đến khi chủ nhân tỉnh lại. U Linh Nhất Hào nhìn bọn Bàn Tử cùng tiểu ma nữ. Hết sức trịnh trọng dặn dò. Trong mắt đám người, Tiêu Phàm đã chết, nhưng mà U Linh Nhất Hào lại vô cùng rõ ràng, Tiêu Phàm hiện tại chỉ bị ngất mà thôi. Yên tâm, trừ phi ta chết. Bàn Tử khẽ cắn môi, Chiến Thiên Kích đang ở đó, không sợ tất cả. Muốn giết số lưu manh, trừ phi bước qua thi thể ta. Tiểu ma nữ sắc mặt kiên nghị, không hề mảy may e ngại, vì Tiêu Phàm, nàng liền chết còn không sợ. Lăng Phong, Quan Tiểu Thất, Sở Khinh Cuồng, Tử Tinh Lôi Thú, Diệp Thệ Thủy tất cả mọi người toàn bộ tiến lên, vây Tiêu Phàm vào giữa. Bên ngoài ngũ đại gia tộc chậm rãi áp sát vào, hoàn toàn chính là bắt rùa trong hũ, bọn hắn cố ý bước chân rất chậm, tựa như đang cố ý tra tấn bọn Bàn Tử. Chiến Cuồng Tôn, ngươi chẳng lẽ càng sống càng không ra sao, đường đường chiến thánh trung kỳ, lại khi dễ một vài tiểu bối. Cũng đúng lúc này. Một thanh âm lạnh lùng vang lên trong hư không.
Ai, Chiến Cuồng Tôn gầm lên một tiếng, nhìn quanh bốn phía, lại không thấy được bất luận bóng người nào. Trên đầu ngươi, thanh âm kia tiếp tục vang lên, dường như từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Sắc mặt Chiến Cuồng Tôn biến hóa, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, lại nhìn thấy một cái chân to từ trời cao hạ xuống, cả vùng không gian đều chấn động một cái. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Chiến Cuồng Tôn thi triển toàn lực một quyền nghênh không đánh tới, quyền cương hồn lực tính chất bạo tạc tựa như tia chớp đón lấy cái chân to kia. Oanh, tiếng va chạm to lớn chưa từng thấy, quyền cước chạm vào nhau, cuốn lên từng đợt hồn lực phong bạo. Tu sĩ bốn phía bị thổi giạt hết ngã trái lại ngã phải, sắc mặt đám người đại biến, nhanh chóng chạy trốn về bốn phía. Mấy người tiểu ma nữ che chở thân thể Tiêu Phàm nhanh chóng lùi về phía sau, thời khắc rút lui, đồng loạt nhìn về phía không trung, một thân ảnh áo đen còng xuống lọt vào trong mắt tất cả mọi người. Lô Chiến, Diệp Thệ Thủy trên mặt hơi trắng bệch rốt cục lộ ra vẻ vui mừng, hít sâu một hơi nói, ta biết rõ ngươi sẽ không rời khỏi Vô Song Thánh Thành. Không sai, ông lão mặc áo đen trên không trung chính là Lô Chiến. Lô Chiến xuất hiện lập tức khiến lòng tin của Diệp Thệ Thủy tăng nhiều, có lẽ, bọn hắn có thể yên ổn sống sót. Lô Chiến, ngươi vẫn chưa chết. Nơi xa truyền đến thanh âm phẫn nộ của Chiến Cuồng Tôn, thân thể hắn từ đống đất đá dưới mặt đất xông ra, thân hình chật vật không thôi, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Đến lúc ngươi chết ta cũng chưa chết đâu, ngươi muốn giết lâu chủ Huyết Lâu ta, thật coi Huyết Lâu ta không tồn tại sao? Lô Chiến lăng không đứng chắp tay, thân hình còng xuống tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng mà giờ phút này, không một ai dám khinh thường hắn. Có thể một cước chấn thương Chiến Cuồng Tôn, chỉ bằng vào thực lực này, liền hoàn toàn chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Lâu chủ Huyết Lâu, Chiến Cuồng Tôn lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Lô Chiến tràn ngập kiêng kỵ, lạnh giọng nói, bản tọa khi nào giết lâu chủ Huyết Lâu ngươi? Tiêu Phàm chính là lâu chủ Huyết Lâu ta. Lô Chiến thản nhiên nói, nhìn Tiêu Phàm hôn mê bất tỉnh, Lô Chiến cau mày một cái. Tiêu Phàm là lâu chủ Huyết Lâu, đám người mắt trợn tròn. Bọn hắn coi là Tiêu Phàm chẳng qua là có quan hệ với Huyết Lâu, hiện tại làm sao biến thành lâu chủ Huyết Lâu chứ? Huyết Lâu hủy diệt, đoán chừng lâu chủ Huyết Lâu cũng đã chết, Tiêu Phàm xem như đồ đệ lâu chủ Huyết Lâu, trở thành lâu chủ Huyết Lâu cũng bình thường. Lại có người phân tích nói, Tiêu Phàm là lâu chủ Huyết Lâu, Chiến Cuồng Tôn mí mắt cuồng loạn, cho dù là hắn, cũng không muốn đắc tội Huyết Lâu, đây chính là tổ chức sát thủ đến bản bộ Chiến Thần Điện cũng muốn kiêng kỵ. Có điều, vừa nghĩ tới tình thế bây giờ của Huyết Lâu, Chiến Cuồng Tôn lại lấy dũng khí nói, Lô Chiến, ngươi cho rằng ngươi là đỉnh phong sao, hiện tại ngươi đã già đến mức sắp vào quan tài, chưa chắc là đối thủ của ta. Thử một chút xem sao, nếu như có thể mang theo ngươi, con đường xuống suối vàng cũng có người đồng hành. Lô Chiến ngữ khí vô cùng bình tĩnh, tựa như đang tâm sự cùng một lão bằng hữu, đối với sinh tử, hắn đã sớm coi nhẹ. Nếu như không phải còn có một cam kết chưa hoàn thành, hắn đoán chừng đã không kiên trì được đến hiện tại. Dứt lời, Lô Chiến đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, vận chuyển một tia hồn lực quát mắng nói, Tiêu Phàm, còn không tỉnh lại, chờ đến khi nào. Lôi âm cuồn cuộn hóa thành một trận trùng kích to lớn, mãnh liệt đi hướng về vị trí Tiêu Phàm, đến không gian đều mãnh liệt lay động. Chung quanh Tiêu Phàm, đám người tiểu ma nữ cùng bàn tử tất cả đều bị sóng âm kia trùng kích đánh bay, dù là một tiếng quát của Lô Chiến như sấm, bọn hắn cũng không thể ngăn cản. Đương nhiên, bọn hắn cũng không ngăn cản, đối phương ngăn cản Chiến Cuồng Tôn xuất thủ, rõ ràng không phải là kẻ địch. Ong ong đột nhiên, từng đạo kim sắc quang mang từ trong cơ thể Tiêu Phàm mãnh liệt cuộn trào ra, bên ngoài thân hắn xuất hiện nguyên một đám vòng xoáy màu xám, trong vòng xoáy có hai cỗ thanh khí vần quanh thành thái cực. Cùng lúc đó, băng tinh lợi kiếm trên người Tiêu Phàm chậm rãi chóc ra, vết thương kia vậy mà khôi phục với tốc độ mắt trần cũng có thể thấy, vốn dĩ thân thể âm u đầy tử khí trong nháy mắt sức sống nở rộ tràn đầy. Sống lại, sức khôi phục thật đáng sợ, đây thực sự là khả năng mà con người đạt tới sao? Trước đó bản thân hắn dùng kiếm xuyên thủng hồn hải còn có thể trong nháy mắt khôi phục, hiện tại khôi phục lại cũng rất bình thường. Đám người tất cả đều bị dị tượng trên người Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy người có sức khôi phục đáng sợ như thế. Về phần Tiêu Phàm trước đó dùng tu la kiếm xuyên thủng thân thể, lại không phải do sức khôi phục,
mà là do Tiêu Phàm dưới sự chỉ đạo của Bàn Tử cùng Diệp Phong, Tu La Kiếm đã có thể thu nhập thể nội, cho nên Tu La Kiếm căn bản không có khả năng làm hắn bị thương. Có điều vì cứu Quan Tiểu Thất ra, Tiêu Phàm biểu hiện ra là tự mình phế tu vi bản thân mình mà thôi, thực tế là hắn dùng tỏa hồn châm phong ấn hồn hải bản thân, người bình thường tất nhiên nhìn không ra. Số lưu manh, tiểu ma nữ, Lăng Phong, Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất tất cả bọn hắn đều lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vốn cho là Tiêu Phàm chết, hiện tại nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên sống lại, bọn hắn làm sao không kích động cho được. Giết bọn hắn, Chiến Cuồng Tôn cũng không ngồi yên được nữa, chuyện sống chết của Tiêu Phàm hiện tại hắn cũng không quan tâm lắm, hắn chỉ muốn tiểu ma nữ chết. Một siêu cấp thiên tài nắm giữ thần phẩm song sinh chiến hồn, tương lai có thể đạt tới cấp độ như thế nào hắn không biết, nhưng mà hắn biết, sau khi tiểu ma nữ mạnh lên nhất định sẽ giết hắn, chỉ bằng vào điểm này, hắn không có khả năng để tiểu ma nữ sống sót. Giết, Sở Tam Sinh dẫn đầu giết ra, việc lô chiến đến tất nhiên là hắn không nghĩ tới, nhưng mà đã tới bước này, cho dù liều cả Sở ra, hắn cũng sẽ không tiếc. Bảo vệ lão Tam, Bàn Tử kêu to, cầm trong tay chiến thiên kích thủ hộ bên người Tiêu Phàm. Dù là đối mặt với chiến thánh cảnh, hắn cũng không mảy may có ý lùi lại. Tiểu ma nữ, Lăng Phong, Quan Tiểu Thất, Sở Khinh Cuồng cùng Tử Tinh Lôi Thú tất nhiên cũng không ngoại lệ. Cảnh giết chóc lần nữa diễn ra, tiếng ầm ầm giữa thiên địa vang bên tai không dứt. Hôm nay, tuyệt đối là lần vô song thánh thành tử vong thảm trọng nhất trong mấy trăm năm qua. Dù là người cầm quyền các đại thế lực sẽ có biến hóa, nhưng mỗi lần thay đổi, đều không thảm liệt như hôm nay. Đại gia tộc liều mạng, tử vong vô số, cả bầu trời đều bị nhuộm thành huyết sắc, đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Hơn nữa, người chiến thần điện cũng tham dự, đây là chuyện chưa bao giờ có. Oanh đột nhiên một tiếng nổ vang kinh thiên, chỉ thấy một cỗ hồn lực ba động đáng sợ từ trên người Tiêu Phàm mãnh liệt cuộn trào ra, khí thế của hắn đang không ngừng tăng lên, thiên địa linh khí chen chúc mà tới, tất cả đều hướng về vị trí Tiêu Phàm kích xạ đến. Lại muốn đột phá. Sắc mặt Lăng Phong vui vẻ. Nhanh, giết Tiêu Phàm. Sở Tam Sinh kêu to, thần sắc có chút nóng nảy. Tiêu Phàm lúc là chiến đế hậu kỳ đã có thể chém giết chiến thánh sơ kỳ, nếu như đột phá chiến đế đỉnh phong vậy tuyệt đối là kiếp nạn của bọn hắn. Mấy đại gia tộc khác càng không chút do dự trùng sát hướng về vị trí Tiêu Phàm, người Diệp gia cũng đã không ngăn được, rất nhiều người chết thảm bên trong loạn chiến. Giống cửu U Ma Hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Cái đuôi to lớn quét ngang ra, mấy chục tu sĩ chết thảm, huyết nhục văng tung tóe. Có điều nó cũng đã đến cực hạn, hồn văn trên người tổn thương vô cùng nghiêm trọng, cực phẩm hồn thạch trong cơ thể cũng tiêu hao hầu như không còn, thân thể vụt nhỏ lại, sau đó bị một tu sĩ chiến đế cảnh một kiếm chém vỡ. Ngũ đại gia tộc bốc lên như thủy triều, điên cuồng tuôn trào về hướng Tiêu Phàm, Tô gia, Lăng gia cùng Úy chỉ gia tộc nơi xa có chút do dự. Lôi ra sông lên cứu Tiêu Phàm, đáng tiếc cuối cùng toàn quân bị diệt, Lôi Cửu chết, Lôi Hạo cũng chết, trên trăm cường giả chiến đế cảnh Lôi ra tất cả đều chết. Mặc dù bọn hắn không biết vì sao Lôi ra lại làm như thế, nhưng mà bọn hắn không muốn dẫm vào vết xe đổ của Lôi ra, dù sao hiện tại phải đối mặt chính là chiến thần điện. Chiến thần doanh của chiến thần điện đâu? Đột nhiên, một tiếng quát như sấm tiếng vang lên. Chỉ thấy Chiến Cuồng Tôn gần như dùng hết toàn lực ngửa mặt lên trời gào thét, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Thanh âm điên cuồng của Chiến Cuồng Tôn xuyên thấu mây xanh, xông lên tận 9 tầng trời phía trên chiến thần điện. Giờ phút này hắn máu me khắp người, huyết nhục trên người bị Lô Chiến cắt từng vết một. Mặc dù thời gian ngắn không chết được, nhưng cứ tiếp tục như thế, nhất định sẽ bị Lô Chiến mài chết. Lô Chiến giờ phút này đã huyết khí suy yếu. Đoán chừng là bị thương rất nặng. Chiến Cuồng Tôn không muốn bồi Lô Chiến cùng chết, cho nên, hắn nhất định phải xuất động lực lượng chiến thần điện. Chiến thần doanh, đám người nghe được mấy chữ này, tất cả đều toàn thân run lên, những người xem trận chiến càng bị dọa đến mức vội vàng lui xa xa. Người Diệp gia cùng mấy đại gia tộc sắc mặt cũng hoàn toàn thay đổi, bọn hắn không nghĩ tới chuyện lại đi đến cấp độ này, Chiến Cuồng Tôn đã chuẩn bị liều chết. Chiến thần doanh. Đây chính là lực lượng khiến chiến thần điện sở dĩ khinh thường vô song thánh thành, khinh thường nam vực. Vô song thánh thành phàm là ai biết sự tồn tại của nó, đều vừa nghe tên đã sợ mất mật. Chiến thần doanh, không nhiều người, chỉ có 128 người,
nhưng 128 người này, yếu nhất cũng là chiến đế đỉnh phong, phần lớn người là thực lực chuẩn bị lên cấp chiến thánh trở lên, thậm chí, chiến thánh cảnh sơ kỳ cũng có không ít. Lực lượng đáng sợ như thế, dù là bát đại thế gia cũng sợ hãi, căn bản không dám giao phong cùng chiến thần điện. Chiến thần doanh, Lô Chiến mị mị hai mắt, hắn tất nhiên cũng đã nghe nói chiến thần doanh mạnh mẽ và đáng sợ thế nào, chỉ là chưa bao giờ chân chính giao chiến với họ. Từ sau khi Huyết Lâu thành lập, thời gian hơn ngàn năm đến nay, Huyết Lâu luôn chưa có dịp chân chính giao chiến cùng chiến thần điện, bởi vì hai bên đều không biết nội tình đối phương, không muốn lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, chủ yếu nhất là lực lượng chỉnh thể chiến thần điện mạnh mẽ hơn Huyết Lâu rất nhiều, mà sát thủ Huyết Lâu cho tới bây giờ sẽ không chính diện giao phong cùng người chiến thần điện, cho nên hai bên đều không làm gì được đối phương. Vừa vặn kéo thêm mấy người làm đệm lưng. Lông mày Lô Chiến giãn ra, lạnh lùng cười nói. Ha ha, xuất động chiến thần doanh, Diệp Thệ Thủy, Diệp gia ngươi hôm nay đoán chừng phải diệt tộc. Xem ra, ngươi lần này thực sự nhìn nhầm người rồi. Sở Tam Sinh một kiếm đẩy lui Diệp Thệ Thủy, không quên dùng lời để công kích. Sắc mặt Diệp Thệ Thủy âm trầm, chẳng lẽ bản thân lần này thực sự cược sai sao? Thế nhưng ta vì cứu con gái mình, vì Diệp gia quật khởi, có gì là sai? Nam Nhi ở đời phải tự cường, nhuốm máu thanh thiên cũng đã sao? Trong đầu Diệp Thệ Thủy hồi tưởng lại lời nói trước đó của Tiêu Phàm, con người trong nháy mắt trở nên vô cùng kiên định. Sau đó nhìn Sở Tam Sinh nói, có vài việc, cho dù phải mất mạng cũng phải làm, nếu không liều một phen, ai biết kẻ cuối cùng chiến thắng là ai? Hừ, ngươi còn muốn là kẻ cuối cùng chiến thắng. Một lúc nữa xem ngươi khóc thế nào, ngươi sẽ nhìn thấy ngươi, Diệp gia nguyên một đám chết thảm dưới mắt ngươi. Sở Tam Sinh cười gằn nói. Oanh, đột nhiên, tầng mây không trung nổ tung, điểm đen lít nha lít nhít từ đằng xa thoáng hiện, một cỗ uy áp vô cùng đáng sợ cuốn tới, tất cả mọi người toàn thân run rẩy dữ dội. Chiến thần doanh thực sự đến, người Diệp gia sợ hãi tới cực điểm, những nơi chiến thần doanh đi qua chính là hài cốt khắp nơi, máu chảy thành sông. Chí ít, bọn hắn còn chưa bao giờ nghe nói, có ai có thể sống sót dưới tay chiến thần doanh. Nhìn thấy đám người Diệp gia mặt xám như tro, trái tim Diệp Thệ Thủy phù phù nhảy lên, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, âm thầm truyền âm cho Diệp Trường Sinh cùng tiểu ma nữ nói, Trường Sinh, Thiên Tuyết, Thi Vũ. Một lúc nữa ta mang theo các ngươi giết ra một đường máu, các ngươi tìm cơ hội chạy trốn. Diệp gia trước nay không sợ chết, Diệp Trường Sinh ta sẽ không chạy. Diệp Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo, hướng về trường kiếm đứng lơ lửng trên không, áo trắng nhuốm máu, cả người nhìn qua độc lập như một chuôi tuyệt thế thần kiếm. Ta cũng không đi. Tiểu ma nữ đồng thời lắc đầu nói, con ngươi nàng như là nước mùa thu, ấm áp nhìn Tiêu Phàm. Trong lòng chậm chạp nói, muốn chết thì cùng chết. Về phần Diệp Thiên Tuyết, lại là khuôn mặt lạnh lùng đứng đó, căn bản không có ý rời đi, hành động của nàng liền đại biểu cho ý nghĩ của nàng. Các ngươi, Diệp Thệ Thủy tức giận sắc mặt tái nhợt, nếu như ba người bọn hắn đều chết ở chỗ này, Diệp Thệ Thủy hắn liền tuyệt hậu. Lúc bóng đen lít nha lít nhít kia tới gần, 128 bóng người mặc chiến giáp hắc sắc, đầu đội khôi giáp chỉnh tề đứng lơ lửng trên không. Thấy không rõ khuôn mặt bọn hắn, mỗi người đều trang bị đến tận răng, trên người phát ra khí tức vô cùng nặng nề. Giờ khắc này bọn hắn mới biết rõ, truyền thuyết cũng không phải giả, chiến thần doanh thực sự rất đáng sợ, mỗi người đều là tu vi chiến đế đỉnh phong trở lên. Đám người chiến thần doanh nghe lệnh, mục tiêu là tất cả mọi người, giết không tha. Nhìn chiến thần doanh đến, trên mặt chiến cuồng tôn lộ hiện ra nụ cười dữ tợn, đột nhiên ngửa mặt lên trời quát to. Tuân mệnh đại trưởng lão, 128 người đồng loạt quát to, thanh âm xuyên phá mây xanh, cho dù là khí thế cũng dọa không ít người tay chân nhũn ra. Mục tiêu tất cả mọi người, giết không tha, há không phải đến chúng ta bọn hắn cũng giết, chúng ta chỉ là người đứng xem thôi mà. Trong đám người có người phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Đại trưởng lão, chúng ta luôn ủng hộ chiến thần điện mà. Sắc mặt Sở Tam Sinh hoàn toàn thay đổi. Hắn biết rõ tất cả mọi người trong miệng chiến cuồng tôn, cũng bao gồm ngũ đại gia tộc trong đó có Sở gia. Nếu như chiến thần doanh muốn giết bọn hắn, Sở gia cùng ngũ đại gia tộc khẳng định không sống được. Hắn liếc qua một cái, chiến thần doanh này có tới 5-60 chiến thánh sơ kỳ, bọn hắn đâu có thể địch lại. Vài tên phế vật,
giết một chiến đế cảnh còn không giết được, giữ lại các ngươi có ích gì? Chiến cuồng tôn cười lạnh nói, tính mệnh những người khác, hắn căn bản không đặt ở trong lòng, trong mắt hắn chỉ là cỏ rác mà thôi. Ngươi, Sở Tam Sinh phun ra một ngụm máu tươi, bản thân chém giết lâu như vậy, ở trong miệng chiến cuồng tôn cũng chỉ là phế vật. Hiện tại chẳng những không báo được thù, đến cả mình và toàn bộ Sở gia đều chịu liên lụy, Sở Tam Sinh hắn hoàn toàn chính là tội nhân của Sở gia. Chiến thần điện vẫn luôn âm hiểm như thế, chuyên làm những chuyện giết người diệt khẩu này. Lúc này, Lộ Chiến lạnh rên một tiếng, quay người liền chuẩn bị thẳng hướng chiến thần doanh. Dù sao ta cũng sắp chết rồi, bọn hắn cứ giao cho ta. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, ngăn lại đường đi của Lô Chiến, đám người nhìn lại, ánh mắt tất cả đều rơi vào phía trên U Linh Nhất Hào. Thanh âm nghe ra vô cùng quái dị, cái gì gọi là ta đã sắp chết, người đã sắp chết, vậy làm sao đối phó được với chiến thần doanh? Phải biết, đây chính là hơn mấy chục cường giả chiến thánh cảnh tiền kỳ đó. Thật đúng là ngông nghênh như Tiêu Phàm. Một hồn điêu mà thôi, vậy mà cũng cuồng vọng như thế. Chiến cuồng tôn tùy tiện cười to, đều là thần sắc coi thường. Nhưng mà, U Linh Nhất Hào tựa như hoàn toàn không nghe thấy lời nói của chiến cuồng tôn, đạp không mà lên, trực tiếp phóng đi về hướng chiến thần doanh. Lô Chiến hơi kỳ lạ nhìn U Linh Nhất Hào, hắn tất nhiên cũng nhìn ra U Linh Nhất Hào chỉ là một hồn điêu, trong mắt lóe lên một tia ngoài dữ liệu, cửu giai hồn điêu. Đây là bác lão điêu khắc ra. Tiêu Phàm cùng bác lão có quan hệ thế nào? Rất nhanh, Lô Chiến liền lấy lại tinh thần, cũng đúng, Gia Cát lão quỷ cùng bác lão là bằng hữu, với tính cách của hai người bọn hắn, đoán chừng sẽ tranh đoạt tên đồ đệ Tiêu Phàm này. Trong lời nói của Lô Chiến, đối với bác lão có mấy phần tôn trọng, nhưng mà đối với túy ông lại vô cùng khó chịu. Nghĩ vậy, trong lòng Lô Chiến cũng không còn hoài nghi, ánh mắt quét qua bóng lưng U Linh Nhất Hào, lại nhìn về phía trên trời xanh. Trong lòng trầm ngâm nói, xem ra, ánh chiều tà của ta còn chưa tới thời điểm nở rộ cuối cùng. Cũng đúng lúc này, U Linh Nhất Hào đột nhiên giang hai cánh tay, trên người cũng không có bất cứ hồn lực ba động gì. Đám người thấy cảnh này, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc cùng quái dị, U Linh Nhất Hào chẳng lẽ là đồ đần, chuẩn bị trực tiếp đi lên chịu chết hay sao? Nhìn thấy U Linh Nhất Hào đi tới, người chiến thần doanh ngược lại không hề khinh thường nó. Chẳng biết tại sao, trong lòng bọn hắn đột nhiên có chút buồn bực hoảng loạn, một cảm xúc cực kỳ bất an quanh quẩn trong lòng bọn hắn. Cũng không phải U Linh Nhất Hào đáng sợ thế nào, ngược lại là nó nhìn qua quá bình thường, nhưng mà một người bình thường lại dám không kiêng nể gì cả hướng về phía bọn hắn sao? Coi như dám, cũng không có khả năng tùy tiện như thế, khí thế hơn 100 người chiến thần doanh cũng đủ để khiến chiến thánh trung kỳ chùn bước. Cũng đúng lúc này, U Linh Nhất Hào chậm rãi giang hai cánh tay. Thần sắc không hề bận tâm. Sau một khắc, chuyện khiến tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc xảy ra, chỉ thấy U Linh Nhất Hào đột nhiên hóa thành một vệt sáng xông vào bên trong chiến thần doanh, tốc độ nhanh như sét. Đồ bỏ đi, không biết sống chết. Một cường giả chiến thánh trong chiến thần doanh lạnh lùng nói ra một câu, một quyền giận oanh vào chính giữa ngực U Linh Nhất Hào. Có người muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng mà căn bản đã không kịp. Một tiếng nổ vang. U Linh Nhất Hào trực tiếp nổ tung, hóa thành một trận bụi bặm tràn ngập bốn phía, người khẩn trương trước đó tất cả đều hít sâu một hơi, còn có người khinh thường nhổ bãi nước bọt. Bà nó, dọa lão tử một cái, hóa ra chỉ là phế vật. Có người càng trào phúng không thôi, vừa rồi bọn hắn đều khẩn trương, có người còn chảy cả mồ hôi. Không nghĩ tới U Linh Nhất Hào thậm chí ngay cả một quyền cũng tiếp không được, liền trực tiếp nổ tung mà chết. Những người khác tất cả đều mặt xám như cho, bọn hắn vốn dĩ còn ôm một tia hy vọng U Linh Nhất Hào có thể đối kháng chiến thần doanh, đâu nghĩ đến nó lại trực tiếp đi lên chịu chết. Chẳng lẽ nó sớm biết mình sắp chết, dứt khoát muốn đối phương cho nó một cái chết thống khoái hay sao? Loại cảm giác từ hy vọng biến thành tuyệt vọng, từ trên cao rơi xuống thung lũng khiến cho người ta đau lòng, cái chết cũng không đáng sợ, đáng sợ là tra tấn trước khi chết. Hóa ra chỉ là đồ bỏ đi như vậy, còn muốn đối kháng cùng chiến thần doanh. Chiến cuồng tôn khịt mũi coi thường, trong mắt tràn ngập khinh thường. Không phải chứ. Lô Chiến lông mày nhíu lại, tay phải vuốt vuốt cái cằm, lộ ra vẻ trầm tư. Cũng ngay trong nháy mắt lúc U Linh Nhất Hào nổ, chỗ sâu bên trong trúc viên chiến hồn học viện ngoại thành Ly Hỏa Đế Đô,
Bác lão vốn đang chỉ dẫn bác thần phong hồn điêu chi thuật. Đột nhiên bác lão ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng, con người thâm thúy dường như nhìn thấu tất cả, trong con người lóe qua một vòng lệ mang. Một vòng lệ mang này chợt lóe lên, nhưng bác thần phong vẫn bắt được, không hiểu hỏi, ra ra, sao vậy? Trong lòng bác thần phong kinh ngạc không thôi, hắn ở cùng với bác lão thời gian mười mấy năm, nhưng tới bây giờ vẫn chưa từng thấy bác lão lộ ra thần sắc dạng này. Ánh mắt kia, tuyệt thế sắc bén, khiến bác lão vốn dĩ hiền lành nhìn qua lại giống như một chuôi tuyệt thế lợi kiếm sắp ra khỏi vỏ. Vài phút sau, sắc mặt bác lão khôi phục bình tĩnh, lắc lắc đầu nói, không có gì, chuyện ta vừa nói tới, ngươi tự mình về lĩnh ngộ. Vâng, ra ra. Bác thần phong gật gật đầu, trong lòng hắn nghi ngờ không thôi, bây giờ còn rất sớm, bác lão có chuyện gì mà muốn đuổi khéo mình đi đây, bình thường còn ước gì mình tăng giờ rèn luyện. Mặc dù trong lòng có đủ loại thắc mắc không hiểu, bác thần phong vẫn rời đi. Đồng thời, bác lão chậm rãi đứng dậy, đi vào trong căn nhà trúc đơn giản, nếu như Tiêu Phàm ở đây, khẳng định có thể phát hiện, chung quanh phòng trúc vậy mà bao phủ một tầng hồn giới. Tiến vào phòng trúc, một mùi máu tươi nồng đậm cùng mùi thuốc xông vào mũi, phía trên giường hẹp, một thân hình lão giả gầy gò đang nằm, tóc rối tung, không có chút huyết sắc nào. Lão giả không phải ai khác. Chính là Túy Ông. Hắn nhìn bác lão đi tới, trong mắt đều là vẻ khẩn cầu, yếu ớt nói, bác lão quỷ, cho ta được thống khoái đi. Cút mẹ ngươi đi, năm đó lúc ta nói với ngươi như thế, ngươi không phải cũng phong ấn tu vi ta, lão tử còn muốn trả thù ngươi, khiến ngươi muốn chết cũng không được. Bác lão nổi giận mắng. Thời khắc quay người, trong đôi mắt khô gầy của bác lão lại bốc lên hơi nước, có điều rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Trong đầu bác lão lại là lóe qua một cảnh tượng, năm đó hắn bị trọng thương, gần như sắp chết, bản thân chỉ muốn được chết thống khoái, cũng là Túy Ông cứu hắn. Túy Ông không ngừng khích lệ hắn, cuối cùng giúp hắn sống sót, chỉ là hắn không nghĩ tới, hiện tại người nằm ở trên giường lại biến thành Túy Ông. Bác lão quỷ, ngươi không phải đang chảy nước mũi đấy chứ? Túy Ông đột nhiên cười ha ha lên, bởi vì quá kích động, lại ho khan mấy tiếng. Bác lão không tiếp tục khích đều Túy Ông nữa, ngược lại nói, Túy lão quỷ, ngươi yên tâm, trước khi ngươi chết, ta nhất định giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Khụ khụ, Túy Ông kém chút không hít được không khí, ho khan không ngừng, lúc lâu sau mới dừng lại, cau mày nói, ngươi không phải là muốn đi Vô Song Thánh Thành chứ? Yên tâm, một ngày sau đó là có thể mang hắn về, có hề lão quái ở đây, thời gian ngắn ngươi không chết được đâu. Bác lão mị mị hai mắt. Trong con ngươi lộ ra một vòng lãnh quang, trong lòng lại bổ sung một câu, hy vọng một số người đừng làm chuyện gì quá, bằng không đừng trách ta không khách khí. Quay trở lại Vô Song Thánh Thành Thượng Trọng Thiên, U Linh Nhất Hào bị một tu sĩ chiến thánh trong chiến thần doanh một quyền đánh nát, hóa thành bột mịn tràn ngập trong không khí. Chiến thần doanh tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khinh thường, lách mình chuẩn bị đánh tới đám người phía dưới. Nhưng mà, phốc phốc trong hư không. Đột nhiên kích xạ ra vô số chùm sáng nhỏ bé, lít nha lít nhít, che kín hư không, tốc độ chùm sáng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt bao phủ hơn ngàn trượng xung quanh, bao phủ tất cả mọi người chiến thần doanh vào. Ngay sau đó, tất cả mọi người hít một hơi lạnh, chỉ thấy chùm sáng lít nha lít nhít đột nhiên biến thành thực thể, bay vụt tại hư không tóe lên vô số máu tươi. Đồng thời, còn có từng cái đầu VT bay lên, huyết dịch phun ra độ cao mấy trượng. Cực kỳ huyết tinh đáng sợ. Nhưng mà đây còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, những chùm sáng kia không ngừng xoay chuyển, cắt tất cả thân thể bọn hắn thành mảnh vỡ, giống như cối xay thịt. Dưới bầu trời giấy lên huyết nhục, đáng sợ tới cực điểm, huyết tinh chi khí nồng đậm cùng khắc nghiệt chi khí giăng đầy mỗi một ngóc ngách trong hư không. Trong chớp mắt, hư không yên tĩnh im ắng, cây kim rơi cũng nghe rõ tiếng. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Trợn mắt há mồm nhìn một màn này, toàn thân lạnh buốt tới cực điểm, toàn thân run lên. Đây chính là cường giả chiến đế đỉnh phong trở lên, hơn nữa còn có 5-60 tu sĩ chiến thánh cảnh tiền kỳ, vậy mà toàn bộ đều chết. Chiến thần doanh trong truyền thuyết vô cùng đáng sợ, lại bị giết sạch. Tất cả mọi người không thể tin được một màn này, không khỏi rụi rụi hai mắt, có người còn hung hăng cấu vào đùi mình, cảm giác đau đớn nói cho bọn hắn biết đây đúng là thực. Vậy chiến thần doanh khiến ai nghe tới cũng sợ mất mật, thực sự bị diệt sát. Mà mẹ nó,
Châu vậy vậy, đến chết còn có thể miểu sát chiến thần doanh. Hồi lâu, có người tuôn ra một câu chửi bậy, hắn đã hoàn toàn quên sự sợ hãi trước đó khi phải đối mặt chiến thần doanh. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, tất cả mọi người đắm chìm trong khiếp sợ, thật lâu không lấy lại tinh thần, mảy may không có chút mừng rỡ vì được cứu. Không thể nào, đây nhất định là giả. Chiến cuồng tôn đầu lúc lắc như trống, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Một hồn điêu của bác lão vậy mà biến thái như thế. Lô Chiến cũng trợn tròn mắt, chậm chạp nói, có lẽ, khoảng cách của bác lão tới cảnh giới trong truyền thuyết đã không còn xa. Chiến thần doanh bị diệt, đây là sự tình ai cũng không nghĩ tới. Hồi lâu, mọi người mới hồi phục lại tinh thần, nhìn tay chân đầy đất, nhìn không được buồn nôn, một màn này thực sự quá huyết tinh làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Chiến cuồng tôn, người còn có một lá bài tẩy cuối cùng, đem chiến thần điện trưởng lão đoàn còn có chiến phong lôi gọi ra đi. Lô Chiến cười lạnh nói, có thể nhìn thấy chiến thần điện ăn thiệt thòi, trong lòng hắn cũng thập phần sảng khoái. Thần sắc chiến cuồng tôn lạnh lùng, vừa muốn nói cái gì, lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Lô Chiến, bản thân ngươi đã bị trọng thương còn vội vã muốn chết sao? Thanh âm đột ngột truyền đến, đám người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy hư không lại xuất hiện đến 10 đạo thân ảnh, khí thế trên thân mỗi người vậy mà đều đáng sợ vô cùng, liền hư không đều dường như tiếp nhận không nổi uy áp bọn hắn. Rất nhiều người ánh mắt lại rơi vào trên người nam tử trung niên cầm đầu mặc hoàng kim chiến giáp, hắn dáng người khôi ngô, hai tay vác lập, quanh thân đan sen lôi điện chi lực, bá đạo vô song. Chiến phong lôi, rất nhiều người hít một hơi lạnh, kinh hãi nhìn nam tử trung niên mặc hoàng kim chiến giáp, nhận ra thân phận hắn, người có thể làm cho Diệp Thệ Thủy bọn hắn đều khiếp sợ như vậy chỉ có một người, chính là điện chủ chiến thần điện. Không sai. Nam tử trung niên không phải người khác mà chính là chiến thần điện chiến phong lôi. Chiến phong lôi, người rốt cục cam lòng đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Sắc mặt Lô Chiến coi như thập phần bình tĩnh, cười ta nhìn chiến phong lôi. Một người chết mà thôi, bản tôn không cần thiết cùng ngươi phí miệng lưỡi. Chiến phong lôi thản nhiên nói, trong mắt hắn, Lô Chiến đã là một người chết. Vô luận hắn không ra tay với Lô Chiến. Lô Chiến đều sống được không bao lâu. Sau đó quay người nhìn về phía chiến cuồng tôn nói, đại trưởng lão, lần này là ngươi thất trách. Thuộc hạ biết sai. Toàn thân chiến cuồng tôn khẽ run, căn bản không có bất kỳ tâm tư phản bác. Chiến phong lôi gật gật đầu, không có nói tiếp cái gì, cũng không có ý tứ xử phạt chiến cuồng tôn, mà quay người nhìn về phía Diệp Thệ Thủy nói, Diệp Thệ Thủy, Diệp gia dù sao cũng là trưởng khống giả chiến hồn điện. Bản tôn không muốn chiến thần điện cùng chiến hồn điện có bất kỳ kẽ hở nào, chỉ cần ngươi dẫn đầu Diệp gia rời khỏi, Diệp gia vẫn là trưởng khống giả chiến hồn điện như trước. Nghe nói như thế, Giang Thiên Vân cùng Sở Tam Sinh trong lòng thập phần khó chịu, thật vất vả đem Diệp gia lôi xuống nước, không nghĩ tới chiến phong lôi vậy mà không truy cứu. Bất quá, chiến phong lôi lên tiếng, bọn hắn cũng không dám phản bác cái gì. Mà Diệp Thệ Thủy lại là một trận dầu dỉ. Ánh mắt phức tạp vô cùng, người Diệp gia thấy thế trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, sợ Diệp Thệ Thủy cự tuyệt. Diệp Thệ Thủy, Diệp gia ngươi dù sao không có tác dụng gì, ta xem vẫn nên sống sót cho tốt. Đột nhiên, Lô Chiến cười ha ha. Sau đó âm thầm lại truyền âm cho Diệp Thệ Thủy nói, mang theo Diệp gia rời đi đi, lưu lại thì Diệp gia tất nhiên sẽ diệt tộc, chiến thần điện cái gì đều không tốt, bất quá lời chiến phong lôi còn là mấy phần giá trị. Thì Vũ, theo ta đi. Cuối cùng, Diệp Thệ Thủy nhìn về phía tiểu ma nữ, mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng hắn đã rất rõ ràng chuẩn bị mang theo Diệp gia rời khỏi. Diệp gia đám người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Cha, thật xin lỗi. Thần sắc tiểu ma nữ thập phần kiên định, căn bản không có bất kỳ ý tứ lui bước. Diệp Thệ Thủy nhìn tiểu ma nữ cùng Tiêu Phàm thật sâu một cái, cuối cùng sắc mặt hung ác, tất cả mọi người Diệp gia nghe lệnh. Theo ta rời đi. Vâng, tất cả mọi người không chút do dự cao giọng quát, bọn hắn đã không kịp chờ đợi rời đi. Diệp Trường Sinh cùng Diệp Thiên Tuyết hai người lạnh lùng nhìn Sở gia cùng mấy đại gia tộc một cái, cuối cùng cũng vẫn theo Diệp Thệ Thủy rời đi. Chỉ một thoáng, tại chỗ liền chỉ còn lại tiểu ma nữ, Lăng Phong, Ban Tử, Quan Tiểu Thất, Sở Khinh Cuồng, Tử Tinh Lôi Thú, cùng Lô Chiến và Tiêu Phàm hôn mê. Giờ phút này,
khí thế trên người Tiêu Phàm đã tăng lên tới cực điểm, thương thế trên người cũng đã hoàn toàn phục hồi như cũ, tùy thời đều có khả năng đột phá đến chiến đế đỉnh phong. Sở gia, Giang gia, Hoàng phủ gia, Công tôn gia, Ngô gia, Độc cô gia, chiến thần doanh bởi vì các ngươi mà chết, hiện tại là thời điểm các ngươi lấy công chuộc tội. Chiến phong lôi thanh âm tiếp tục vang lên. Vâng, tất cả mọi người cung kính gật đầu, bọn hắn minh bạch ý tứ bên trong lời nói chiến phong lôi, nếu như giết Tiêu Phàm thì thôi. Nếu như giết không chết Tiêu Phàm, chết chính là bọn hắn. Bây giờ ngũ đại gia tộc cũng chỉ còn lại ba chiến thánh cảnh Sở Tam Sinh, Công tôn chiến thiên cùng Ngô gia lão tổ, chiến thánh cảnh khác đã bị người Diệp gia chém giết hầu như không còn. Diệp gia thân làm đệ nhị bát đại thế gia, thực lực tự nhiên cường đại, bất quá cũng phải trả cái giá nặng nề. Có chiến cuồng tôn cùng Sở Tam Sinh bọn hắn ba chiến thánh cảnh dẫn đầu sáu đại gia tộc, chiến phong lôi tin tưởng bọn lô chiến hẳn phải chết là không nghi ngờ. Các ngươi đều đến đằng sau ta. Lô chiến ngữ khí nghiêm nghị, cũng không quay đầu lại nói, khí thế trên người cũng không ngừng tăng lên, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Hắn cũng không phải sợ bốn người chiến cuồng tôn chiến thánh cảnh bọn họ, mà là lo lắng chiến phong lôi sẽ để những người khác nhúng tay, hơn nữa, đám bàn tử cũng chưa chắc có thể ngăn cản được sáu đại gia tộc đánh giết. Tiền bối yên tâm, trừ chiến thánh cảnh, những người khác giao cho chúng ta. Thần sắc bàn tử lạnh lùng, chiến thiên kích nắm trong tay, bá khí vênh váo. Mấy người Lăng Phong thủ hộ bốn phía Tiêu Phàm, sợ bị người đánh lén, Tiêu Phàm đã đến biên giới đột phá, tùy thời có thể phóng ra một bước. Sở Tam Sinh, người theo ta ngăn chặn lô chiến, Công tôn chiến thiên, người và Ngô lão quỷ trước hết giết Tiêu Phàm và Diệp Thi Vũ. Chiến cuồng tôn bí mật truyền âm nói, việc đã đến nước này, hắn vô luận như thế nào đều phải giết chết hai người. Một kẻ là hắn căm thù đến tận xương tủy, một kẻ khác lại là thần phẩm song sinh chiến hồn, nếu để cho nàng trưởng thành, chiến gia đều sẽ không may. Giờ phút này, tâm thần Tiêu Phàm đều đắm chìm trong hồn hải, đối với ngoại giới tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Bên trong hồn hải ngưng tụ từng đạo bóng người, tất cả bóng người đều là bộ dáng Tiêu Phàm, chỉ là mỗi một cái lại khác nhau, có một chút là thời thơ ấu, cũng có thời kỳ trung niên, còn có là thời kỳ lão niên. Nếu như đem mỗi cái Tiêu Phàm đặt ở cùng một chỗ mà nói, có thể phát hiện, đó là một đời Tiêu Phàm đại biểu cho quá trình sinh lão bệnh tử. Tiêu Phàm đang không ngừng lĩnh ngộ quá trình, theo thời gian đưa đẩy, trên người sinh cơ càng ngày càng bằng bạc, đồng thời, hồn hải bên trong lại dựng dục một cỗ tử khí nồng đậm. Sinh sinh gắt gao, tử tử sinh sinh, lúc đạt tới một cái cân bằng chính là bất hủ. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, trong đầu hắn suy nghĩ trong nháy mắt thông suốt. Ngay sau đó, nguyên bản hồn hải âm u đầy tử khí trong nháy mắt biến thông minh vô cùng, một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người hắn tản ra. Hồn hải phía trên từ vô tận chiến hồn ngưng tụ thành vòng xoáy hồn lực, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn, vô tận hồn lực như hồng lưu hướng về bốn phía bên trong dũng mãnh lao tới, đả thông toàn thân. Ngoại giới, Tiêu Phàm lơ lửng tại hư không đột nhiên tản ra một cỗ khí tức lũ quét cuốn tới. Huyết hải rộng lớn từ trên người hắn tràn ngập khắp nơi, trên người còn đốt cháy kim sắc hỏa diễm. Hỏa diễm khí tức cực nóng cùng biển lớn màu đỏ ngòm dung hợp cùng một chỗ, quả thực là vô cùng đáng sợ. Chiến đế cảnh đỉnh phong. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai vệt thần quang. Hỏng rồi, Lô Chiến nhìn thấy huyết hải cùng kim sắc hỏa diễm, trong lòng liền thầm nói không tốt. Tu La huyết hải, vô tận chi hỏa. Lúc huyết hải cùng kim sắc hỏa diễm quanh thân Tiêu Phàm đồng thời nở rộ ra, chiến phong lôi phía trên không trung đột nhiên con ngươi co rụt lại, thân thể đều rung động một cái. Người nắm giữ Tu La huyết hải cùng vô tận chi hỏa còn có thể là ai? Tu La điện chủ, đây là đáp án trước tiên trong miệng chiến phong lôi, ngay tại lúc đó, cuồn cuộn sát khí từ trên người hắn bạo phát ra, đây cũng là nguyên nhân Lô Chiến thầm nói không tốt. Vô tận chi hỏa, ngươi là Tu La điện chủ, chiến cuồng tôn càng kinh khủng kêu to lên, xem như chiến thần điện đại trưởng lão, hắn tự nhiên biết rõ một chút sự tình Tu La điện chủ. Vô tận chi hỏa chỉ có Tu La điện chủ mới có thể khuất phục, bởi vậy, vô tận chi hỏa cũng là tiêu chí độc hữu Tu La điện chủ. Tu La điện chủ, Sở Tam Sinh, Công tôn chiến thiên, Ngô gia lão tổ con ngươi cũng co rụt lại. Tu La điện chủ,
đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, bây giờ vậy mà tái hiện. Nghe đồn những nơi Tu La Điện chủ đi qua đều là gió tanh mưa máu, nghĩ lại một cái, Tiêu Phàm một đường đi tới, dưới chân hắn đúng là vô tận xương khô. Nhìn đến thế giới này lại phải biến thiên, Tu La Điện chủ tái hiện tại thế, thiên hạ này lại có một phen huyết vũ phân tranh, không biết người nào có thể sống sót. Nếu như Tiêu Phàm thực sự là Tu La Điện chủ mà nói, kết cục trận chiến đấu này chưa xác định được, trong đám người cũng có một chút nhiều người nghe nói qua sự tích Tu La Điện chủ, vô song thánh thành dù sao cũng là nơi cấp cao nhất tại Nam Vực. Ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm cũng có biến hóa, từ vừa mới bắt đầu thưởng thức biến thành kính sợ. Tiêu Phàm lại là Tu La Điện chủ. Trong đám người, Tô Mạch Hàn hoàn toàn mắt trợn tròn, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, Tiêu Phàm, người quả nhiên là thần tượng của ta. Câm miệng cho ta, Tô Mạch Huyên khẽ kêu nói, ngẩng đầu nhìn chiến phong lôi không trung, truyền âm cho Tô Mạch Hàn một mặt ngốc trệ nói, nếu như người biết Tu La Điện chủ lần trước là bị chiến thần điện giết chết, người còn cao hứng như thế sao? Không thể nào, chiến thần điện cùng Tu La Điện không phải liên thủ sao? Tô Mạch Hàn kinh ngạc nói, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Sự tình càng ngày càng phức tạp. Tô Mạch Huyên hít sâu một cái không có nói thêm cái gì, trước đó nói chuyện nàng cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, đến cùng như thế nào, nàng cũng không xác định. Nhưng bây giờ Tiêu Phàm thân phận bại lộ, với hắn mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Chỉ ít chiến cuồng tôn cùng 6 đại gia tộc sẽ liều chết diệt sát hắn. Bởi vì ai cũng không muốn cùng Tu La Điện chủ trong truyền thuyết là địch, hiện tại Tiêu Phàm chỉ là vừa mới đột phá chiến đế đỉnh phong, nếu như hắn trở thành chiến thánh, 6 đại gia tộc nhất định sẽ rất thảm. Nhanh, giết hắn, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Chiến cuồng tôn phẫn nộ gào thét, trong lòng hắn, Tu La Điện chủ so với thần phẩm song sinh chiến hồn còn kinh khủng hơn. Hôm nay không giết hắn, lần sau chính là Tiêu Phàm giết bọn hắn. Vừa dứt lời, chiến cuồng tôn dẫn đầu xông lên, Sở Tam Sinh, Công Tôn Chiến Thiên cùng Ngô Gia lão tổ ba người cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, không chút do dự xông lên. Bọn hắn rốt cuộc không có nghĩ ai ngăn chặn ai, ai đi giết Tiêu Phàm, mà là tất cả đều xông lên. Nhất kiếm thương lan phá thiên khung, cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh vang lên. Chỉ thấy trong tay Lô Chiến bỗng thêm ra một chuôi trường kiếm khẽ run lên, một đạo lợi mang xuyên thủng thiên vũ. A à, một tiếng hét thảm, thân thể Ngô Gia lão tổ đột nhiên từ trung ương một phân thành hai, máu tươi bay vụt ra, lục phủ ngũ tạng rơi xuống hư không. Một kiếm ra, chiến thánh chết, chiến cuồng tôn ba người thấy thế, sắc mặt trắng bệch vô cùng, bọn hắn may mắn một kiếm kia cũng không phải là nhằm vào bọn hắn. Bất quá! Ba người cũng vội vàng ngừng thân hình, không dám tiếp tục nhào về phía Tiêu Phàm, Lô Chiến động chân nộ, thực lực so với vừa nãy còn cường đại hơn nhiều. Lô Chiến sớm tại mấy ngày trước đó liền đã là một người chết, các ngươi sợ cái gì, hắn hiện tại tinh khí thần nhiều nhất còn có thể chém ra một kiếm. Phía trên không trung, Chiến Phong Lôi thản nhiên nói, hắn tựa như thập phần rõ ràng trạng thái Lô Chiến giờ phút này. Lô Chiến cười khẽ không nói. Chiến cuồng tôn ba người oán thầm không thôi, lại không dám nói ra, nếu như nói chuyện là người khác, bọn hắn đoán chừng đã sớm buột miệng giận mắng. Khẽ cắn môi, ba người lần nữa xông lên, lúc này, Lô Chiến lại động. Lưỡng tôn chọc tử hội chi tâm, lại là một kiếm, chỉ là một kiếm này không có bất kỳ kiếm khí, thập phần bình tĩnh, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, hư không đồng thời truyền đến hai tiếng kêu thảm. Chỉ thấy Công Tôn Chiến Thiên cùng Sở Tam Sinh hai người đều bị chặt đứt, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, ngay sau đó thân thể hai người bị vô số kiếm khí rảo sát, cái gì cũng đều không lưu lại. Đám người hít một hơi lạnh, tất cả đều bị Lô Chiến một kiếm kinh tài tuyệt diễm làm cho chấn kinh, gia chủ hai đại gia tộc cùng lão tổ lại bị hắn một kiếm chém giết. Dạng kiếm này quá là đáng sợ. Bất quá sau một kiếm, sắc mặt Lô Chiến cũng trắng bệch rất nhiều. Thân thể lung lay sắp đổ tựa như tùy thời có thể ngã xuống. Tiền bối, Lăng Phong cùng bàn tử mấy người lo lắng nhìn Lô Chiến. Lô Chiến, đi chết cho ta. Chiến cuồng tôn nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn thấy Sở Tam Sinh cùng Công Tôn Chiến Thiên bỏ mình, hai mắt đều đỏ. Chiến Phong Lôi cũng đã nói, Lô Chiến tối đa chỉ có thể chém ra một kiếm, vừa nãy hắn một kiếm chém giết Sở Tam Sinh cùng Công Tôn Chiến Thiên. Hiện tại hắn tuyệt đối lại không sức hoàn thủ, chính là cơ hội xuất thủ tuyệt hảo.
chỉ cần Lô Chiến chết, giết chết Tiêu Phàm bọn hắn cũng quá dễ dàng. Nhìn thấy Chiến Cuồng Tôn đánh tới, thần sắc Lô Chiến thập phần bình tĩnh, thập phần gian nan nâng trường kiếm trong tay lên, thanh âm long long vang lên trong hư không. Tiền thế cô danh hóa phàm trần, một kiếm thập phần chậm chạp tựa như trở về vị qua lại, một đạo chớp lóe vụt xuất hiện, sau đó lại biến mất tại hư không. Nhưng mà, kiếm khí kia lại hết sức quỷ dị, trực tiếp từ mi tâm Chiến Cuồng Tôn bốc lên đi ra, bắn về phía trời cao. Làm sao có thể, Chiến Cuồng Tôn trợn to hai mắt, quỳ gối hư không, gầm nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, thân thể xé rách ra, hóa thành vô tận huyết vụ tiêu tán tại hư không, hài cốt không còn. Chiến Thần Điện đại trưởng lão, Chiến Cuồng Tôn chết. Trước khi chết, Chiến Cuồng Tôn trong lòng đem Chiến Phong Lôi giận mắng hơn vạn lần. Ngươi không phải nói hắn tối đa chỉ có thể chém ra một kiếm à, vậy một kiếm này tính toán là cái gì đây? Đám người cũng bị thực lực Lô Chiến làm cho chấn kinh, phong hoa tuyệt đại, kinh tài tuyệt diễm đều không đủ để hình dung hắn cường đại. Hắn rõ ràng đã nửa chết nửa sống lại còn chém giết một chiến thánh trung kỳ, ba chiến thánh sơ kỳ, dù là hắn hiện tại đã không ổn cũng không có người dám khinh thường hắn. Phía trên không trung sắc mặt Chiến Phong Lôi âm trầm vô cùng. Hắn cũng không nghĩ đến Lô Chiến lại còn có thể chém ra một kiếm liền chiến thánh trung kỳ Chiến Cuồng Tôn đều chết. Nhìn Lô Chiến giờ phút này đã nửa quỳ tại hư không, trong mắt Chiến Phong Lôi lóe lên một tia sát khí, ngưng tiếng nói, hắn hiện tại đã đến cực hạn, các ngươi đi lên giết hắn. Nhưng mà khiến Chiến Phong Lôi rất ngạc nhiên là, xung quanh 9 người lại không có một người cử động, mấy người cúi đầu, thần sắc vô cùng khó coi. Đám người cổ quái nhìn Chiến Phong Lôi. Trước đó ngươi không phải nói Lô Chiến nhiều nhất ra một kiếm à, Lô Chiến vừa mới thi triển hai kiếm liên sát tứ đại cường giả chiến thánh, kiếm thứ ba là giết Chiến Thần Điện đại trưởng lão. Hiện tại ngươi nói Lô Chiến không có chút sức đánh một trận, nếu như Lô Chiến còn có lực đánh một trận thì sao? Đám người không phải người ngu, chuyện đi lên tự tìm cái chết, bọn hắn cũng không làm. Có mấy trưởng lão thậm chí thiếu chút nữa thì giống ra, ngươi ngon thì ngươi lên đi. Năm người các ngươi đi lên giết hắn, đây là mệnh lệnh. Nhìn thấy cửu đại trưởng lão không có bất cứ động tĩnh gì, Chiến Phong Lôi cũng nổi bão. Chiến Phong Lôi ra lệnh một tiếng, hắn chỉ năm Chiến Thần Điện trưởng lão tự nhiên không dám vi phạm, thần sắc khó xử đi ra, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Lô Chiến ba kiếm giết 4 người, nhất là còn có đại trưởng lão Chiến Cuồng Tôn bọn hắn, cái này không phải người bình thường có thể làm đến. Ở đây, trừ Chiến Phong Lôi, không có người có thể mạnh hơn Chiến Cuồng Tôn, bọn hắn đi lên, nếu như Lô Chiến còn có thể chém ra một kiếm, đoán chừng chỉ có bị miểu sát. Lô Chiến chậm rãi đứng dậy, bước chân phù phiếm, vừa đi ra mấy bước, đột nhiên hướng mặt đất rơi xuống. Ha ha, hắn là thực không dậy được, nhanh, giết hắn. Trong đó một tên trưởng lão cất tiếng cười to. Mấy người khác trở về, nhanh chóng hướng vị trí Lô Chiến đánh giết đi. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm cũng tỉnh lại, khí tức trên người hắn hùng hồn bàng bạc, hiển nhiên là đã thành công đột phá đến chiến đế cảnh giới đỉnh cao. Số lưu manh, người tỉnh, tiền bối hắn. Tiểu ma nữ nhìn thấy Tiêu Phàm tỉnh lại, đầu tiên là kinh hỉ, sau đó lại trở nên vô cùng nóng nảy. Lô Chiến vì cứu bọn hắn đã nhanh dầu hết đèn tắt, bọn hắn trong lòng cảm kích vô cùng, ai cũng không muốn nhìn thấy Lô Chiến chết. Tiêu Phàm theo ánh mắt tiểu ma nữ nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy trạng thái Lô Chiến giờ phút này cũng hơi hơi động dung, hai mắt đỏ bừng vô cùng. Lấy nhãn lực hắn liếc cái liền thấy, Lô Chiến sinh cơ đã không còn mấy, cùng một người chết đã không sai biệt lắm, cơ hồ chỉ dựa vào một cỗ ý chí để kiên trì. Tiêu Phàm, người rốt cục tỉnh, nhanh thi triển chủng ma chi thuật, tin tức ta biết người đều sẽ biết rõ, ta hiện tại đã không có thời gian từng cái nói cho người biết. Bên tai Tiêu Phàm truyền đến thanh âm Lô Chiến. Lô Chiến không dám mở miệng, một khi mở miệng, liền sẽ tiết một hơi cuối cùng, đoán chừng trước tiên liền sẽ ngã xuống, hắn sở dĩ kiên trì đến hiện tại chính là đợi Tiêu Phàm. Tiền bối, ánh mắt Tiêu Phàm phức tạp, trong lòng đối với Lô Chiến tràn ngập kính sợ, Lô Chiến cho dù là chết cũng phải đem giá trị bản thân thể hiện đến to lớn nhất. Thế nhưng Tiêu Phàm như thế nào hạ thủ được đây? Lô Chiến là đại ân nhân của hắn. Thi triển chủng ma chi thuật chính là khinh nhờn đối với ân nhân, dù là tính mệnh Lô Chiến vốn không còn bao nhiêu, thậm chí có thể nói hắn hiện tại chính là một cái xác chết di động.
Một đại nam nhân bà mụ mụ như cái gì, ta đối với ngươi chỉ có ba cái yêu cầu, thứ nhất, mang theo huyết lâu tiếp tục đi tiếp. Thứ hai, ta còn một kiếm cuối cùng, ngươi thay ta thi triển đi ra. Thứ ba, chỉ cần ngươi hoàn thành hai việc phía trước, như thế ta liền chết mà không tiếc. Lô Chiến quát lên. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được Lô Chiến đang nói đến yêu cầu thứ ba, rõ ràng thần sắc cứng lại, hắn hít sâu một cái, cuối cùng vẫn gật đầu nói, được. Sau một khắc, Tiêu Phàm chân đạp thiên lý đằng quang thuật, trong nháy mắt kéo dài vị trí Lô Chiến, đối diện ngũ đại chiến thánh cảnh phải nhanh không ít, những người kia trong lòng đối với Lô Chiến còn có mấy phần kiêng kỵ. Tiêu Phàm xuất hiện ở trước người Lô Chiến, hai đạo lục sắc quang mang từ trong mắt bắn ra, trong nháy mắt chiếm cứ ý chí Lô Chiến. Lô Chiến không có bất kỳ phản kháng, Tiêu Phàm khống chế tư tưởng hắn tự nhiên đơn giản. Ngay sau đó, vô số hình ảnh hiện lên ở bên trong não hải hắn, sự tình một tháng huyết lâu phát sinh, Tiêu Phàm cơ hồ biết rõ nhất thanh nhị sở. Tiền bối, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, trong mắt chảy ra hai hàng nước mắt, nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Tiêu Phàm rốt cục biết rõ, Lô Chiến chỉ bất quá là bởi vì đáp ứng túy ông, nhất định phải chờ hắn, cho nên ý chí mới gắt gao chống đỡ lấy, chỉ vì hoàn thành hứa hẹn này mà thôi. Bằng không mà nói, Lô Chiến sớm đã qua đời 10 ngày trước, liền đã dầu hết đèn tắt, căn bản sẽ không sống đến hiện tại. Tiêu Phàm, đừng quên hai yêu cầu của ta. Con ngươi Lô Chiến đục ngầu đột nhiên thanh minh, điều này hiển nhiên là hồi quang phản chiếu. Tiền bối, ngươi yên tâm, không chỉ hai cái yêu cầu thứ ba ta cũng nhất định hết sức thay ngươi hoàn thành. Tiêu Phàm nói một cách vô cùng trịnh trọng. Đọc đến ký ức Lô Chiến. Tiêu Phàm đã biết rõ cái yêu cầu thứ ba trước đó Lô Chiến không nói ra, đây cũng là cam đoan Tiêu Phàm đối với Lô Chiến. Hắn sinh cơ hoàn toàn không có, đã chết. Một trưởng lão trong chiến thần điện đột nhiên cả kinh kêu lên, thời điểm bọn hắn chú ý đến trạng thái Lô Chiến. Giờ phút này thể nội Lô Chiến không có chút sinh cơ nào, đã là một người chết. Đã như vậy, cũng không cần chúng ta xuất thủ, thuận tiện giết hắn rồi nói. Mặt khác một trưởng lão nói ra, dù là biết rõ Tiêu Phàm là Tu La Điện điện chủ, hắn cũng không có đem thực lực Tiêu Phàm đặt ở trong lòng. Đơn đả độc đấu bọn hắn có lẽ sợ hãi, nhưng bọn hắn là 5 người, nếu như ngay cả một chiến đế đỉnh phong tiểu tử đều giết không chết, bọn hắn cũng không nên sống trên đời. Giết hắn. 4 người khác cũng đồng thời động, hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Còn người Tiêu Phàm băng lãnh nhìn 5 người đánh tới. Sát ý lạnh lẽo từ trên người hắn nở rộ ra, hung quang chợt hiện. Mắt thấy 5 người kia sắp tới gần, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong miệng lạnh lùng phun ra một câu, kim sinh khinh thiếu trảm thiên thần. Vừa dứt lời, Lô Chiến đã không sinh cơ đột nhiên lại động, một màn này làm 5 người kia bị dọa phát sợ, 5 người trước tiên nghĩ đến chính là chạy trốn. Nhưng mà tốc độ bọn họ rất nhanh, cách Lô Chiến cũng chỉ có 20, 30 trượng. Muốn lập tức ngừng thân hình đã không kịp. Hô một tiếng, Lô Chiến chợt lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ thấy một đạo lóe qua tại hư không lấp lóe một cái. Phốc, một tiếng vang giòn tựa như hư không bị một kiếm vạch phá, 5 trưởng lão chiến thần điện tất cả đều đưa tay che cổ mình, ngay sau đó đầu lăn xuống, hướng về hư không rơi xuống. Cùng lúc đó, 5 đạo huyết sắc cao mấy mét bắn về phía không trung, dị thường tráng lệ, buồn bã. Ttt đám người hít một hơi lãnh khí, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lại là một kiếm vậy mà chém giết ngũ đại chiến thánh cường giả, cái này thực sự là Lô Chiến dầu hết đèn tắt sao? Chiến phong lôi không phải nói hắn không có lực phản kháng sao? Làm sao hiện tại lại có thể giết chết 5 chiến thánh? Tất cả mọi người không khỏi cổ quái nhìn chiến phong lôi, đường đường chiến thần điện điện chủ nói chuyện vậy mà giống như đánh rắm. Thần sắc chiến phong lôi cũng chẳng tốt đẹp gì, vô số ánh mắt xem thường bốn phía làm hắn trong lòng thập phần khó chịu, còn người băng lãnh rơi vào trên người Lô Chiến. Thân thể Lô Chiến nhanh chóng hướng về mặt đất ngã xuống, nơi đó có một đạo thân ảnh đem hắn tiếp lấy, người kia tự nhiên là Tiêu Phàm. Nhất kiếm thương lan phá thiên khung, lưỡng tôn chọc tử hội chi tâm, tiền thế cô danh hóa phàm trần, kim sinh khinh tiếu trảm thiên thần. Có người lấy lại tinh thần. Trong miệng nói lẩm bẩm. 4 câu nói chính là 4 kiếm Lô Chiến, mỗi một kiếm đều phong hoa tuyệt đại, mỗi một kiếm đều kinh tài tuyệt diễm, mỗi một kiếm đều tuyệt thế sắc bén.
mọi người không cách nào tưởng tượng, nếu như Lô Chiến chưa từng thụ thương, thì triển kiếm pháp dạng này lại có ai có thể ngăn cản được. Hừ, Chiến Phong Lôi lạnh rên một tiếng, sát cơ bạo phát, đột nhiên biến mất tại chỗ, hướng về thi thể Lô Chiến đánh tới. Lô Chiến làm hắn mất mặt mũi, hắn cũng phẫn nộ, dù là Lô Chiến chết hắn cũng không dự định buông tha. Cút, Tiêu Phàm gầm thét mang theo Lô Chiến cấp tốc lui lại, Chiến Phong Lôi bộc phát khí thế vô cùng đáng sợ, hắn hiện tại mang theo Lô Chiến, căn bản không phải là đối thủ. Bất quá, Chiến Phong Lôi cũng không có dự định buông tha thi thể Lô Chiến, hơn nữa cũng chuẩn bị thuận tiện giết Tiêu Phàm. Mắt thấy trưởng cương Chiến Phong Lôi tới gần, con người Tiêu Phàm bỗng nhiên rung động một cái, chuẩn bị thi triển Tu La Thần Dực thoát đi. Dù sao đã bại lộ thân phận, hắn đã không cố kỵ gì. Nhưng mà lúc này, trước mắt hắn lóe qua một đạo bạch sắc quang mang, Tiêu Phàm sinh sinh ngừng thi triển Tu La Thần Dực. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, hồn lực cuồng bạo ba động hóa thành một cái vòng sáng cắt hư không, gợn sóng dập dờn, thiên địa đều rất giống bị chia làm hai nửa. Tiêu Phàm bị hồn lực dư ba chấn lục phủ ngũ tạng bốc lên không thôi, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, rơi vào mấy trăm trượng có hơn, kinh ngạc nhìn phía xa. Tại vị trí hắn đột nhiên nhiều có một đạo thân ảnh áo trắng, đó là một nữ tử thân mặc quần dài trắng, từ đầu đến chân đều là màu trắng. Loại trắng này không phải khô trắng, ngược lại lóe ra huỳnh quang yếu ớt, để cho nhìn qua phiêu miểu khó lường, siêu nhiên như tiên. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nhưng Tiêu Phàm có thể đoán được, nữ tử váy trắng cái kia dung nhan tuyệt thế. Tiêu Phàm nhìn qua nữ tử, trong đầu không khỏi nghĩ tới một cái tên, cúi đầu nhìn Lô Chiến trong ngực đã hồn quy thiên ngoại. Tiền bối, nàng cuối cùng vẫn lại nhìn ngươi. Tiêu Phàm dùng thanh âm chỉ có bản thân hắn mới có thể nghe được nói. Ánh mắt đám người cũng đều bị nữ tử váy trắng hấp dẫn, nội tâm bọn hắn cực kỳ không được bình tĩnh. Bởi vì nữ tử váy trắng cùng Chiến Phong Lôi đối kích một trường, nữ tử váy trắng tại chỗ bất động mà Chiến Phong Lôi lại lui lại mấy trăm trường. Chiến Phong Lôi là đại biểu cho chiến lực cao nhất vô song thánh thành A, liền hắn đều bị đẩy lui. Ngươi là ai? Sắc mặt Chiến Phong Lôi không dễ nhìn, nội tâm cũng không thể nào tiếp thu được cái sự thật này. Ngược lại là Tô Cổ Tông nơi xa đột nhiên con ngươi co rụt lại, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kích động, Tô Mạch Huyên cũng giống như thế. Tựa như tảng đá lớn trong lòng buông xuống. Cha, tỷ, các ngươi biết nàng. Tô Mạch Hàn nhìn thấy thần sắc Tô Cổ Tông cùng Tô Mạch Huyên, nhịn không được hỏi. Hai người gật đầu cũng không có nói thêm cái gì. Tô Mạch Hàn nhìn chăm chú nữ tử váy trắng. Hắn luôn cảm giác nữ tử váy trắng có loại cảm giác quen thuộc, chỉ là nhớ không nổi. Cha, ta có phải hay không đã thấy qua nàng? Tô Mạch Hàn nhíu mày nói. Ngươi khi còn bé được nàng ôm qua. Hơn nữa, tên ngươi cũng là nàng đặt. Tô Cổ Tông gật gật đầu, bí mật truyền âm nói. Lão nhân gia, nàng như thế trẻ tuổi xinh đẹp, làm sao lại là lão nhân gia? Tô Mạch Hàn bĩu môi, trong lòng cũng hết sức kinh ngạc. Từ vị trí hắn có thể nhìn thấy dung nhan nữ tử váy trắng, nàng da quang trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, dung quang nàng chiếu rọi phía dưới, gấm vóc sán lạn cũng ảm đạm phai mờ. Nàng nhìn qua vô cùng thánh khiết, không nhiễm bụi bặm khói lửa, dung nhan đều giống như thiếu nữ tuổi 18. Tô Mạch Hàn thực sự nghĩ không ra phụ thân vì sao sẽ tôn xưng nàng là lão nhân gia, chẳng lẽ nàng là một cái lão yêu bà. Đừng nói nhảm, Tô Cổ Tông hung hăng chừng Tô Mạch Hàn một cái, lại cẩn thận giải thích nói, nàng là nhân vật bối phận gia gia ngươi, năm đó gia gia ngươi rời đi, cố ý giao cho ta, để cho ta đợi. Nhất định phải đối đãi giống đối đãi gia gia ngươi, thậm chí còn phải cung kính. Tô Cổ Tông sở dĩ nói cho Tô Mạch Hàn, thật sự là sợ Tô Mạch Hàn họa từ miệng mà ra, đắc tội nữ tử váy trắng. Không thể nào, Tô Mạch Hàn mắt trợn tròn, kinh dị nhìn nữ tử váy trắng nói, như bức như vậy, nàng kêu là gì? Cũng khó trách Tô Mạch Hàn kinh dị như thế, gia gia hắn là chiến thánh cảnh trung kỳ, rời đi mười mấy 20 năm. Đoán chừng hiện tại rất có thể tiến thêm một bước, nữ tử váy trắng làm sao có thể so với gia gia hắn còn lợi hại hơn. Nàng kêu Tô Họa, ta gọi nàng Tô Cô, người phải gọi là Tô Bà Bà. Tô Cổ Tông trầm giọng nói, người về sau miệng đóng chặt một chút cho ta, không được đắc tội người không nên đắc tội, tương lai ta nếu rời đi cũng có thể yên tâm giao Tô gia cho ngươi. Vâng, cha. Thần sắc Tô Mạch Hàn trong nháy mắt vô cùng ngưng trọng.
bất quá lại nhỏ giọng thì thầm, Tô bà bà. Chẳng lẽ cũng là người Tô gia ta? Nàng đúng là người Tô gia ta, hậu viện Tô gia có một chỗ cấm địa ngươi biết không? Nàng ở nơi đó. Tô Mạch Huyên lại bổ sung một câu. Ba người dùng hồn lực giao lưu tốc độ rất nhanh, cũng liền đi qua mấy hơi thời gian mà thôi. Nơi xa, Chiến Phong Lôi nhìn thấy nữ tử váy trắng Tô Họa căn bản không có để ý tới hắn, không khỏi tức giận, nghiêm nghị nói các hạ muốn cùng Chiến Thần Điện là địch sao? Nữ tử váy trắng Tô Họa vẫn như cũ không nói, nàng ánh mắt băng lãnh hờ hững, ngẩng đầu quét Chiến Phong Lôi một cái, Chiến Phong Lôi toàn thân run lên. Hắn từ trong mắt Tô Họa nhìn thấy, chỉ có vô tình cùng coi thường, hắn vẫn lấy thân phận điện chủ thần điện làm kiêu ngạo, đối phương hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Chiến Phong Lôi không dám nhiều lời một chữ, nếu như chọc giận nữ tử này, đoán chừng hắn cũng phải chết, toàn bộ Chiến gia đều sẽ xui xẻo theo. Đám người cũng câm như hến, liền tức giận đều biến trầm thấp, sợ quấy nhiễu vị tuyệt thế cường giả này. Rất nhiều người âm thầm suy đoán thân phận Tô Họa, có thể tại thời khắc nguy cấp chạy đến cứu Tiêu Phàm, đoán chừng cùng Tiêu Phàm có quan hệ. Cũng đúng lúc này, Tô Họa đột nhiên chậm rãi quay người, hướng về Tiêu Phàm đi đến. Tiêu Phàm đứng ở đó, sắc mặt thập phần bình tĩnh, chỉ có hắn biết rõ, Tô Họa không phải vì hắn mà đến, mà là vì Lô Chiến. Tô Họa đi từng bước một lấy, đi rất chậm, sau nửa ngày mới đi tới bên người Tiêu Phàm. Người tới muộn, Tiêu Phàm đạm mạc nói ra một câu, đối với Tô Họa xác thực không có quá nhiều cảm nhận. Đọc ký ức Lô Chiến, Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ nữ tử váy trắng Tô Họa, cũng biết rõ địa vị Tô Họa trong lòng Lô Chiến. Bên trong ký ức Lô Chiến đại bộ phận đều là liên quan tới nữ tử này. 50 năm trước, đó là thời gian Lô Chiến hạnh phúc nhất, mỗi ngày đều có thể cùng nữ tử yêu mến nhất ở cùng một chỗ, sông sáo giang hồ, dạo chơi tứ hải. Nữ tử kia chính là Tô Họa trước mắt, hai người từ quen biết đến tương thân tương ái, thời gian mấy năm hai người tự do tự tại, vô cầu vô thúc, cuối cùng hai người chuẩn bị ngưng tụ kết tinh tình yêu. Lô Chiến vì nữ nhân hắn yêu mến nhất cũng chuẩn bị rời bỏ Huyết Lâu, thoái ẩn giang hồ. Nhưng mà, ngay khi Lô Chiến đưa ra quyết định ngày đó trong đêm, nguyên bản gia đình hạnh phúc trong vòng một đêm phá thành mảnh nhỏ. Tất cả nguyên nhân gây ra là bởi vì Tô Họa đột nhiên thức tỉnh một loại huyết mạch chi lực. Bên trong quá trình huyết mạch chi lực thức tỉnh, nàng trực tiếp đem sinh cơ bên trong cơ thể Lô Chiến thôn phệ hầu như không còn, nếu như không phải Tô Họa cuối cùng kịp thời tỉnh táo lại. Lô Chiến cũng sớm đã chết. Đêm hôm ấy, Lô Chiến mặc dù không chết nhưng dung mạo rốt cuộc không còn trẻ nữa, biến thành một lão đầu thân hình còng xuống. Phải biết, Chiến Thánh Cảnh nắm giữ mấy trăm năm tuổi thọ, Lô Chiến bây giờ cũng mới không đến 100 tuổi, chính là thời điểm huyết khí dồi dào, hắn lại làm sao có thể biến thành một lão đầu đây. Đồng dạng, đêm hôm ấy, Tô Họa cũng đầu bạc, hấp thu Lô Chiến huyết khí. Huyết mạch chi lực của nàng cũng bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, nàng không mặt mũi nào gặp lại Lô Chiến, dứt khoát rời đi. Lô Chiến tìm kiếm hơn 20 năm, thẳng đến mười mấy năm trước, Lô Chiến thấy được nàng trở về, chỉ là hắn đi gặp nàng lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Từ đó về sau, chỗ vách núi cô đơn liền trở thành nhà Lô Chiến, mỗi lần nhìn qua viện tử Tô Họa hắn liền phát ra ý cười từ nội tâm, có thời điểm hắn sẽ nói một mình, muốn đem bản thân vui sướng chia sẻ cho nàng. Dù là trở thành Huyết Lâu đại trưởng lão, mười mấy 20 năm thời gian, Lô Chiến cũng một mực thủ hộ ở nơi này, hắn nghĩ tương lai nàng nhất định sẽ tới gặp hắn. Mặc dù mỗi lần hắn ở trên vách núi đều là không thu hoạch được gì, nhưng vẫn làm không biết mệt, vô luận gió táp mưa sa, hắn mỗi ngày đều sẽ ở nơi đó ngẩn người một hai canh giờ. Ai nói sát thủ vô tình, Lô Chiến chính là một sát thủ hữu tình, trong đầu Tiêu Phàm lóe qua những hình ảnh này. Hốc mắt cũng không nhìn được ướt át, hắn mặc dù rất không muốn đem Lô Chiến giao cho Tô Họa, nhưng hắn biết rõ, đây là tâm nguyện Lô Chiến, cũng chính là yêu cầu thứ ba Lô Chiến trước đó nói với hắn. Sống sót nàng không muốn gặp hắn, vậy đành đến lúc chết để nàng nhìn vậy, đây là ý nghĩ Lô Chiến, thời điểm sống sót trong đầu hắn một mực lóe ra một đạo thân ảnh, có nữ như họa, tên Tô Họa. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cuối cùng vẫn đem thi thể Lô Chiến giao cho Tô Họa. Lúc đem thi thể Lô Chiến đưa tới, Tiêu Phàm nâng lên đầu, dò xét Tô Họa một cái, hắn rất hiếu kỳ người có thể làm cho Lô Chiến bỏ ra như thế, bản thân đến cùng dáng dấp ra sao. Lạnh, đây là ấn tượng đầu tiên của Tiêu Phàm về Tô Họa,
tấm tuyệt mỹ dung nhan kia lạnh tới cực điểm, không mang theo bất luận sắc thái gì. Hô, đột nhiên, Tô Họa đưa tay vung lên, thi thể Lô Chiến chậm rãi hiện lên, hướng về nàng trôi nổi đi, nàng đem Lô Chiến ôm vào trong ngực. Sau đó nhẹ nhẹ vuốt ve khuôn mặt khô gầy của Lô Chiến, một sát na này, Tiêu Phàm từ cặp con ngươi vô tình Tô Họa nhìn thấy có một hơi nước bốc hơi. Mặc dù vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, nhưng Tiêu Phàm chân thực bắt được, Tô Họa xác thực rơi lệ, nàng có vẻ như không tuyệt tình như trong tưởng tượng như vậy. Chỉ là sau nhiều năm thời gian, Lô Chiến ngày đêm thủ hộ bên người nàng, nàng tại sao lại không gặp Lô Chiến đây? Tiêu Phàm có thể không tin Tô Họa không biết Lô Chiến đang chờ đợi cùng thủ hộ nàng, dù sao thực lực nàng cũng cực kỳ bất phàm, có thể đẩy lui Chiến Phong Lôi chính là chứng minh tốt nhất. Đáp án này, Tiêu Phàm nhất định là không biết, dù là hắn đọc ký ức Lô Chiến. Bởi vì đáp án này, cũng là truy cầu suốt đời Lô Chiến. Hô một trận thanh phong thổi qua, Tiêu Phàm nâng con ngươi nhìn lại, Tô Họa đột nhiên tại chỗ biến mất, không thấy tăm hơi. Người đã không gặp, còn có thi thể Lô Chiến. Trong lòng Tiêu Phàm giận mắng không thôi, vốn cho là lần này có thể chạy thoát, nào sẽ nghĩ đến Tô Họa vậy mà chào hỏi không đánh liền rời đi. Bàn tử cùng Lăng Phong mấy người sắc mặt không phải rất dễ nhìn, thân hình tiểu ma nữ lóe lên, vội vàng xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, cùng hắn cùng một chỗ đối mặt Chiến Phong Lôi, bây giờ còn có ai có thể giữ được ngươi. Chiến Phong Lôi lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, ngực hắn kìm nén một ngụm lửa giận, Chiến Cuồng Tôn cùng hắn mang đến năm trưởng lão, tất cả đều bỏ mình, đối với Chiến Thần Điện mà nói là tổn thất to lớn. Mà hết thảy nguyên nhân gây ra chính là bởi vì Tiêu Phàm. Dù là Chiến Phong Lôi bình thường rất dễ nói, lần này cũng không có ý định buông tha Tiêu Phàm. Đương nhiên, Chiến Phong Lôi cũng nhận được lệnh bí mật Chiến Thần Điện, phàm là gặp được Tu La Điện Chủ, có thể bắt sống thì thôi, không thể bắt sống liền nhất định phải lên báo bản bộ. Ngay từ đầu Chiến Phong Lôi tới đây chỉ là muốn giải quyết cuộc phân tranh này mà thôi, song khi Tiêu Phàm đột phá Chiến Đế Đỉnh Phong, vô tận chi hỏa hiển lộ đi ra, Chiến Phong Lôi trong mắt lại mừng như điên. Chiến đế cảnh đỉnh phong Tu La Điện Chủ, nếu như Chiến Phong Lôi bắt sống hắn, há không phải một cái công lớn. Dù Tiêu Phàm là chiến thánh sơ kỳ, Chiến Phong Lôi cũng tuyệt đối không dám cùng Tiêu Phàm giao thủ, bởi vì hắn biết rõ Tu La Điện Điện Chủ đáng sợ, đây chính là nhân vật có thể cùng Chiến Thần Điện Điện Chủ bình khởi bình tọa. Thế nhưng Tiêu Phàm hiện tại vừa mới đột phá chiến đế, đoán chừng liền thiên địa chi lực đều không đụng chạm đến, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Lão đại, các ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói ra, hai con ngươi băng lãnh tới cực điểm. Khi hắn quay đầu nhìn về phía tiểu ma nữ, ánh mắt băng lạnh khôi phục vẻ nhu hòa, nói ra tiểu ma nữ. Ta sẽ không đi, hắn muốn ngươi chết, ta liền muốn hắn chết. Tiểu ma nữ cực kỳ bá khí nói, con ngươi thập phần kiên quyết, dám giết nam nhân ta liền muốn mạng ngươi. Bỗng nhiên. Tiểu ma nữ tuần sinh đột nhiên toát ra vô số bạch sắc sợi đằng, như là lợi kiếm đầy trời, lộ ra một cỗ chi khí vô địch sắc bén. Tốt, chúng ta cùng một chỗ làm thịt hắn. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù hắn biết rõ, hai người liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ Chiến Phong Lôi, nhưng vẫn không có bất kỳ e ngại gì. Đám người nghe vậy trong lòng run lên, gia hỏa này thật đúng là không biết sống chết, vậy mà càn rỡ như thế. Làm thịt Chiến Thần Điện phân điện điện chủ, nếu như từ trong miệng một lão quái vật nói ra, bọn hắn có lẽ còn sẽ tin tưởng, dù sao Chiến Thần Điện phân điện điện chủ cũng chỉ là chiến thánh trung kỳ. Có chút quái vật hàng năm bế quan, đột phá đến chiến thánh cảnh trung kỳ, thậm chí chiến thánh cảnh hậu kỳ, Chiến Thần Điện cũng có khả năng không biết, tự nhiên sẽ không bị đưa vào thần kiếp chi địa. Chỉ là người như vậy quá ít, không biết bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một tên. Hơn nữa cho dù có cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đối địch với Chiến Thần Điện. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ cũng chỉ là chiến đế đỉnh phong, coi như liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của Chiến Thánh Trung Kỳ, bởi vì Chiến Thánh Trung Kỳ lĩnh ngộ không chỉ là thiên địa chi lực. Ngươi cuồng vọng chỉ có thể chứng minh ngươi vô tri, Tu La Điện Điện chủ thật cho là ngươi có thể nghịch thiên sao. Chiến Phong Lôi cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Hắn đã sớm nghe nói qua Tiêu Phàm, cho hắn hình ảnh chính là coi trời bằng vung, bá đạo vô cùng, nhưng mà hắn cũng không thể không thừa nhận Tiêu Phàm quả thật có tiền vốn dạng này, khinh thường quần hùng, dù sao những kẻ kia chỉ là tu sĩ chiến đế cảnh mà thôi.
Nhưng mà hiện tại, Tiêu Phàm đối mặt là Chiến Phong Lôi hắn, Vô Song Thánh Thành, thậm chí toàn bộ Nam vực đệ nhất nhân, Tiêu Phàm khinh cuồng như thế lại dựa vào cái gì? Khởi bẩm điện chủ, người này ngang ngược càn rỡ, chúng ta giết hắn là được, không cần bẩn tay ngài. Trong đó một trưởng lão mở miệng nói. Chuẩn. Chiến Phong Lôi gật gật đầu. Trưởng lão dù sao cũng là chiến thánh cảnh sơ kỳ, cho dù giết không chết Tiêu Phàm cũng có thể thăm dò ranh giới cuối cùng cũng tốt, nhìn xem Tu La Điện Chủ trong truyền thuyết phải chăng khủng bố như vậy. Trưởng lão được Chiến Phong Lôi cho phép, khóe miệng dương lên, tựa như đã thấy một màn giết chết Tiêu Phàm. Hắn chỗ nào biết Tiêu Phàm mấy ngày trước liền giết chết chiến thánh cảnh sơ kỳ Công Tôn Ngạn, khi đó vẫn chỉ là chiến đế hậu kỳ, hiện tại đột phá đến chiến đế đỉnh phong, há lại sẽ e ngại hắn. Trưởng lão tốc độ rất nhanh, mấy tức liền đi tới trước người Tiêu Phàm, quanh thân lôi điện chi lực xen lẫn, thanh thế to lớn, lôi điện đầy trời hướng về Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ đánh tới. Số lưu manh, ta tới diệt hắn. Tiểu ma nữ hào khí mây tuyến đường chính, trên mặt hiện ra ý cười tà tà, Tiêu Phàm sững sờ, sau đó cũng cười lên. Hiện tại tiểu ma nữ mới là chân chính ma nữ trước kia, nàng đã trở về, nàng lộ ra nụ cười này, có ít người đoán chừng phải xui xẻo. Cũng đúng lúc này, sau lưng tiểu ma nữ vô số sợi đằng đột nhiên quỷ dị biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã bên cạnh trưởng lão kia. Lôi vực, trưởng lão kêu to, trong lòng dâng lên một cỗ bất an, phạm vi xung quanh mấy trăm trượng, tất cả đều bị lôi điện chi lực bao phủ, kín không kẽ hở. Đây chính là thiên địa lôi đình, uy lực vô tận, xa xa không phải hồn lực mô phỏng lôi điện có thể so sánh. Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, bất hủ kết giới đem lôi điện toàn bộ ngăn cản ở ngoài, căn bản tới gần không được hắn. Phong, lúc này, một tiếng khẽ kêu từ đằng xa vang lên, chẳng biết lúc nào, tiểu ma nữ đã xuất hiện ở bên cạnh trưởng lão, một đạo bạch sắc thủ ấn đánh vào thể nội hắn. Trong phút chốc, lôi điện chi lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, vô số hư không sợi đằng hóa thành lợi kiếm cắm vào thể nội trưởng lão, máu tươi bay vụt. Trưởng lão cúi đầu nhìn ngực bản thân, trong con mắt đều là vẻ sợ hãi và không cam lòng, bản thân là chiến thánh cảnh, lại bị một chiến đế cảnh giết. Cũng liền hai cái hô hấp thời gian, trưởng lão liền không còn sống, thi thể hướng về mặt đất rơi xuống. Thật mạnh, đây chính là uy lực thần phẩm song sinh chiến hồn sao? Đám người con người run lên bần bật, tất cả đều bị thực lực tiểu ma nữ làm cho chấn kinh. Miểu sát chiến thánh sơ kỳ, việc này vô cùng biến thái rồi. Số lưu manh, thực lực ta coi như không tồi đi. Tiểu ma nữ trở lại bên người Tiêu Phàm, mặt như hoa cười nói, trong mắt đều là nhu tình cùng yêu thương. Không tồi. Tiêu Phàm đần độn gật đầu, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Miểu sát chiến thánh sơ kỳ. Thực lực này đâu chỉ không tồi, đã thập phần biến thái rồi, dù là hắn cũng không gì hơn cái này. Thậm chí, hắn vừa rồi đều không thấy rõ ràng tiểu ma nữ là như thế nào biến mất, tốc độ kia nhất định chính là thuấn di. Từ nay về sau, ta tới bảo hộ ngươi, tiểu ma nữ cười nói, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Chiến Phong Lôi cùng ba trưởng lão trên không trung nói, dám giết nam nhân ta, liền phải chết. Dám giết nam nhân ta, liền phải chết. Tiểu ma nữ thanh âm không lớn, lại giống như một đạo như kinh lôi quanh quẩn bên tai mọi người, tất cả đều bị tiểu ma nữ bá khí làm cho chấn kinh. Tiêu Phàm cũng là một mặt mộng bức nhìn tiểu ma nữ, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cười hỏi tiểu ma nữ, ngươi nói cái gì? Không có gì, ta mới vừa nói gì sao? Tiểu ma nữ cũng giống như ý thức được bản thân quá bá đạo, vậy mà ngay trước mặt nhiều người như vậy, kêu to nam nhân mình. Đây quả thực là thể hiện tình yêu ngay trước mấy vạn người, còn có biết xấu hổ hay không? Nghĩ vậy, sắc mặt tiểu ma nữ đỏ như táo, hung hăng khoét Tiêu Phàm một cái. Ha ha, câu nói này ta nghe được nhất thanh nhị sở. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, cười thập phần thoải mái, từ lần trước tiểu ma nữ rời đi về sau, hắn chưa bao giờ thoải mái cười như thế. Diệp Thi Vũ lúc nào bá đạo như thế? Nơi xa? Tô Mạch Hàn kinh ngạc nhìn tiểu ma nữ, quay đầu nhìn về phía Tô Mạch Huyên, lại phát hiện Tô Mạch Huyên cắn môi, tựa như mất đi đồ vật thập phần trọng yếu. Bọn hắn đúng là trời sinh một đôi. Tô Mạch Huyên đột nhiên hít sâu một cái nói. Tỷ! Tô Mạch Hàn lo lắng nhìn Tô Mạch Huyên, truyền âm nói. Yên tâm, ta không sao,
ta ngay cả dũng khí chủ động theo đuổi hắn đều không có, chớ nói chi là cùng hắn chết, ta so sánh với Diệp Thi Vũ kém quá xa. Tiêu Phàm thích nàng rất bình thường, hy vọng bọn hắn có thể sống rời khỏi nơi này. Tô Mạch Huyên lắc đầu, tựa như trong nháy mắt minh bạch rất nhiều. Bất luận kẻ nào, chỉ có một chữ tình, khó mà suy nghĩ thấu, dù là Tô Mạch Huyên danh xưng trí tuệ thiên chi kiều nữ cũng thiếu chút lâm vào trong đó. Nếu như không phải tiểu ma nữ xuất hiện, có lẽ nàng sẽ càng lún càng sâu, về phần hiện tại, nàng chỉ có thể âm thầm thay cầu nguyện Tiêu Phàm bọn hắn. Tô Mạch Hàn gật đầu, Tô Mạch Huyên có thể nhìn thấu đó là không thể tốt hơn, hắn đã từng cũng lâm vào bên trong tình kiếp với Lăng Băng Điệp, biết rõ ràng cảm giác này là cái gì, trừ bản thân, không có người nào có thể giúp nàng đi ra. Nếu như nói hiện tại giàu gì nhất là ai, vậy liền trừ Diệp Thệ Thủy ra không còn có thể là ai khác. Một phe là an nguy nữ nhi Diệp Thi Vũ của mình, một phe là sinh tử tất cả mọi người Diệp gia, hắn không biết lựa chọn như thế nào. Nếu như hiện tại xuất thủ, hắn tuyệt đối có thể trợ giúp Diệp Thi Vũ cùng Tiêu Phàm rời đi, nhưng muốn bồi vào khả năng chính là toàn bộ Diệp gia. Không xuất thủ, hiện tại chiến phong lôi đã lửa giận xen lẫn, đoán chừng là vô luận như thế nào đều không buông tha Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ bọn hắn. Phía trên không trung. Còn người chiến phong lôi băng lãnh tới cực điểm, chiến thần điện uy nghiêm lần lượt đụng phải khiêu chiến, hắn làm sao có thể chịu đựng được. Ba người các ngươi đi giết bọn hắn. Chiến phong lôi đột nhiên chỉ bọn Lăng Phong cùng Bàn Tử lạnh giọng nói, sau đó từng bước một hướng về Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ. Cần tuân pháp chỉ điện chủ, ba trưởng lão chiến thần điện nghe vậy, trên mặt hơi hơi vui vẻ. Bọn hắn vừa nãy khẩn trương tới cực điểm, trong lòng một trận may mắn. May mắn trước đó xin đi giết giặc không phải mình, bằng không chết chính là bọn hắn. Hiện tại chiến phong lôi để bọn hắn đi đối phó Lăng Phong, bọn hắn tự nhiên không có mảy may sợ hãi, dù sao không có khả năng mỗi người cũng biến thái như Tiêu Phàm và tiểu ma nữ. Nghĩ vậy, ba người không chút do dự thẳng hướng Bàn Tử cùng Lăng Phong, tựa như sợ chiến phong lôi đổi ý. Tiêu Phàm, chỉ cần ngươi hiện tại quỳ xuống thúc thủ chịu trói, bản tôn không giết ngươi. Cũng đề cử ngươi tiến vào bản bộ chiến thần điện tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Chiến phong lôi từ trên cao đi xuống, quan sát Tiêu Phàm nói, liền tựa như một tôn thần minh ban thưởng một con kiến hôi. Gia nhập chiến thần điện, để cho ta quỳ xuống. Bản điện chủ thân làm điện chủ Tu La Điện, cùng điện chủ chiến thần điện bình khởi bình tọa, ngươi một tên điện chủ phân điện nho nhỏ tính là gì, dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Tiêu Phàm ngạo nghễ nói, dù là bây giờ Tu La Điện sớm đã không còn tồn tại, nhưng tên Tu La Điện điện chủ lại cho phép người khác vũ nhục sao? Lịch đại 18 đời điện chủ Tu La Điện đều là ngông nghênh cương trực, chưa bao giờ hướng người khác khom lưng, Tiêu Phàm hắn mặc dù xa xa không có đạt tới độ cao như Tu La Điện chủ, nhưng hắn cũng không thể hạ thấp uy phong Tu La Điện chủ. Hơn nữa, Tu La Điện chủ ngàn năm đời trước nhắc nhở, Tiêu Phàm không cho rằng là giả. Một khi gia nhập chiến thần điện, khả năng liền không phải chiến thần điện bạc đãi hắn đơn giản như vậy, đoán chừng nghênh đón hắn chính là đủ loại tra tấn vô tình. Liền năm đó Tu La Điện chủ cường đại như thế đều chết, Tiêu Phàm hắn không cho rằng có thể từ bản bộ chiến thần điện chạy thoát. Chiến phong lôi hiện tại chỉ bất quá là cố ý ngăn chặn bản thân mà thôi, đương nhiên, Tiêu Phàm càng tin tưởng, chiến phong lôi là vì bắt sống hắn. Ngươi cho rằng ngươi chính là điện chủ Tu La Điện ngàn năm trước đó sao? Hiện tại ngươi, cho dù ta đều có thể tùy ý bóp chết, gia nhập vào chiến thần điện là đường sống duy nhất, ngươi cần gì phải tự tìm đường chết đây? Thanh âm chiến phong lôi đạm mạc, dưới chân lại không có mảy may dừng lại. Gia nhập chiến thần điện mới là tử lộ đi, huống chi ngươi liền tự tin ăn chắc ta như vậy. Tiểu gia dù sao cũng là điện chủ Tu La Điện. Gia nhập chiến thần điện cũng không phải là không có khả năng, chỉ cần người phía dưới chiến thánh sơ kỳ chiến thần điện có thể thắng ta, tiểu gia đáp ứng ngươi thì như thế nào? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Mặt ngoài nhìn rất bình tĩnh nhưng trong lòng Tiêu Phàm lại bồn chồn, nếu như chiến phong lôi khăng khăng muốn giết bọn hắn, lấy thực lực chiến thánh cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm liên thủ với tiểu ma nữ đều không nhất định là đối thủ. Nghe vậy, sắc mặt chiến phong lôi tái nhợt vô cùng. Vừa mới hắn kiến thức đến thủ đoạn tiểu ma nữ, nàng đều có thể miểu sát chiến thánh sơ kỳ, Tiêu Phàm đường đường Tu La Điện chủ, đồng dạng tu vi còn đối phó không được chiến thánh sơ kỳ sao? Xem ra ngươi là khăng khăng muốn lựa chọn cái chết,
bản tôn liền thành toàn ngươi. Chiến Phong Lôi ngữ khí càng ngày càng lạnh. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Tiêu Phàm ngữ khí âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Trong bàn tay, Tu La kiếm xuất hiện trong tay, kiếm khí đáng sợ từ trên người hắn nở rộ mà ra, một biển máu từ dưới chân hắn bắt đầu tràn ngập, sát phạt chi khí đáng sợ tràn ngập cả vùng không gian. Trong tay tiểu ma nữ cũng cầm một chuôi bảo kiếm, thần sắc đạm mạc, chuẩn bị chém giết. Chính như nàng trước đó nói, hiện tại nàng đã có đầy đủ thực lực bảo hộ Tiêu Phàm, hơn nữa, phàm là kẻ dám giết nam nhân nàng, đều phải chết. Dù đối phương là chiến thần điện phân điện điện chủ, nàng cũng không sợ. Giờ phút này, Sở gia, Hoàng phủ gia tộc cùng Lục đại gia tộc đã trở thành quần chúng, gia chủ bọn hắn cùng lão tổ đã chết, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Các ngươi Lục đại gia tộc nghe lệnh, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Chiến Phong Lôi quát chói tai một tiếng, dưới chân vừa nhảy, một trường hướng về Tiêu Phàm bổ xuống. Huyết sát, Tiêu Phàm băng lãnh thốt ra một đạo thanh âm, nói nhiều đều là nói nhảm, đưa tay chém ra một kiếm, bốn phía huyết khí cuồn cuộn gào thét mà tới, một tấm lụa yêu dị tới cực điểm phóng lên tận trời, nửa mảnh thiên khung đều nhuộm thành huyết sắc. Lôi thần chi nộ, thanh âm Chiến Phong Lôi bá đạo vang lên, một cái kim sắc trường cương cùng một kiếm huyết sát đâm vào nhau, kiếm khí gào hét giận dữ, trường cương bành trướng. Oanh long long, hư không rung động, chỉ thấy kiếm mang Tiêu Phàm vỡ nát, trường cương Chiến Phong Lôi vẫn như cũ oanh xuống. Dù là bây giờ huyết sát chi uy đã đạt tới uy lực chiến kỹ cửu phẩm, nhưng vẫn không phải đối thủ của Chiến Phong Lôi, có thể thấy chiến thánh cảnh trung kỳ khủng bố như thế nào. Một kiếm này đủ để trọng thương chiến thánh cảnh sơ kỳ lĩnh ngộ thiên địa chi lực, nhưng trước mặt thiên địa chi thế lại tính được gì đây? Chiến Phong Lôi một mặt ngạo nghễ, hắn tùy ý một trưởng liền có thể giết chết chiến thánh sơ kỳ, Tiêu Phàm có thể so sánh như thế nào? Thiên địa chi thế sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, Chiến Phong Lôi nói không sai, thiên địa chi thế xác thực cường đại, không phải thiên địa chi lực có thể so sánh, liền tựa như hồn lực công kích, cũng không thể cùng kiếm thế, đao thế so sánh. Điểm này Tiêu Phàm đã sớm từ bên trong Tu La truyền thừa biết rõ, chiến thánh cảnh sơ kỳ lĩnh ngộ thiên địa chi lực, chiến thánh cảnh trung kỳ lĩnh ngộ thiên địa chi thế, mà chiến thánh hậu kỳ lại là lĩnh ngộ thiên địa chi uy. Cùng những cảnh giới trước chiến thánh dị khúc đồng công, tựa như chiến vương lĩnh ngộ thế, chiến hoàng lĩnh ngộ ý, mà chiến đế lĩnh ngộ ý chí. Chỉ bất quá, chiến thánh cảnh lĩnh ngộ là thiên địa lúc đầu tồn tại, nhân lực tự nhiên cùng thiên địa không cách nào chống lại. Một điểm nữa, đột phá chiến thánh trung kỳ làm thiên địa chi thế dung nhập lĩnh vực, uy năng tăng gấp bội, uy lực phát triển không đâu địch nổi. Mắt thấy trường cương sắp tới gần, Tiêu Phàm lại liên tục chém ra mấy kiếm, mỗi một kiếm bên trong đều ẩn chứa tứ trọng tu la ý chí cùng bất hủ ý chí. Đạo kim sắc trường cương rốt cục nổ tung, nhưng Tiêu Phàm cũng sâu sắc cảm nhận được chiến thánh cảnh trung kỳ cường đại, so với hắn nghĩ còn muốn đáng sợ hơn. Toái hư, đang lúc Tiêu Phàm suy nghĩ, tiểu ma nữ hào không lạc hậu, rất có một phen phu sướng phụ tùy, hư không thần đằng sợi đằng đầy trời phóng tới Chiến Phong Lôi. Hư không thần đằng rất quỷ dị, có thể xuyên thủng hư không, tại hư vô bên trong tiến lên, lần nữa toát ra đã bên người mục tiêu, người bình thường căn bản không phòng được. Phong, cùng lúc đó, tiểu ma nữ lần thứ hai một tiếng quát nhẹ, ánh sáng màu trắng toát ra, từ hậu phương đánh vào phía sau lưng Chiến Phong Lôi. Oanh một tiếng, Chiến Phong Lôi trực tiếp nổ tung, hóa thành một vệt ánh sáng biến mất. Cẩn thận, Tiêu Phàm kêu to, hắn nhìn thấy một đạo hắc ảnh, từ phía sau tiểu ma nữ bốc lên, đó mới là bản thể Chiến Phong Lôi, vừa nãy chẳng qua là tàn ảnh Chiến Phong Lôi mà thôi. Hắn lúc này mới phát hiện, bản thân còn xem nhẹ một vấn đề, chiến thánh cảnh tốc độ không phải khủng bố bình thường, thực lực tiểu ma nữ mặc dù không yếu nhưng tốc độ lại rơi xuống hạ phong. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự thi triển Tu La thần dực, một đôi huyết sắc cốt xí to lớn từ hai bên bốc ra, hóa thành một đạo thiểm điện nhào về phía Chiến Phong Lôi. Chiến Phong Lôi trưởng cương như đao, lóe ra lôi điện chi lực, cùng Tu La kiếm đâm vào cùng một chỗ, Tiêu Phàm mượn lực ôm tiểu ma nữ cấp tốc lui lại. Thật đúng là xem thường ngươi, thậm chí ngay cả Tu La thần dực đều tu luyện ra rồi. Chiến Phong Lôi mị mị hai mắt, vừa nãy Tiêu Phàm bộc phát tốc độ liền hắn đều có chút phát run. Tiêu Phàm ôm tiểu ma nữ rời khỏi mấy trăm trượng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi,
lạnh như băng nhìn Chiến Phong Lôi. Đây chính là thứ ngươi ỷ vào đi, lấy tốc độ ngươi, trong thời gian ngắn ta chưa hẳn giết chết được ngươi. Chiến Phong Lôi tiếp tục nói, con ngươi đột nhiên nhìn về phía Bàn Tử cùng Lăng Phong bọn hắn, vậy trước tiên cầm bọn hắn khai đao. Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hét lớn, lão đại, lão nhị, tiểu ngũ, các ngươi chạy mau. Nhận thức chiến thánh trung kỳ cường đại, Tiêu Phàm không tin Bàn Tử bọn hắn có thể là đối thủ Chiến Phong Lôi, cho dù là hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Bàn Tử mặc dù nắm giữ chiến tộc truyền thừa, vượt giai chiến đấu có thể chiến thánh sơ kỳ bình thường không phải đối thủ của hắn, nhưng không thể vượt qua một cái đại cảnh giới, hai cái tiểu cảnh giới để chiến đấu. Lăng Phong, Quan Tiểu Thất, Sở Khinh Cuồng cùng Tử Tinh Lôi Thú đoán chừng càng thêm không được, coi như Chiến Cuồng Tôn tốc độ đoán chừng cũng có thể miểu sát bọn hắn. Ngoài ra còn có một chút, chính là công kích linh hồn, nếu như Chiến Phong Lôi thi triển công kích linh hồn, Bàn Tử bọn hắn chưa chắc có thể chịu nổi. Đương nhiên, cùng Chiến Phong Lôi chiến đấu lâu như vậy, hắn vẫn như cũ không có thực chiến công kích linh hồn, có lẽ Chiến Phong Lôi không am hiểu công kích linh hồn. Bằng không mà nói, Chiến Phong Lôi sớm liền đem bọn hắn đánh ngã, nơi nào còn có tự mình động thủ. Chạy, chạy sao? Chiến Phong Lôi lạnh lùng cười một tiếng, tốc độ xuất thủ cao nhất, dù là Tiêu Phàm đều có chút cùng không chịu nổi, dù sao giết một người cùng bảo hộ một người là không giống, liền tựa như ngang nhau cảnh giới công kích và phòng ngự. Chiến Phong Lôi châm đối người thứ nhất là Bàn Tử, hung hăng một quyền nện bên trên lồng ngực Bàn Tử, thanh âm xương vỡ vụn vang lên. Bàn Tử trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, xen lẫn mảnh vụn lục phủ ngũ tạng. Bàn Tử thân thể bay ngược ra, hung hăng đập phía trên mặt đất lít nha lít nhít đường vân hướng về bốn phía tràn ngập đi. Hư không đất đá bay vụt, bụi bặm đầy trời, lúc này về sau, mọi người mới thấy rõ ràng tất cả nơi đó, chỉ thấy trên đường cái xuất hiện một cái hố sâu to lớn, trong phế tích là một đạo thân ảnh đẫm máu, không biết sống hay chết. Một quyền. Vẻn vẹn một quyền, Bàn Tử liền bị Chiến Phong Lôi đánh phế, đây là ai cũng không ngờ tới, thực lực chiến thánh trung kỳ vậy mà đáng sợ như vậy. Ta muốn giết ngươi. Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng, sát khí đáng sợ hiện lên, toàn thân thiêu đốt lên vô tận chi hỏa, khí diễm trong nháy mắt tăng vọt. Tức giận, yên tâm, hắn tạm thời còn chết không được, bất quá, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Chiến Phong Lôi khẽ cười nói, phế Bàn Tử. Hắn tựa như làm một việc không có ý nghĩa. Sau đó, hắn ánh mắt quét về phía Lăng Phong, một quyền giết đến. Lăng Phong không tránh không lùi, liệt ngục yêu phượng điên cuồng gầm thét, hắc sắc hỏa diễm đốt cháy toàn bộ thiên không. Oanh long long hắc sắc hỏa diễm đầy trời che kín hư không, chỗ nào hồn lực đã qua cuồng bạo tới cực điểm, đám người con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó, muốn trước tiên biết rõ kết quả. Mấy tức về sau, Chiến Phong Lôi quanh thân đan sen lôi điện chi lực từ hắc sắc biển lửa đi ra, không cần nghĩ cũng biết rõ kết cục Lăng Phong. Phong Nhi, Lăng Thừa Đạo hai chân như nhũn ra, kém chút tê liệt trên mặt đất, hắn thật vất vả cùng Lăng Phong tiêu tan, nhưng mà hiện tại, Lăng Phong lại chết ở dưới mắt hắn, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận. Lăng Phong nếu quả thật chết, Lăng gia khả năng liền triệt để phế, chỉ ít mấy chục năm không đứng dậy nổi. Lão Đại! Tiêu Phàm con người càng ngày càng đỏ, sát ý càng ngày càng thịnh, nhưng mà Tu La Thần Dực thi triển đến cực hạn, một kiếm giết ra. Kẻ thứ hai, Chiến Phong Lôi nhàn nhạt phun ra một câu, thân hình giống như lôi điện lóe ra, tốc độ Tiêu Phàm rất nhanh, nhưng cùng hắn không sai biệt lắm, muốn giết hắn, cơ hồ không có khả năng. Tránh thoát một kích Tiêu Phàm, Chiến Phong Lôi lại không có đình chỉ, khí thế của hắn trong nháy mắt tập trung vào Quan Tiểu Thất, khóe miệng hơi hơi dương lên. Bị Chiến Phong Lôi quét mắt một vòng, Quan Tiểu Thất cảm giác lưng phát lạnh, không chút do dự liên tục bắn ra mấy tiễn, tiễn rất nhanh, nhanh đến vượt qua phần lớn mắt thường người ở đây. Nhưng mà, tốc độ kia trước mặt Chiến Phong Lôi lại không gì hơn cái này, chí ít, hắn có thể tùy tiện tránh thoát. Chiến Phong Lôi tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, hai cái hô hấp thời gian, liền xuất hiện ở phụ cận Quan Tiểu Thất. Không được. Nơi xa truyền đến tiếng Tiêu Phàm gào thét, hắn cuồng loạn chu lên, quanh thân huyết hải phẫn nộ gầm thét, như là nước lao nhanh. Kẻ thứ ba, Chiến Phong Lôi căn bản không có thủ hạ lưu tình, một quyền đánh phía ngực Quan Tiểu Thất. Tam ca, đi mau, Quan Tiểu Thất ngửa mặt lên trời gào thét, tại thời khắc cuối cùng,
hắn vẫn như cũ quan tâm an nguy Tiêu Phàm. Hắn thanh âm két két mà tới, theo chiến phong lôi một quyền đánh vào lồng ngực, hắn thân thể trong nháy mắt bất lực, hướng về mặt đất rơi xuống. Tiêu Phàm, người rốt cục biết rõ giết chết thân nhân người khác thống khổ sao? Chiến phong lôi tùy tiện cười lớn, cười có chút dữ tợn, người yên tâm, trước khi người chết, ta sẽ không giết bọn hắn, ta muốn để bọn hắn biết rõ kết cục đối địch với chiến thần điện. Chiến phong lôi tựa như rất ưa thích khoái cảm hành hạ người, xem như vô song thánh thành chiến thần điện điện chủ, hắn uy nghiêm cho tới bây giờ không có nhận khiêu khích. Bởi vậy, gia tộc khác đều không ngừng sợ hắn, cũng rất kính sợ hắn, dù là Lô Chiến đều tương đối thưởng thức hắn, để Diệp Thệ Thủy dẫn đầu Diệp ra lui khỏi chiến trường. Nhưng Tiêu Phàm một đến hai, hai đến ba lần khiêu khích hắn, cái này khiến hắn triệt để phẫn nộ, hắn không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết Tiêu Phàm. Cũng hướng gia tộc vô song thánh thành khác lập uy, phàm là đắc tội chiến thần điện đều sẽ chết rất khó coi. Thậm chí, nguyên bản hắn còn muốn bắt Tiêu Phàm đi lập công, nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn quên mật lệnh chiến thần điện bản bộ, cái gọi là nhìn thấy Tu La Điện điện chủ, nhất định phải bắt sống. Chiến phong lôi không biết là Tiêu Phàm đã sớm biết rõ chiến thần điện muốn đối phó hắn, cho nên mới phản kháng, gia nhập chiến thần điện, Tiêu Phàm tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Để lại một câu nói, chiến phong lôi lại xuất hiện ở bên người Sở Khinh Cuồng, Sở Khinh Cuồng cũng bị hắn đánh ngã bên trong vũng máu. Hắn hồn nhiên không phát hiện, trạng thái Tiêu Phàm giờ phút này đã không chỉ là sát khí ngập trời, băng lãnh vô tình, mà là hung lệ đáng sợ. Nhìn thấy Tiêu Phàm con người đỏ bừng như máu, chiến phong lôi cười lạnh nói, Tu La Điện Chủ, có vẻ như cũng không gì hơn cái này. Hắn vẫn không có ngừng tay, lần nữa xuất thủ. Tử tinh lôi thú cũng bị hắn một quyền oanh toàn thân kém chút tan ra thành từng mảnh, rơi vào bên cạnh bàn tử. Giờ khắc này, tu sĩ toàn trường tất cả đều mắt trợn tròn, bị thực lực chiến phong lôi chấn nhiếp, chiến cuồng tôn mặc dù cường đại, nhưng cùng chiến phong lôi so sánh, hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Tam đại trưởng lão cùng sở gia lục đại gia tộc chiến thần điện kính sợ đứng ở một bên, liền thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn nhiều người như vậy vây giết Lăng Phong bọn hắn lại căn bản không có đưa đến bất luận cái gì hiệu quả, mà hiện tại, chiến phong lôi một quyền nhẹ nhõm giải quyết Lăng Phong bọn hắn. Nếu như không phải vì chọc giận Tiêu Phàm, Lăng Phong bọn hắn đoán chừng đã chết không thể lại chết. A Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức trên người hắn tăng vọt đến cực hạn, vô tận hỏa diễm gào thét, Tu La huyết hải mãnh liệt, thiên địa trong nháy mắt đều bị nhuộm thành huyết hồng. Đây là đám người kinh hãi nhìn thiên khung, răng có chút run lên. Tu La xuất thế, huyết nhiễm thanh thiên. Có một chút tu sĩ thế hệ trước khẽ nói, bọn hắn nghe nói qua một chút bí mật Tu La, trong nháy mắt liên tưởng tới cái gì, tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nơi xa, da rẻ Tiêu Phàm cũng chậm chậm huyết hồng, giống như máu nhuộm, con người càng là hiện ra hung lệ huyết quang, sát khí trùng thiên. Tu La kiếm mãnh liệt rung động. Nhìn kỹ có thể nhìn thấy Tu La kiếm cùng Tiêu Phàm huyết nhục đã hòa làm một thể, huyết sắc cốt xí phía sau giống như hai thanh thiên đao, dường như muốn chảm phá càn khôn, cắt đứt thiên vũ. Xung quanh hắn, hư không đều biến bắt đầu vặn vẹo, thể nội truyền đến một trận long long, giống như hồng hoang mãnh thú đang gầm thét. Tu La xuất thế, huyết nhiễm thanh thiên, chiến phong lôi hơi nhíu mày, trong lòng lóe qua một tia bất an, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, cái gì huyết nhiễm thanh thiên? Một chiến đế cảnh đỉnh phong mà thôi, cho dù là Tu La lại có thể nhấc lên sóng lớn gì hay sao? Dứt lời, ánh mắt chiến phong lôi rơi vào trên người tiểu ma nữ tựa như không có chú ý tới, ánh mắt cùng tâm thần nàng tất cả đều rơi vào trên người Tiêu Phàm. Số lưu manh, ta là tiểu ma nữ, mau tỉnh lại. Tiểu ma nữ khàn cả giọng kêu to, trong đôi mắt đẹp, nước mắt trong suốt lăn xuống. Nàng không ngừng hướng Tiêu Phàm tới gần. Nhưng mà một lần lại một lần bị cỗ hồn lực to lớn ba động đánh bay, cho dù là thi triển hư không thần đằng cùng phong ấn chi môn cũng không làm gì được Tiêu Phàm. Tiểu ma nữ cảm giác giờ phút này Tiêu Phàm đã mất đi bản tính, nếu như đánh thức Tiêu Phàm trễ, có lẽ hắn cả đời này đều vĩnh viễn không tỉnh lại được. Nàng không có từ bỏ, vừa kêu gọi, một bên trùng kích, khóe miệng nàng tràn ra từng tia máu tươi, giờ phút này thực lực Tiêu Phàm quá là đáng sợ. Tiêu Phàm, đây là nữ nhân người yêu mến, người có thể bảo vệ nàng sao? Kẻ yếu vĩnh viễn là kẻ yếu, dù sao các người đều phải chết, ta
ta liền bắt đầu từ nữ nhân ngươi, cái gì Tu La Điện Chủ, chỉ bất quá là một đầu quái vật mà thôi. Chiến Phong Lôi tùy tiện cười to, một quyền cuồng bạo hướng về tiểu ma nữ đánh tới. Cuồn cuộn khí thế chấn động đến hư không run lên một cái, lần này, Chiến Phong Lôi không có ý định chỉ trọng thương tiểu ma nữ, mà là chuẩn bị giết nàng, đến triệt để chọc giận Tiêu Phàm. Tiểu ma nữ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Chiến Phong Lôi một cái, nàng không có phản kháng, hiện tại nàng duy nhất muốn làm chính là để cho Tiêu Phàm tỉnh lại. Chết, Chiến Phong Lôi lạnh lùng nói ra một chữ, quyền cương bá đạo cách tiểu ma nữ chỉ có 3-4 trượng, hồn lực mãnh liệt ba động đã chấn tiểu ma nữ không ngừng ho ra máu. Thì vũ, nơi xa, Diệp Thệ Thủy gào thét, sắc mặt trắng bệch vô cùng, thiếu chút nữa thì muốn phát điên. Nhưng mà, hắn vì Diệp gia vẫn như cũ không thể bước ra một bước, Chiến Phong Lôi thực lực quá đáng sợ, hắn nếu xuất thủ, toàn bộ Diệp gia đều bị lôi kéo vào, đồng thời, cho dù hiện tại xuất thủ thì cũng không có khả năng cứu được bọn hắn. Đám người cũng khẩn trương tới cực điểm, có loại cảm giác thân lâm kỳ cảnh, tựa như đang cùng Chiến Phong Lôi chiến đấu là bọn hắn, thế nhưng Chiến Phong Lôi động sát tâm, Tiêu Phàm bọn hắn lại thế nào ngăn cản được đâu. Oanh, mắt thấy Chiến Phong Lôi nắm đấm sắp nện trên người vào tiểu ma nữ, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một đạo huyết sắc chớp lóe vạch phá thiên khung, ngăn khuất trước người tiểu ma nữ. Nhìn qua một màn kia, đám người trợn to hai mắt, tất cả đều lộ ra vẻ khó tin. Ttt thanh âm hít một hơi lãnh khí vang lên, đám người si ngốc nhìn qua nơi xa, chỉ thấy một đạo thân ảnh duỗi ra một bàn tay, nắm lấy nắm đấm Chiến Phong Lôi, vô luận Chiến Phong Lôi dùng lực như thế nào, bàn tay kia cũng bất động. Một màn này thập phần quỷ dị, liền tựa như một người lớn bắt lấy tay một đứa bé. Nhưng mà mọi người không được nghĩ như vậy, bị bắt lại chính là Chiến Thánh cảnh trung kỳ Chiến Phong Lôi, mà bắt lấy nắm đấm Chiến Phong Lôi không phải người khác. Chính là Tiêu Phàm. Hắn không phải Chiến Đế đỉnh phong sao? Làm sao mạnh mẽ và đáng sợ như thế, cùng so với trước không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Số lưu manh, tiểu ma nữ hai mắt sưng đỏ, thử thăm dò nhìn Tiêu Phàm, nhưng mà Tiêu Phàm lại căn bản không có phản ứng. Nàng vừa lúc có thể nhìn thấy, Chiến Phong Lôi trên mặt lộ ra khó coi vẻ, trong miệng run nhẹ nhẹ phun ra hai chữ Tu La. Tu La. Con người Chiến Phong Lôi kịch liệt co vào mấy lần, hắn muốn thu hồi bàn tay, lại phát hiện căn bản không thể động đậy. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi lạnh run, chỉ thấy trong mắt Tiêu Phàm không có con người, chỉ có huyết sắc, băng lãnh, u sâm, vô tình. Chiến Phong Lôi cho tới bây giờ chưa từng gặp qua ánh mắt đáng sợ như thế, cái này khiến hắn trong nháy mắt liên tưởng đến Tu La trong truyền thuyết. Ánh mắt Tu La không phải cũng như vậy hay sao? Đây chính là đại biểu cho vô tận sát lục. Không thể không nói, Chiến Phong Lôi không hổ là Chiến Thánh cảnh trung kỳ, hắn phản ứng cực nhanh, khác trong lòng bàn tay một cái tay đột nhiên xuất hiện một thanh đao, lôi điện lấp lóe, kém chút xé nát hư không. Bây giờ Tiêu Phàm nắm lấy tay hắn, cho dù muốn tránh đều không thể, một đao xuống dưới, Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ vậy, khóe miệng Chiến Phong Lôi dương lên, lần này rốt cục có thể giết chết Tiêu Phàm. À nhưng mà hắn đao còn chưa xuất thủ, một tiếng kêu thảm lại đột nhiên vang lên, cánh tay phải truyền đến một trận thanh âm nứt xương, trực tiếp bị Tiêu Phàm vặn thành hình méo mó. Thấy cảnh này, đám người hít một hơi lạnh, hắn phải dùng đến bao nhiêu lực khí. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Chiến Phong Lôi vùng đao hướng Tiêu Phàm, không chút do dự chuyển di một tia phương hướng, hắn cảm giác một đao kia nếu như hướng về Tiêu Phàm chặt xuống, chết không phải Tiêu Phàm, mà là hắn. Phốc, một tiếng vang giòn, đao cương Chiến Phong Lôi phá toái hư không, máu tươi nở rộ mà ra, thân thể hắn cấp tốc lui lại, hướng về nơi xa bỏ chạy. Đám người trong lòng đột nhiên rung rung, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, cánh tay phải Chiến Phong Lôi từ chỗ đứt gãy, vết thương cùng trường đao đều đang nhỏ xuống máu tươi. Cái này, đám người mắt trợn tròn, Chiến Phong Lôi không phải rất mạnh à, tại sao sẽ đột nhiên tự tàn? Lúc này... Mọi người mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt kinh hãi không hẹn mà cùng rơi vào trên người Tiêu Phàm, trên tay Tiêu Phàm chính dắt lấy một đoạn xương tay. Ken két, Tiêu Phàm dùng sức bóp, xương tay Chiến Phong Lôi lập tức hóa thành một trận huyết vụ tràn ngập trong không khí, liền tựa như bóp nát một khối đất đá để chơi đùa. Mạnh, biến thái, đây là nhận biết tất cả mọi người đối với thực lực Tiêu Phàm giờ phút này,
một tu sĩ chiến đế cảnh vậy mà đoạn cánh tay cường giả chiến thánh cảnh trung kỳ, nói ra ngoài người khác không tin, nhưng bây giờ lại là mấy vạn con mắt tận mắt thấy. Đây chính là Tu La Điện chủ trong truyền thuyết sao? Có người mở miệng, thanh âm có chút phát run, hiển nhiên cũng là bị thực lực Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Số lưu manh, tiểu ma nữ kêu to, trong đôi mắt đẹp nước mắt tràn mi mà ra. Nàng cũng không có kinh ngạc Tiêu Phàm thực lực đáng sợ, mà là lo lắng trạng thái Tiêu Phàm, giờ phút này Tiêu Phàm quá mức vô tình và hung lệ, ánh mắt kia căn bản không phải người bình thường nên có. Trước kia, Tiêu Phàm cho dù sát phạt quả đoán, cũng sẽ không cho người hiện tại loại cảm giác âm trầm, nàng luôn cảm giác, hiện tại Tiêu Phàm sẽ vì giết chóc mà sống. Nghe được thanh âm tiểu ma nữ, Tiêu Phàm không quay đầu lại mà như tiễn rời dây cung bắn ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ như là thuấn di. Nhanh ngăn lại hắn, Chiến Phong Lôi vô cùng hoảng sợ, Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn đều không phản ứng kịp. Phốc, vừa dứt lời, bên trên lồng ngực Chiến Phong Lôi đột nhiên chảy ra một đạo máu tươi, nếu như không phải tốc độ của hắn rất nhanh, vừa rồi một kiếm kia cũng đủ để đòi mạng hắn. Giờ khắc này, Chiến Phong Lôi thực sự kinh khủng, hốt hoảng chạy trốn. Đám người cũng bị thực lực Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, đây thực chỉ là chiến đế cảnh à, lại đem một cường giả chiến thánh cảnh trung kỳ truy sát khắp nơi, không biết còn tưởng rằng trái lại. Tam đại trưởng lão Chiến Thần Điện cùng tu sĩ lục đại gia tộc muốn giết Tiêu Phàm, tất cả đều như không có nghe thấy. Nói đùa cái gì, người Chiến Phong Lôi đều kém chút chết, chúng ta làm sao có thể là đối thủ của hắn. Bất quá, vẫn có hai đạo thân ảnh từ trong đám người xông ra, hướng về Tiêu Phàm đánh tới, hai đạo thân ảnh không phải người khác chính là Chiến Thiên Long cùng Chiến Vũ Yến. Không được đến, Chiến Phong Lôi gào thét một tiếng, hai mắt đỏ bừng vô cùng, liền hắn đều không phải đối thủ Tiêu Phàm, Chiến Thiên Long cùng Chiến Vũ Yến lại làm sao có thể đánh thắng được Tiêu Phàm đây. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Chiến Thiên Long cùng Chiến Vũ Yến bị Tiêu Phàm một kiếm đánh bay ra ngoài, cũng không có hạ tử thủ, nhưng hai người đều đã hôn mê. Nhìn thấy một màn này, trong mắt tiểu ma nữ lóe lên vẻ vui mừng, nín khóc mỉm cười nói, hắn còn có ý thức. Không sai, Tiêu Phàm giờ phút này còn có ý thức, nhưng thân thể hắn lại không phải hoàn toàn nghe hắn sai xử, nếu như không phải xem Chiến Thiên Long trước đó nói một câu trước mặt Chiến Cuồng Tôn, Tiêu Phàm một kiếm kia liền không phải chỉ đánh bay bọn hắn. Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không lạm sát kẻ vô tội, có ân báo ân, có oán báo oán, cũng cho tới bây giờ không vì giết mà sống. Nhưng hôm nay, hắn còn chưa bao giờ có dạng sát ý này, dù là vĩnh viễn trầm luân trong đó không cách nào tự kiềm chế, hắn cũng không hối hận. Tiêu Phàm, việc này đến đây thì thôi, ta không có giết bọn hắn, ta nguyện ý thả ngươi mang theo bọn hắn rời đi. Chiến Phong Lôi vội vàng nói, sợ hãi, bất lực, phẫn nộ các loại đều không cách nào hình dung tâm tình Chiến Phong Lôi giờ phút này. Nếu như Chiến Thiên Long cùng Chiến Vũ Yến chết, hắn không biết bản thân sẽ như thế nào, cũng may Tiêu Phàm tha hai người một mạng. Thả ta rời đi, ta cần để ngươi thả sao? Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn vang lên, nghe thập phần khó coi, u sâm. Chiến Phong Lôi không nói, Tiêu Phàm nói không sai, lấy thực lực hắn hiện tại căn bản không cần thả, Tiêu Phàm cũng có thể rời đi. Lúc này, Tiêu Phàm nâng Tu La kiếm trong tay, chỉ Chiến Phong Lôi, quát lạnh nói, Chiến Phong Lôi, lăn tới nhận lấy cái chết. Chiến Phong Lôi toàn thân run rẩy dữ dội, trong mắt phóng quang mang băng lãnh tựa như là một cái quyết định gian nan, cảm nhận được sát ý trên người Tiêu Phàm, Chiến Phong Lôi biết rõ, Tiêu Phàm là thật dám giết hắn. Tiêu Phàm, người đừng bức bản tôn, Chiến Phong Lôi cắn răng nói, hai mắt cũng đỏ bừng. Bức ngươi, là ngươi đang bức ta, bất quá nói ta bức ngươi cũng không sao, hôm nay không phải các ngươi chết chính là chúng ta chết. Tiêu Phàm rất có một bộ dáng kiếm chỉ thiên hạ. Tu La kiếm đảo qua lục đại gia tộc, các ngươi nhớ kỹ, ta là Tu La. Một tiếng kêu nhỏ, huyết hải dưới chân Tiêu Phàm phun trào, đột nhiên hướng về người lục đại gia tộc đánh giết, kiếm khí đầy trời gào thét, xuyên thủng thiên vũ. A tiếng kêu thê lương thảm thiết thỉnh thoảng vang lên, Tiêu Phàm đi qua, vô tận tay chân rơi xuống, huyết vũ bay vụt, tràng diện thập phần huyết tinh. Giờ khắc này, kiếm khí lăng thiên, đầu đầu cũng có thanh âm kiếm rít, trước đó Sở gia, Độc Cô gia tộc, Hoàng Phủ gia tộc, Ngô gia, Công Tôn gia tộc cùng Giang gia tu sĩ vây giết Tiêu Phàm bọn hắn,
tất cả đều bị kiếm khí xuyên thủng thân thể, thi thể hướng rơi xuống. Bọn hắn đều mặc phục sức đặc thù các đại gia tộc, Tiêu Phàm cũng rất dễ phân biệt, rất nhiều người lục đại gia tộc nhìn thấy Tiêu Phàm phát hiện một cái đặc điểm này, nhao nhao thay đổi quần áo mới tinh. Nhưng mà vẫn như cũ không ngăn cản được Tiêu Phàm đổ sát, bọn hắn chỗ nào biết rõ, phệ hồn huyết tàm Tiêu Phàm sớm động thủ trước, cũng đã nhớ kỹ hồn lực khí tức mỗi người bọn họ. Trong lúc nhất thời, tuyệt vọng cùng sợ hãi tràn ngập toàn bộ hư không, mà những tâm tình này lại làm cho huyết dịch Tiêu Phàm triệt để sôi trào lên. Hôm nay hắn liền muốn đại khai sát giới, lấy chứng tên Tu La. Vị trí Tiêu Phàm chính là một mảnh Tu La, trời cao nhuốm máu, tiếng kêu rên, tuyệt vọng, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Xuy, xuy từng đạo thanh âm lợi kiếm đáng sợ chém giết vang lên, tim đập liên tiếp, mấy chục người ngăn khuất trước mặt Tiêu Phàm đều bị hắn giết. Chỉ cần là người lục đại gia tộc, Tiêu Phàm đều không buông tha. Giờ phút này, hư không xung quanh Tiêu Phàm, tất cả đều là kiếm ý ngập trời, ai chống đối hắn, hắn liền giết. Bất quá, đã không ai dám che ở trước người hắn, Tiêu Phàm nhất định chính là sát thần lâm thế, những nơi đi qua đều là gió tanh mưa máu, hiện tại Tiêu Phàm quá là đáng sợ, liền chiến thánh cảnh đều không để trong mắt. Tu La xuất thế, huyết nhiễm thanh thiên, đây là thật. Tu sĩ thế hệ trước có người chấn kinh mở miệng, răng có chút run lên. Đám người nghe vậy nhìn về phía hư không. Chân trời đỏ bừng vô cùng, giống như máu nhuộm, mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà vẩy phía trên mặt đất càng thêm nổi bật màu máu tươi yêu diễm. Hỗn trướng, dừng tay cho bản tôn, chiến phong lôi gầm thét, đột nhiên, khí tức trên người hắn tăng vọt, phía sau hắn xuất hiện một đạo quang ảnh to lớn. Quang ảnh cao 10 trượng, toàn thân phóng ra kim sắc quang mang, sáng chói chói mắt. Oanh, ngay lúc đó, phía trên cửu thiên. Từng đạo lôi đình gào thét mà xuống, toàn bộ xông vào thể nội chiến phong lôi. Chiến phong lôi quanh thân lôi điện bành trướng, hung mãnh tới cực điểm. Tựa như hắn động một chân liền có thể vỡ nát hư không, trên người hắn phát ra khí tức so với Tiêu Phàm còn kinh khủng hơn. Không tốt, hắn vận dụng thông thần chi lực, Diệp Thệ Thủy sợ hãi, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Thông thần chi lực, một bên Tô Cổ Tông hít một hơi lạnh. Ân. Tiêu Phàm ngẩng đầu quét chiến phong lôi một cái, con người màu đỏ ngòm bắn ra hai đạo lợi mang, đưa tay chính là một kiếm, lại có mấy chục người chết thảm. Hắn cũng cảm nhận được chiến phong lôi giờ phút này có chút đáng sợ, thực lực quá đáng sợ, tựa như hắn xa xa không chỉ là chiến thánh trung kỳ, mà là chiến thánh hậu kỳ. Thông thần chi lực, trong đầu Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến một khả năng, đó là hắn từ Tu La truyền thừa trông đến một loại thủ đoạn thông thần. Thông thần chi lực, nói xong nghe xong một chút là có thể để tâm niệm cùng chiến thần tương thông, mượn dùng một tia chiến thần lực lượng, nói không dễ nghe, chính là nô tài sử dụng lực lượng chủ nhân mà thôi. Loại thủ đoạn này tương đương với tu sĩ bị ý niệm người khác bám thân, trong thời gian ngắn thực lực có thể tăng cường không ít, nhưng lại có một cái điều kiện hạn chế. Điều kiện này chính là tu sĩ bị bám thân không thể có bất luận ý niệm phản kháng. Dù là một tia một sợi cũng rất có thể làm cho thông thần thất bại. Người như vậy bị xưng là nô tài bám thân đều là cất nhắc. Bất quá nói trở lại, thông thần chi lực xác thực vô cùng cường đại, làm chiến thánh cảnh trung kỳ chiến phong lôi thực lực nhất cử đột phá đến chiến thánh hậu kỳ. Tiêu Phàm, bản tôn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi quá mức tâm ngoan thủ lạt, hiện tại nên là thời điểm ngươi thúc thủ chịu trói. Thanh âm chiến phong lôi băng lãnh vang lên. Như có hai người nói chuyện, quả thực là cực kỳ quỷ dị. Khuôn mặt Tiêu Phàm lạnh lùng, thông thần chi lực hết sức kỳ lạ, hắn hiện tại sở dĩ có thể thực lực tăng vào chính là bởi vì Tu La huyết mạch cải tạo thân thể, chỉ thiếu chút nữa liền có thể làm hắn nắm giữ Tu La thần thể trong truyền thuyết. Nhưng đây cũng là cực hạn của hắn, một khi thuế biến thành chân chính Tu La hoàn toàn thể, ý chí Tiêu Phàm có khả năng rất lớn sẽ bị sụp đổ, hoàn toàn mất đi bản thân. Hiện tại hắn chỉ muốn giết chóc, nhưng chí ít còn có ý thức tự chủ, một khi trở thành Tu La, vậy liền chỉ còn lại giết chóc. Cho phép ba người các ngươi sử dụng một lần thông thần chi lực, giết Diệp Thi Vũ. Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc, trên mặt chiến phong lôi lộ ra dữ tợn lấy vẻ. Vâng, điện chủ. Chiến thần điện còn sót lại ba trưởng lão, trên mặt vui vẻ, sau một khắc, ba người khí thế cũng tăng vọt, ba đạo lưu quang từ phía chân trời gào thét mà tới. Tiểu ma nữ, người mau dẫn bọn hắn đi.
Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn rất rõ ràng tiếp theo đối mặt là cái gì. Một chiến thánh hậu kỳ, ba chiến thánh cảnh trung kỳ, dù là hiện tại hắn cũng không phải là đối thủ. Trên mặt tiểu ma nữ lộ ra vẻ lo lắng, bất quá vẫn lau nước mắt, một cỗ đại lực nâng Lăng Phong, Bàn Tử, Quan Tiểu Thất, Sở Khinh Cuồng cùng Tử Tinh Lôi Thú, chuẩn bị hướng về nơi xa bỏ chạy. Cũng đúng lúc này, trong đám người lại chui ra một đạo thân ảnh, xuất hiện ở bên người tiểu ma nữ vừa định xuất thủ, lại bị Tiêu Phàm ngăn cản. Diệp Phong, dựa theo kế hoạch trước đó tiến hành. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói, tay hắn cầm Tu La Kiếm đứng lơ lửng trên không, ngăn lại Chiến Phong Lôi cùng ba chiến thánh cảnh trung kỳ trưởng lão. Giết bọn hắn, Chiến Phong Lôi làm sao có thể thả đám Lăng Phong đây, chỉ một thoáng, ba trưởng lão Chiến Thần Điện đánh giết tới, Chiến Phong Lôi một quyền đánh về phía Tiêu Phàm. Chết, Tiêu Phàm mắt đỏ, Tu La Thần Dực chớp động, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh một trưởng lão. Tu La Kiếm xẹt qua cổ của hắn, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Oanh, cũng đúng lúc này, Chiến Phong Lôi một quyền đánh vào trên lưng Tiêu Phàm, phía sau gần như sụp đổ, xương ngực gãy nát, máu tươi mang theo mảnh vụn lục phủ ngũ tạng từ trong miệng hắn phun ra. Giết, vì tộc nhân chúng ta báo thù, giết bọn hắn, tu sĩ lục đại gia tộc cũng bạo động mà lên, Tiêu Phàm thực lực cố nhiên đáng sợ, nhưng Chiến Phong Lôi hiện tại càng thêm cường đại. Bọn hắn lập tức cũng điên cuồng lên. Vừa nãy Tiêu Phàm giết không ít thân hữu bọn hắn, hiện tại, bọn hắn cũng phải giết thân hữu Tiêu Phàm đến báo thù. Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng, hắn phát hiện mình cùng chiến thánh cảnh hậu kỳ cảnh giới chênh lệch như là một cái hào rộng, hiện tại hắn nhiều nhất chỉ tính là nửa bước tu la thần thể, hơn nữa loại trạng thái này kiên trì không được thời gian quá dài. Như thế tiếp tục, chờ đợi hắn chỉ có diệt vong, mặc dù Tiêu Phàm hắn không sợ chết. Nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn người yêu cùng huynh đệ chết thảm. Hắn rất muốn lập tức biến thành tu la vô tình, bởi như vậy, mới có cùng Chiến Phong Lôi tranh phong, nhưng một khi biến thành N tu la thần thể, ý thức liền sẽ triệt để mê thất. Cứ như vậy, cho dù Chiến Phong Lôi không giết đám tiểu ma nữ, hắn cũng rất có thể giết bọn họ, trong mắt tu la chân chính chỉ có tàn sát. Oanh, Chiến Phong Lôi lại là một quyền nện ở lồng ngực Tiêu Phàm, thân cong bay ngược mà ra. Đập ầm ầm trên đường phố, một tòa nhà kiến trúc sụp đổ. Đám người thấy thế không khỏi hít một hơi lạnh, thông thần chi lực quá là đáng sợ, thậm chí ngay cả Tu La Điện chủ đều không có bất luận sức hoàn thủ. Bọn hắn hoàn toàn đã quên, Tiêu Phàm Tu La Điện Điện chủ chỉ là một chiến đế đỉnh phong mà thôi. Đang lúc mọi người kinh ngạc, Tiêu Phàm lần nữa từ trong phế tích xông ra, hắn không dám ngã xuống, một khi ngã xuống, tiểu ma nữ bọn hắn liền phải chết. Muốn giết tiểu ma nữ cùng Bàn Tử bọn hắn, liền bước qua thi thể hắn. Diệt, đột nhiên, một tiếng quát như sấm vang lên, chỉ thấy một trưởng lão Chiến Thần Điện một trưởng giận oanh mà ra, mấy trăm trưởng lôi điện lớn nhỏ trưởng quét ngang mà ra, mang theo một cỗ không thể địch nổi hướng về tiểu ma nữ bọn hắn đánh tới. Thực lực tiểu ma nữ rất biến thái, Diệp Phong cũng là cường giả chiến thánh sơ kỳ, nhưng hai người phía dưới trưởng cương này lại không có lực phản kháng. Không được, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, dốc hết toàn lực hướng về vị trí tiểu ma nữ bọn hắn bay đi, đáng tiếc, Chiến Phong Lôi là không có khả năng để hắn toại nguyện. Lại một quyền đem Tiêu Phàm hung hăng đánh bay, trong quá trình bay ngược, Tiêu Phàm nhìn thấy kim sắc trưởng cương đem tiểu ma nữ bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 52.